Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 177. Lúc này, đám người này đều đang nhìn chằm chằm vào cổ kiếm tông cách đó không xa. Nói chính xác là nhìn chăm chú vào Dương Diệp. Bởi vì biểu hiện của Dương Diệp trước đó thật sự quá bắt mắt. Gia chủ Hình Gia Hình Nhân đột nhiên nói. Các vị nhìn thấy người này thế nào? Mọi người im lặng. Hình Nhân khẽ cười nói. Không thể không thừa nhận, người này đúng là một yêu nghiệt siêu cấp, trong thế hệ trẻ của Vĩnh Hằng quốc ta, không thể nói là không có ai có thể chiến thắng hắn, nhưng tuyệt đối không quá ba người. Mặt khác hai người kia cũng không thể tính là người trẻ tuổi thật sự được, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Cho hắn thêm mấy năm nữa, ta cảm thấy đám lão già chúng ta ở trước mặt hắn, sợ rằng căn bản không có sức đánh trả đâu. Lúc này, gia chủ Lục gia đột nhiên nói. Vấn đề cổ kiếm tông có tồn tại hay không cũng không phải quá lớn, nhưng nếu để cho người này sống sót vậy thì lại khác. Hơn nữa, ta nhận được tin tức chính xác, người này có quan hệ rất tốt với hoang tộc. Hắn cùng thiếu tộc trưởng hoang tộc Hoang Doanh là bạn tốt tri kỷ. Lần này, hoang tộc đã ra tay giúp hắn. Sau này, nếu như Vĩnh Hằng quốc cùng hoang tộc đại chiến, người này sẽ là một trong những kẻ địch nguy hiểm nhất của chúng ta. Gia chủ Lãnh Gia Lãnh Thiên đột nhiên nói. Nói như vậy, ý của mọi người đều giống nhau chứ? Tất cả mọi người ở đó không nói gì, nhưng im lặng cũng chính là ngầm thừa nhận. Lãnh Thiên cười nói. Nhưng các vị, các ngươi đã nhìn thấy hai người của hồn giáo kia là cường giả nhị phẩm siêu cấp, hình như cũng không giết được hắn. Mà sau khi những đại yêu thượng cổ xuất hiện, sợ rằng cổ kiếm tông cũng khó có thể bị hồn giáo diệt sạch ở trong thời gian ngắn. Nếu chuyện này kéo dài, chắc sẽ sinh ra biến cố. Hình Nhân khẽ nói. Thế nào, ngươi muốn chúng ta tiếp tục phái người ra tay sao? Lãnh Thiên lắc đầu. Vì sao chúng ta không tự mình ra tay chứ? Tự mình ra tay. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều nhíu mày. Sở dĩ bọn họ không ra tay là vì chuyện này cũng không vinh quang gì, dù sao, cổ kiếm tông đã từng là một phần tử của Vĩnh Hằng quốc, còn qua lại thân thiết với mấy đại thế gia bọn họ. Ít nhiều gì bọn họ cũng phải chừa chút tình cảm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ phái người ra ngoài đều đeo khăn che mặt. Lãnh Thiên tiếp tục nói. Các vị thứ lỗi cho ta nói thẳng. Trong lòng cổ kiếm tông sớm đã biết rõ chuyện chúng ta ra tay, chúng ta làm như thế, không thể nghi ngờ chính là bịt tay trộm chuông, làm điều thừa. Nếu đã vậy, vì sao chúng ta không tự mình ra tay, trực tiếp giết chết người này cùng cổ kiếm tông mà không để lại chút hậu hoạn nào? Nếu không, một khi để cho người này chạy trốn, thứ lỗi cho ta nói thẳng, sau này người này chắc chắn là họa lớn đối với chúng ta. Lúc này, Hình Nhân khẽ gật đầu. Không cần thiết phải che giấu nữa. Chúng ta nhanh chóng giải quyết đi. Hắn vừa nói dứt lời, mọi người xung quanh đều gật đầu, trong phút chốc, một khí tức cường đại cuốn về phía cổ kiếm tông. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử cổ kiếm tông đều ngẩng đầu, nhìn phía chân trời kia. Vẻ mặt bọn họ tái nhợt, vào giờ phút này hy vọng duy nhất trong mắt bọn họ cũng biến mất. Chẳng bao lâu, Hình Nhân dẫn đầu mấy đại thế gia và cả nữ tử mặc cung trang thần bí cùng với nam tử mặc áo bào gai xuất hiện ở trên không trung cổ kiếm tông. Uy áp vô cùng vô tận giống như thủy triều trút xuống, giờ phút này, tất cả đệ tử cổ kiếm tông thậm chí cảm giác khó thở. Nghiền ép, cổ kiếm tông cũng không phải là thần, khi đối mặt với mấy thế lực lớn liên thủ, cổ kiếm tông căn bản không có một chút hy vọng thắng lợi nào. Cho dù là tông chủ cổ kiếm tông trước đây cũng không có hy vọng thắng lợi. Mà vào giờ phút này, mục tiêu của những người này cũng không phải là cổ kiếm tông, mà là Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp mới là uy hiếp lớn nhất của bọn họ. Dương Diệp vừa chết, cổ kiếm tông lập tức cũng bị diệt. Các thế gia gia chủ lớn đều là cường giả tam phẩm, khí tức hoàn toàn không yếu hơn giáo tôn hồn giáo. Theo mọi người xuất hiện, lúc này hai cường giả hồn giáo này cũng ngừng lại, nhưng xung quanh Dương Diệp vẫn có vô số hồn thể, những hồn thể này thật sự vô cùng vô tận. Dương Diệp chém giết một nhóm sẽ lập tức lại có một đám người khác xuất hiện, vĩnh viễn cũng giết không xong. Hình Nhân liếc nhìn Dương Diệp đầy thương tích, trong mắt ngoài sự thưởng thức, còn có kiêng kỵ cùng sát ý. Sát ý? Nếu ta không thể sử dụng, vậy người đáng chết. Hình Nhân không nói một lời, hai tay giơ lên, trong chớp mắt này, mấy người xung quanh hắn cũng bắt đầu ra tay. Ầm 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 ầm, từng khí tức khủng khiếp lập tức bao phủ lấy Dương Diệp, những linh hồn thể xung quanh Dương Diệp cũng gào hét như phát điên. Dương Diệp căn bản không có một phần thắng nào.
Trong những linh hồn thể này, hai tay Dương Diệp nắm thanh kiếm chống vào trong không gian, hắn rất mệt mỏi. Sau khi chiến đấu lâu như vậy, hắn thật sự rất mệt mỏi. Cuộc chiến đánh không mãi không dừng. Linh hồn thể giết mãi không hết. Giết chết một người lại sẽ có càng nhiều cường giả khác đến. Mà bây giờ, những người này không chỉ tới từng người mà lựa chọn cùng đi, bọn họ đã công khai rồi. Dương Diệp tuét miệng cười và ngẩng đầu liếc nhìn đám người hình nhân, giờ phút này, tầm mắt của hắn cũng có chút mơ hồ. Bên dưới, Kiếm Kinh đứng ở trước đại điện, ở trong tầm mắt của nàng có rất nhiều thi thể, có của người trong Cổ Kiếm Tông, cũng có của thế lực khác, đương nhiên phần nhiều chính là Cổ Kiếm Tông. Chiến đấu. Cổ Kiếm Tông không có một kiếm tu nào chạy trốn, không có một kiếm tu nào tránh né chiến đấu. Kiếm Kinh mỉm cười, vẻ tươi cười có phần nhợt nhạt. Nàng nhìn về phía vị trí của Dương Diệp, nhìn sắc mặt Dương Diệp tái nhợt lại rất mệt mỏi, vẻ tươi cười Kiếm Kinh dần dần càng lộ rõ. Nụ cười có chút thê lương. Trong lúc đám người hình nhân muốn ra tay, Kiếm Kinh lấy ra một miếng hồn mộc màu đen. Nàng nhìn tấm hồn mộc trong tay và thì thào khẽ nói. Xin lỗi, ta không biết ngươi là tiền bối nào của Cổ Kiếm Tông, nhưng Cổ Kiếm Tông đã đến giờ phút sống chết tồn vong, nếu như ngươi cảm thấy có thể giúp đỡ ta, mời ngài đi ra trợ giúp chúng ta một tay, nếu như không thể thì ngài tiếp tục ngủ yên, ta không làm phiền nữa. Tấm hồn mộc này không có bất cứ động tĩnh gì. Kiếm Kinh từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thả hồn mộc ra. Trong phút chốc, thân hình của nàng run lên, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Nàng nhìn Dương Diệp mà không nói gì. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hắn nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, sau đó nói. Các đệ tử Cổ Kiếm Tông nghe đây, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Cổ Kiếm Tông chúng ta, các ngươi không có nghe nhầm đâu, chúng ta quả thật đánh không thắng được bọn họ. Nhưng Cổ Kiếm Tông chúng ta không phải là kẻ hèn nhát, không phải là đồ nhát gan, không có người nào sợ chết cả. Nếu như Dương Diệp ta chết trận, các ngươi nhớ kỹ các ngươi chính là tông chủ Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nói đến đây liền giơ trụ trong tay lên, nhắm thẳng vào đám người hình nhân. Hôm nay, Cổ Kiếm Tông chúng ta đến chết mới dừng. Đến chết mới dừng. Bên dưới, rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông điên cuồng gào hét lên. Bên kia, đám người Tuyết trưởng lão này nhìn Dương Diệp phía xa, viền mắt ửng đỏ. Đến chết mới dừng. Đám người hình nhân đứng trên không trung phía đỉnh đầu Dương Diệp và liếc nhìn hắn. Trong phút chốc, từng lực lượng khủng khiếp từ phía chân trời chút xuống. Vào giờ phút này, những hồn này thể xung quanh Dương Diệp cũng xông về phía hắn. Năm cường giả tam phẩm, cộng thêm hai cường giả hồn giáo có thể tương đương với cường giả tam phẩm, tổng cộng là 8 gã cường giả chủ cảnh tam phẩm. Bọn họ phải chống đỡ như thế nào? Dương Diệp dù sao cũng là người, chứ không phải là thần. Cho dù là hắn cầm siêu thần khí trong tay, khi đối mặt với nhiều cường giả như vậy, hắn cũng có vẻ nhỏ bé như vậy, vô lực như vậy. Mà vào lúc này, trước đại điện trong Cổ Kiếm Tông bên dưới, tấm hồn mộc này đột nhiên bắt đầu chấn động. Dần dần, rất nhiều thanh kiếm trong Cổ Kiếm Tông bắt đầu đồng thời run lên, cho dù là chu trong tay Dương Diệp cùng kiếm hồ bên thắt lưng hắn cũng bắt đầu chấn động. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đang đá cầu đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua, khóe miệng hơi cong lên. Thiếu chút nữa thì nhìn nhầm. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lôi Lâm đang đỏ mắt mong chờ nhìn mình, có chút bất đắc dĩ. Ta không thể giúp hắn, nếu như ta ra tay thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nàng chỉ vào mi tâm của mình, ở đó có một chữ mạng nhỏ. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Ngươi có nhìn thấy không? Ta đã bị thiên mệnh xác định phải giết. Nếu như ta ra tay giúp hắn, thiên mệnh vừa tới thì răng rắc, tất cả mọi người đều không còn. Người bị thiên mệnh xác định phải giết. Lôi Lâm căn bản không biết điều này có nghĩa là gì. Người có thể làm cho thiên mệnh lưu ý, bản thân chính là một tồn tại khủng khiếp, làm cho thiên mệnh muốn giết chết lại không thể giết, vậy càng là khủng khiếp trong khủng khiếp. Người mạnh mẽ như đám cường giả thượng cổ như Vũ Nghịch, Trần Huyền An. Bọn họ không có tư cách làm cho thiên mệnh xác định phải giết, bởi vì bọn họ đã bị giết. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, bên trong Cổ Kiếm Tông, tấm hồn mộc này chậm rãi bay lên, dần dần lướt đến trước bức tượng người sáng lập Cổ Kiếm Tông. Một đường ánh sáng màu xanh lam đột nhiên tràn vào trong bức tượng này, cứ như vậy, ở trong ánh mắt của vô số người, bức tượng này tự nhiên sống lại. Bức tượng này chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt là vẻ tang thương vô tận, còn có một chút mờ mịt. Nhưng chẳng bao lâu sau đã khôi phục lại sự tỉnh táo.
Bức tượng này nhìn lướt qua xung quanh, khi thấy cảnh tượng trong Cổ Kiếm Tông, hắn hơi nhíu mày, chẳng bao lâu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là tông chủ Cổ Kiếm Tông bây giờ sao? Dương Diệp liếc nhìn bức tượng này và khẽ gật đầu. Là ta, ngươi xưng hô thế nào? Bức tượng người liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ngươi làm tông chủ đời này, tại sao lại yếu như vậy? Dương Diệp đen mặt, má nó, ngươi rốt cuộc đứng phía bên nào hả? Lúc này, bức tượng người nhìn về phía bụng của Dương Diệp, sau đó nheo mắt lại, bên trong tròng mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Phải im lặng đấy, nếu không. Nàng làm ra một động tác cắt cổ. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, bức tượng người nhìn chằm chằm vào trong mắt Dương Diệp, sau đó liếc nhìn những kiếm tu bên trong Cổ Kiếm Tông và khẽ gật đầu. Mặc dù thực lực yếu, nhưng tâm huyết xương cốt cứng cỏi vẫn còn tạm được. Dương Diệp đột nhiên nói. Các hạ là người sáng lập Cổ Kiếm Tông sao? Người sáng tạo Cổ Kiếm Tông. Nghe vậy, các cường giả của thế lực lớn ở đó đều nhíu mày, người sáng lập Cổ Kiếm Tông là người của thời đại nào? Lão quái vật này khiến người ta không thể không cảm thấy kiêng kỵ. Bức tượng người liếc nhìn Dương Diệp, sau đó hắn nhìn về phía đám người hồn giáo, trong phút chốc liền vung tay phải lên. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một thanh phi kiếm bay qua. Trong phút chốc, đầu của một người hồn giáo áo đen cách Dương Diệp không xa đã trực tiếp bay ra ngoài, trong nháy mắt đó, linh hồn thể của hắn lập tức hóa thành hư vô. Phá hỏng quy củ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trên đám mây. Một cái chùy màu đen chậm rãi rơi xuống. Giáo chủ hồn giáo. Ở trong ánh mắt của vô số người, một ảo ảnh xuất hiện ở trên không trung Cổ Kiếm Tông. Ảo ảnh này trong suốt mơ hồ, căn bản không nhìn được rõ lắm, mà bên cạnh ảo ảnh này có một cái chùy dài màu đen lơ lửng. Giáo chủ hồn giáo. Bên dưới, bức tượng người này nhìn về phía giáo chủ hồn giáo rồi nhìn ra phía sau khẽ gật đầu. Một mảnh hồn vực đột phá thứ nguyên ba chiều, có chút thú vị. Giáo chủ hồn giáo nói. Ta không ngờ tới trong Cổ Kiếm Tông còn có linh hồn thể như ngươi tồn tại. Nếu như cắn nuốt ngươi còn hơn cả trăm năm khổ luyện của ta. Cắn nuốt ta sao? Bức tượng người lắc đầu cười. Thật thú vị. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, một thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên cao. Nhanh! Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Cảm giác thứ hai là mạnh mẽ. Trong thanh phi kiếm này ẩn chứa lực lượng cường đại không gì sánh nổi. Hắn cảm nhận được rất nhiều mùi vị khác nhau ở trong đó, nhưng chúng lại là một khối duy nhất. Điều này thật kỳ lạ. Mà lúc này, siêu thần khí linh hồn chùy không trung đột nhiên biến mất. Suy! Ở đó, theo một âm thanh xé rách đầy chói tai vang lên, thanh phi kiếm trực tiếp nổ tung ở trên không trung, mà linh hồn chùy lại kéo theo một sóng linh hồn rất dài trực tiếp lao xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào bức tượng người này. Vẻ mặt bức tượng người không thay đổi, hắn bấm tay bắn nhẹ ra. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một thanh phi kiếm phóng lên cao. Nhưng vẫn chưa kết thúc, bên dưới có vô số phi kiếm cũng lao lên cùng. Từng thanh kiếm nối tiếp nhau. Ầm 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 ầm. Theo những tiếng nổ lớn vang lên, thanh linh hồn chùy liên tục thất bại, đến cuối cùng, thanh linh hồn chùy này cứng rắn bị đập đến trước mặt giáo chủ hồn giáo. Lúc này, tay phải của giáo chủ hồn giáo đột nhiên ấn nhẹ về phía trước, một hồn lực mạnh mẽ chấn động xuống, những kiếm quang lập tức tán loạn, sau đó biến mất. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên khẽ lắc đầu. Trung Quy không phải là bản thể, Trung Quy đã ngã xuống quá lâu rồi. Ôi! Bên ngoài Hồng Mông Tháp, một trưởng của giáo chủ hồn giáo đánh tan những kiếm quang, thanh linh hồn chùy bên cạnh hắn đột nhiên rơi từ trên không trung xuống. Thanh linh hồn chùy này càng lúc càng lớn, lực lượng ẩn chứa trong đó càng lúc càng mạnh. Giờ phút này, tất cả mọi người không chút nghi ngờ, nếu như thanh linh hồn chùy này rơi xuống, cả Cổ Kiếm Tông sẽ lập tức hóa thành hư vô. Hoàn toàn trở thành hư vô. Giờ phút này, uy lực của thanh siêu thần khí đã hoàn toàn lộ ra. Thật sự là hủy trời diệt đất. Lúc này, Dương Diệp bấm tay bắn ra, chu trong tay hắn đột nhiên bay đến trước bức tượng người này. Bức tượng người này liếc nhìn Dương Diệp, tuyệt đối không từ chối thanh phi kiếm này của Dương Diệp. Vào thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không cậy mạnh, dù sao hắn không phải là trước kia. Bức tượng người vẫy tay một cái, thanh kiếm chu bay đến trong tay hắn. Hắn liếc nhìn chu trong tay và mỉm cười. Thanh kiếm không tệ.
Hắn vừa dứt lời liền giơ kiếm đâm lên trời. Suy, một kiếm xông thẳng lên trời. Một kiếm này dường như muốn đâm rách trời cao. Một kiếm ý cùng kiếm khí cường đại chấn động rời đi, trực tiếp đánh vào trên thanh linh hồn chùy này. Ầm ầm, trên không trung cả cổ kiếm tông không ngừng vang lên từng tiếng nổ lớn. Hai thanh siêu thần khí va chạm vào nhau. Mà vào lúc này, bức tượng người đột nhiên cầm kiếm phóng lên cao, kiếm ý cùng kiếm khí cường đại tràn ngập trong thiên địa. Giờ phút này, trong cả thiên địa dường như đều là kiếm ý cùng kiếm khí của bức tượng người. Những cường giả hồn giáo cùng người của các thế lực lớn đã sớm rời khỏi cổ kiếm tông vì sợ bị ảnh hưởng đến. Dù sao, đây là cuộc chiến đấu giữa hai lão quái vật, người bình thường căn bản không thể tham dự. Trong không trung đều bị kiếm ý cùng kiếm khí bao trùm, ở trong kiếm ý cùng kiếm khí thỉnh thoảng lại có linh hồn chùy bay qua. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía bên kia, nơi Tiểu Long cùng Thâm Uyên Hống còn đang đại chiến. Tuy nhiên, để tránh cuộc chiến giữa bức tượng người cùng giáo chủ hồn giáo, bọn họ đã đến trên không trung cách đó ngoài vạn dặm. Nhìn thấy cuộc chiến đấu bên kia, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Bởi vì Tiểu Long đã hoàn toàn bị áp chế. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này giọng nói Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Không cần lo cho nó. Tại sao? Dương Diệp không hiểu. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Đó là kẻ địch trời sinh của hắn, hắn phải tự mình khắc phục. Nếu không, Hống tộc vẫn là ác mộng của Long tộc hắn. Một khi hắn khắc phục được kẻ địch trời sinh của Long tộc mình, hắn sẽ có được thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Hắn và Nhị Nha ở chung lâu như vậy cũng không có vượt qua được Nhị Nha, cái này. Ngu ngốc! Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên cao giọng. Nhị Nha khác với người này, Nhị Nha không phải là kẻ địch trời sinh của hắn, hắn không sợ hãi mà kính nể và tôn trọng Nhị Nha. Đó là sự khác biệt, hiểu chưa? Dương Diệp! Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Bây giờ hắn là ngũ giới, nếu như hắn có thể đột phá sự khiếp sợ trong huyết mạch của mình, muốn đạt được chủ cảnh căn bản không phải là vấn đề gì. Nếu như ngươi ra tay giúp hắn, hắn vĩnh viễn cũng qua không vượt qua được cửa ải của chính mình, như vậy trái lại là làm hại hắn, hiểu chưa? Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Tuy hắn biểu thị không giúp một tay, nhưng nếu như Tiểu Long thật sự gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, hắn vẫn sẽ ra tay. Có mạng mới có thể thực hiện được tất cả, mất mạng thì cái gì cũng sẽ mất. Mà bên kia, Minh Nữ cùng nữ tử váy đen hồn giáo cũng đang đại chiến, hai nàng giao đấu vô cùng quỷ dị, bởi vì năng lực của hai người đều rất kỳ lạ và đặc biệt, thật sự là quỷ thần khó lường, Dương Diệp vẫn rất có lòng tin vào Minh Nữ. Từ khi nàng đi từ đại lục huyền giả tới ngày hôm nay, ý thức chiến đấu cùng các phương diện khác của nàng đều đặc biệt tốt, đối phương muốn một mình giết nàng, không phải là không có khả năng, mà là rất khó khăn. Minh Nữ muốn một mình giết đối phương cũng có chút khó khăn. Hai nàng là 50 trên 50. Ngươi vẫn nên lo lắng cho mình thì hơn. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Kỳ Bỉ Thiên nói. Cuộc chiến đấu giữa hai người kia có thể sẽ lập tức kết thúc. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn đánh không nổi sao? Nói nhảm. Kỳ Bỉ Thiên nói. Hắn đã là người ngã xuống, sao có thể đánh lại tồn tại chân chính? Hơn nữa, người này còn không yếu. Tiểu tử kia thua một lần, người có khả năng sẽ phải tiêu đời. Nói thật, nếu như bây giờ ngươi trốn đi thì vẫn còn có cơ hội đấy. Trốn sao? Dương Diệp lắc đầu cười. Ta chạy thoát, còn những người của cổ kiếm tông này thì phải làm thế nào? Kỳ Bỉ Thiên nói. Ngươi chạy thoát thì còn có thể báo thù cho bọn họ, không phải sao? Dương Diệp lại lắc đầu. Bọn họ cũng đã chết hết rồi. Báo thù cũng có ý nghĩa gì nữa chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó vẫn tràn ngập kiếm ý cùng kiếm khí. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều kiếm ý cùng kiếm khí, hơn nữa còn cường đại như vậy. Có thể tưởng tượng được, bức tượng người này ở thời kỳ đỉnh phong khủng khiếp tới mức nào. Mà bây giờ, hắn phải thua sao? Đúng lúc này, theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên. Những kiếm ý cùng kiếm khí trong không trung bắt đầu dần dần biến mất. Không bao lâu, tất cả kiếm khí cùng kiếm ý đã hoàn toàn biến mất. Mà thanh kiếm chu lại bay ngược trở về trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đệ tử cổ kiếm tông đều trầm xuống.
Cường giả cổ kiếm tông thần bí này cũng thất bại sao? Ở trong ánh mắt mọi người, bức tượng người đã trở lại vị trí của mình, mà giờ phút này, ở quanh người hắn đầy những vết rạn nứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp cũng trầm xuống. Cách đó không xa, bức tượng người này ngẩng đầu liếc nhìn không trung, lúc này, thanh siêu thần khí linh hồn trùy vẫn ở nơi đó, mà giáo chủ hồn giáo cũng vậy. Bức tượng người lắc đầu cười, cũng không nói gì nữa. Hắn không phải là người của thời đại này, hắn thua người này phần nhiều cũng là bất đắc dĩ. Nếu như hắn còn sống, nếu như hắn vẫn có thanh kiếm năm đó, nếu như... Đáng tiếc là hắn đã chết, năm đó thanh kiếm của hắn cũng bị trời tru đất diệt. Không có nếu như... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bức tượng người thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía Dương Diệp. Người đảm nhiệm tông chủ cổ kiếm tông mà thực lực quá yếu. Đương nhiên, trong cổ kiếm tông cũng không có người nào mạnh hơn ngươi. Không ngờ cổ kiếm tông ta sẽ xuống dốc đến như vậy. Dương Diệp thấy rất khó chịu, đến lúc này cổ kiếm tông xuống dốc là lỗi của hắn sao? Bức tượng người lại liếc nhìn bụng của Dương Diệp, thật ra chính là nhìn hồng mông tháp trong cơ thể hắn, nhưng dường như kiêng kỵ điều gì, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt và lại nhìn về phía Dương Diệp. Thực lực ngươi tuy yếu, nhưng làm người đứng đầu một tông. Ngươi không làm cổ kiếm tông ta mất mặt, cũng không ném khi cốt cách của kiếm tu trong thiên hạ. Việc ta có thể làm không nhiều, không quan tâm sau này cổ kiếm tông thế nào, ta hy vọng các ngươi vẫn có thể không bôi nhọ thanh kiếm trong tay, cũng đừng bôi nhọ chữ kiếm trong cổ kiếm tông này. Vừa dứt lời, bức tượng người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia. Tu luyện mấy vạn năm, đến cuối cùng lại trở thành công dã tràng, số phận đúng là trêu người. Bức tượng người vừa dứt lời. Ở trong ánh mắt của vô số người, hắn bắt đầu dần dần rạn nứt, rất nhanh liền có một đường kiếm khí từ trong đó lan tràn ra. Trong không trung, giáo chủ hồn giáo đột nhiên nói. Rút lui. Hắn thoáng dừng lại một chút rồi thêm một câu. Ngay lập tức, trong nháy mắt khi hắn vừa dứt lời, rất nhiều kiếm khí cùng kiếm ý giống như thủy triều từ bên trong bức tượng này cuốn ra ngoài, những kiếm khí cùng kiếm ý điên cuồng bắn nhanh về bốn phía xung quanh, không chỉ có vậy. Một kiếm quang mạnh mẽ phóng lên cao, nhắm thẳng vào giáo chủ hồn giáo. Những kiếm khí cùng kiếm ý này rất kỳ lạ, bởi vì khi chúng xuyên qua cơ thể của đệ tử cổ kiếm tông lại không hề tạo thành thương tổn gì đối với bọn họ. Nhưng khi tiếp xúc đến những cường giả hồn giáo, hễ kẻ nào bị đánh chúng đều sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Kiếm khí cùng kiếm ý vô cùng vô tận cuốn ra bốn phía xung quanh. Giờ phút này, tất cả cổ kiếm tông đều bị những kiếm khí cùng kiếm ý này bao trùm. Nhóm cường giả hồn giáo cùng cường giả của các thế lực lớn đều lùi lại một bước nữa. Bên trong hồng mông tháp, Kỳ Bỉ Thiên bước trở lại trước bậc thang của nhà trúc và ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời. Tu luyện mấy vạn năm, đây tính là gì chứ? Nàng nhìn về phía Lôi Lâm. Ở thời đại kia của chúng ta có một loại bi kịch, khi ngươi trăm cay nghìn đắng đi tới trước cánh cửa kia, vừa vặn ngươi lại có năng lực mở ra cánh cửa đó, nhưng sau khi ngươi mở cánh cửa kia ra, ngươi lại phát hiện ra. Bên trong còn có một cánh cửa khác. Lôi Lâm chớp chớp mắt và giơ hai ngón tay lên. Hai cánh cửa sao? Mà bởi vì kiếm ý cùng kiếm khí của bức tượng người, tất cả cổ kiếm tông nhận được sự yên tĩnh ngắn ngủi. Thâm Uyên Hống được lão già tóc trá ngồ kia triệu hoán, rất không tình nguyện buông tha cho Tiểu Long. Tiểu Long tuy rất kiêng kỵ nó, nhưng lại không khiếp sợ. Ngược lại, sự kiêu ngạo cùng tham lam Thâm Uyên Hống còn kích thích Tiểu Long. Bởi vậy, Thâm Uyên Hống rời đi. Tiểu Long trái lại cảm thấy chưa thỏa mãn. Mà bên kia, của KC chiến đấu giữa Minh Nữ cùng Dạ Oanh nữ tử váy đen của hồn giáo cũng ngừng lại. Hai người vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng hai người đều bị thương nặng. Trước đại điện cổ kiếm tông, Dương Diệp đứng trước bức tượng kia. Ở trước mặt hắn là những thi thể nằm đầy trên mặt đất. Những thi thể này đều là thi thể của đệ tử cổ kiếm tông. Đương nhiên, đây chỉ là một phần. Còn có vài đệ tử cổ kiếm tông thậm chí cũng không còn thi thể nữa. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại. Hắn đi tới trước mặt một lão già đang nằm dưới đất, nửa người dưới của hắn cũng đã bị mất. Lão già này không phải ai khác, chính là đại trưởng lão. Trước đây người này chính là một trong những người từng giúp đỡ hắn, cũng để cho hắn trở thành tông chủ. Giờ phút này ngay cả linh hồn của đại trưởng lão cũng không được trọn vẹn. Thật ra, hắn thiếu chút nữa đã bị cường giả hồn giáo cắn nuốt, nhưng vào thời điểm mấu chốt, Tuyết trưởng lão đã cứu hắn, chỉ có điều vẫn quá muộn.
phần lớn linh hồn của hắn đều đã bị cắn nuốt, căn bản không có cách nào phục hồi lại. Ở bên cạnh đại trưởng lão là Cổ Nghiệt vẫn chưa chết, nhưng cũng bị thương nặng. Có thể nói, từ trên xuống dưới Cổ Kiếm Tông không có một người nào lành lặn. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, đại trưởng lão suy yếu chậm rãi mở hai mắt ra và nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đúng. Dương Diệp im lặng. Tuy trước đó đám người đại trưởng lão đã rời khỏi Cổ Kiếm Tông, nhưng bây giờ bọn họ lại trở về vào đúng lúc Cổ Kiếm Tông khổ sở nhất. Đại trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi sẽ canh giữ cho Cổ Kiếm Tông, đúng không? Dương Diệp vẫn im lặng, có thể nói, hắn lên làm tông chủ Cổ Kiếm Tông là do đại trưởng lão này cùng Tuyết trưởng lão đào hố hãm hại. Tuy là vậy, nhưng hắn lại không nói lời phàn nàn nào. Thứ nhất, đây là lựa chọn của cá nhân hắn, cả đời mỗi người đều có các loại lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến một loại kết quả, một lần bản thân lựa chọn sẽ phải nhận lấy hậu quả từ sự lựa chọn đó. Hơn nữa, ở trong Cổ Kiếm Tông này, hắn cũng thu được rất nhiều lợi ích. Đại trưởng lão không nói nữa, bởi vì linh hồn hắn đã hoàn toàn biến mất. Thần hồn cũng bị diệt. Tu luyện rất nhiều năm, cuối cùng thần hồn cũng bị diệt vì Cổ Kiếm Tông. Trong giây lát, Dương Diệp có chút xúc động. Cổ Nghiệt mang theo nửa đoạn thi thể của đại trưởng lão xoay người rời đi, tuy nhiên hắn đi được một đoạn đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Có thể để cho sư tôn bước vào từ đường của Cổ Kiếm Tông không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt nói. Cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía mọi người Cổ Kiếm Tông ở đó, vừa rồi đánh một trận, đệ tử Cổ Kiếm Tông ít nhất cũng chết 3-4 phần. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đã không còn. Từ trước đến nay, chiến tranh đều tàn khốc. Đặc biệt tàn khốc. Dương Diệp liếc mắt nhìn các đệ tử, hắn nhìn thấy thực lực ba người Mặc Nhã cùng Lục Vân Tiên vẫn có Tiết Hy Nhân yếu kém, bởi vậy bọn họ sẽ không đi đối đầu với những cường giả cường đại. Tuy vậy, trên thân ba người vẫn đầy thương tích. Đặc biệt là cánh tay trái của Tiết Hy Nhân đã bị đánh nát. Trong đó, đệ tử chân truyền tử thương nhiều nhất. 11 tên đệ tử chân truyền chỉ còn lại 6 gã. Mà 6 gã đệ tử chân truyền cũng không được lành lặn. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người. Các ngươi có sợ không? Mọi người lắc đầu. Sợ sao? Cổ Kiếm Tông không có một ai biết sợ. Đây là một đám kiếm tu không sợ chết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không sợ là tốt rồi, bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Các ngươi có gì muốn làm hoặc muốn để lại di ngôn thì bây giờ có thể mau chóng đi làm đi. Nói xong, hắn chỉ vào không trung. Khi những kiếm ý cùng kiếm khí biến mất chính là lúc chúng ta cùng hồn giáo lại một lần nữa quyết một trận tử chiến. Ở đó, rất nhiều kiếm tu đồng thời thi lễ với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Hy vọng à! Dương Diệp không nói cho bọn họ biết còn có hy vọng gì, vì căn bản không hề có. Dương Diệp rất trực tiếp, nói cho mọi người biết tất cả sẽ chết, ai muốn rời đi thì lập tức rời đi, ai muốn ở lại, vậy sẽ phải chuẩn bị tốt tinh thần sẽ phải chết. Ở đó vẫn còn có mấy người ở lại. Đó chính là đám người Tuyết trưởng lão. Dương Diệp liếc nhìn đám người Tuyết trưởng lão và khẽ gật đầu. Hoan nghênh các ngươi trở về. Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, ánh mắt có chút phức tạp. Dương Diệp không nói gì, xoay người đi tới căn nhà trúc của mấy nàng minh nữ. Minh nữ, Trư Muội, Giới nữ, Yên nữ đều đang ở bên trong. Bốn nàng có thực lực cường đại, khi đối mặt với đám sát thủ kia cũng giải quyết rất thành thạo. Thật ra, lần này hoàn toàn là dựa vào mấy nàng, nếu như không phải các nàng, những đệ tử Cổ Kiếm Tông kia căn bản sẽ không ngăn cản được. Đặc biệt là mấy sát thủ chủ cảnh. Mục tiêu của những sát thủ này chính là đệ tử chân truyền cùng đệ tử nội môn của Cổ Kiếm Tông, mục đích chính là đánh lén đệ tử Cổ Kiếm Tông trong lúc bọn họ chiến đấu với cường giả hồn giáo và các thế lực lớn. Dưới tình huống đó, có thể nói là muốn giết ai thì giết người đó. Ta bị thương nhẹ, nhưng ngươi cũng biết thể chất của ta biến thái, rất nhanh là có thể khôi phục lại được. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp. Tiếp theo phải làm thế nào? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó cười nói. Lần này ta tới tìm các tỷ. Ngươi tính bảo chúng ta đi sao? Trư Muội đột nhiên hỏi một câu. Dương Diệp cay đắng cười. Ngay lúc đầu khi triệu tập các tỷ, ta cảm thấy Cổ Kiếm Tông chúng ta vẫn có hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, ta đã quá sai nhầm rồi. Đây đã là đường cùng rồi. Các tỷ không phải là đệ tử Cổ Kiếm Tông.
Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì Trư Muội đã rút đao muốn chém người. Dương Diệp bất đắc dĩ. Minh Nữ nói, chúng ta xem ngươi là bằng hữu mới đến đây. Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Trư Muội bất mãn trừng mắt với Dương Diệp. Biết mà ngươi còn nói những lời nhảm nhí này sao? Ngươi bảo chúng ta tới thì chúng ta lại tới, ngươi bảo chúng ta đi thì chúng ta phải đi à? Ngươi coi chúng ta thành quả bóng, có thể tùy tiện đá tới đá lui sao? Dương Diệp cười gượng. Bốn vị đại tỷ, bây giờ Cổ Kiếm Tông thật sự đã là đường cùng rồi, các tỷ tính ở lại chỗ này để chết cùng ta sao? Nếu là vậy, ta sẽ chết không nhắm mắt. Thật ra, lúc này trong lòng hắn cũng vô cùng hối hận vì chuyện trước đây đã đi tìm đám người Minh Nữ. Giới Nữ đột nhiên nói. Ngươi đi cùng chúng ta vậy? Đi cùng. Trư Muội khẽ gật đầu. Đúng vậy, ngươi hãy đi cùng chúng ta đi. Ở đây không có hy vọng gì nữa. Dương Diệp lắc đầu. Các ngươi cũng thấy đấy, ta còn có một đám kiếm tu tín nhiệm ta, đi theo ta. Bây giờ, nếu như ta rời đi, vậy bọn họ làm thế nào? Bọn họ lại không phải là đối đầu với Hồn Giáo nữa, mà là tự tìm cái chết, chờ bị tàn sát. Trư Muội trầm giọng nói. Ngươi ở chỗ này cũng vô dụng, không phải sao? Dương Diệp cười nói. Ý ta đã quyết, ngược lại các tỷ, ta nói thật, bây giờ ta sợ nhất, lo lắng nhất chính là các tỷ. Nếu như các tỷ có mệnh hệ nào, nhị tỷ và đại tỷ sẽ xé xác ta. Cho nên, các tỷ hãy rời khỏi đây đi, xem như ta cầu xin các tỷ vậy. Bốn nàng liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Dương Diệp bất đắc dĩ, hắn còn muốn nói gì đó, lúc này... Trư Muội đột nhiên đẩy hắn ra khỏi nhà trúc. Ngươi còn nên suy nghĩ xem làm thế nào để chúng ta không chết thì tốt hơn đấy. Nói xong, nàng trực tiếp đóng cửa lại. Dương Diệp nhìn cánh cửa trúc trước mặt và cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không biết phải nói gì. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Bên trong nhà trúc, Trư Muội đặt cây đại đao ở trên bàn, sau đó nói. Người này xem ra sẽ không đi, hay là chúng ta đánh cho hắn ngất vậy? Ta cảm thấy bốn người chúng ta liên thủ cũng không chắc có thể đánh ngất hắn ngay được. Yên Nữ xoa nhẹ hồ ly trong lòng. Hắn rất mạnh, chúng ta không đánh hắn ngất được đâu. Trư Muội đảo mắt. Nói nhảm, ý của ta là chúng ta phải làm sao bây giờ? Minh Nữ đột nhiên nói. Chiến đấu! Chiến đấu! Trong căn nhà trúc lập tức rơi vào trong sự im lặng. Dương Diệp trở lại động phủ của mình, sau đó đi tới bên trong Hồng Mông Tháp. Hắn kiểm tra các đại yêu, bọn chúng cơ bản cũng không có vấn đề gì, chúng da dày thịt béo, trừ khi gặp phải kẻ cao hơn mình 2 cấp mới có khả năng bị chém giết. Phải biết rằng bọn chúng đều là đại yêu ngũ giới, hơn nữa cơ thể có thể nói là không kém hơn chủ cảnh bao nhiêu. Ngoài ra còn có một niềm vui bất ngờ khác, đó là Tiểu Long lại bắt đầu ngủ. Hắn bắt đầu ngủ có nghĩa là hắn có thể sắp thăng cấp. Đối với Dương Diệp, điều này xem như là một tin tức không tồi. Dương Diệp đi tới nhà trúc và tìm được Kỳ Bỉ Thiên. Hai người đánh 2 ván cờ. Dương Diệp hạ quân cờ xuống. Nếu như ta chết, ngươi vẫn có thể bảo vệ Hồng Mông Tháp, đúng không? Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Ta ở trong này sẽ không có việc gì. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó hỏi. Giáo chủ Hồn Giáo đặc biệt mạnh mẽ, nếu như hắn thu thi thể của ta và tìm được Hồng Mông Tháp. Kỳ Bỉ Thiên hời hợt nói. Yên tâm, người chết thì cái tháp này chính là của ta, nếu như hắn dám cướp. Nàng giơ một tay lên. Ta tát một phát đập chết hắn. Nếu ta tát 2 cái thì cứ xem như ta thua. Dương Diệp. Dương Diệp bất mãn nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, gia hỏa này vậy mà đã bắt đầu đánh chủ ý Hồng Mông Tháp của mình, thực không có lương tâm a. Bất quá cũng tốt, Hồng Mông Tháp rơi vào. Tay nàng dù sao cũng hơn rơi vào trên tay D126-9507 người khác. Cùng Kỳ Bỉ Thiên chơi vài ván cờ, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Cổ Kiếm Tông. Giờ phút này, những kiếm ý cùng kiếm khí trên không Cổ Kiếm Tông đã dần dần tiêu. Tán. Thời điểm những kiếm ý cùng kiếm khí kia hoàn toàn biến mất, chính là đám thế lực Hồn Giáo lần nữa tiến công, hắn hiểu được điểm ấy, đệ tử của Cổ Kiếm Tông cũng hiểu rõ điểm ấy. Duy nhất để cho hắn có chút áy náy là đám người Minh Nữ, hắn rất hối hận lúc trước liên lụy các nàng vào. Thỉnh thần dễ dàng tiến thần khó a, Hơ Dương Diệp cũng không có đi làm công tác tư tưởng với đám người Minh Nữ, bởi vì đó là phí công.
Bất quá ngay lúc này, Dương Diệp nhận được một tin tức tốt. Chính là hoang tộc đã chiếm lĩnh cả vĩnh hằng chi giới. Không chỉ như thế, hoang tộc còn tiêu diệt tất cả thế lực nằm vùng của vĩnh hằng quốc độ, có thể nói, ngoại trừ vĩnh hằng quốc độ, đại bộ phận vạn giới đã bị hoang tộc khống chế. Lúc này đây, hoang tộc không có lựa chọn đơn đả độc đấu, bọn hắn lựa chọn từ từ tiến dần, từng bước một đến. Tin tức này với Dương Diệp mà nói tự nhiên là tin tức tốt, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, huống chi hắn cùng với hoang tộc quan hệ còn không tệ. Hoang tộc đột nhiên hành động, không thể nghi ngờ làm cho toàn bộ vĩnh hằng quốc độ biến sắc. So sánh với cổ kiếm tông, hoang tộc mới là đáng sợ nhất. Vì vậy lãnh gia, lục gia, hình gia, nhao nhao đi ra cổ kiếm tông, về tới gia tộc của mình. Nhưng hồn giáo cũng chưa rút lui. Ở bên ngoài cổ kiếm tông, cường giả hồn giáo như trước vây quanh cổ kiếm tông. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn bỏ qua cổ kiếm tông, đây chính là dễ như trở bàn tay a. Nhưng rất nhanh, đám người hồn giáo không biết vì sao, nhao nhao thối lui ra khỏi địa bàn cổ kiếm tông. Cứ như vậy, cổ kiếm tông bởi vì hoang tộc mà giải trừ nguy cơ lần này. Dương Diệp tự nhiên không có cao hứng, bởi vì những thế lực này rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Bất quá còn tốt, cho hắn và cổ kiếm tông một cơ hội thở dốc. Trong nghị sự điện của cổ kiếm tông. Lúc này đây, trong nghị sự điện nhiều hơn một vài người, những người này chính là đám người tuyết trưởng lão lúc trước ly khai. Theo mấy người kia trở về, cổ kiếm tông lập tức có người đáng tin cậy, kiếm kinh cùng cổ nam cũng không cần mệt mỏi như vậy rồi. Chủ yếu nhất là, bọn hắn không am hiểu quản lý. Mà đám người tuyết trưởng lão trở về, để cho cổ kiếm tông có thể vận chuyển bình thường. Dương Diệp cũng khôi phục thân phận và quyền lực chân chính của bọn họ. Mặc kệ trước kia như thế nào, nếu như bọn hắn có thể ở thời khắc cổ kiếm tông sinh tử tồn vong trở về cùng cổ kiếm tông đồng sinh cộng tử, cái này đã có thể để bù đắp hết thảy. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói. Tuy các đại thế lực bởi vì hoang tộc mà tạm thời rút đi, nhưng nếu như ta là bọn hắn, ta sẽ trước giải quyết cổ kiếm tông. Mà bọn hắn cũng vô cùng có khả năng làm như thế, cho nên nguy cơ của cổ kiếm tông chúng ta còn chưa giải trừ. Mà chúng ta bây giờ, căn bản không có cách đối kháng mấy đại thế lực. Mọi người nhìn Dương Diệp, chờ hắn nói tiếp. Dương Diệp đứng lên. Từ giờ trở đi, hết thảy của cổ kiếm tông cởi mở cho tất cả đệ tử của cổ kiếm tông, để cho bọn hắn học được tốt hơn, để cho bọn hắn dùng tốt hơn, mà bọn hắn tu luyện, bất kể là nội môn hay ngoại môn, hoặc đệ tử chân truyền, đều cho bọn hắn chỗ tốt nhất, nếu như không đủ, vậy ngay cả động phủ của ta cũng lấy ra cho bọn hắn. Các ngươi không có ý kiến chớ? Trong điện, mọi người nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Đã đến lúc này rồi, bọn hắn làm sao lại có ý kiến? Dương Diệp khẽ gật đầu. Trừ lần đó ra, tuyết trưởng lão, cổ nam trưởng lão, từ giờ trở đi các ngươi nhiều hơn một thân phận, chính là truyền công trưởng lão. Hiện tại tất cả đệ tử cổ kiếm tông tu luyện, các ngươi hết khả năng tiết kiệm ra thời gian đến chỉ điểm bọn hắn. Đám người tuyết trưởng lão khẽ gật đầu, bày tỏ có thể. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy tạm thời trước như vậy đi. Rất nhanh, mọi người thối lui, trong điện chỉ còn Kiếm Kinh và Dương Diệp. Có cần liên hệ hoang tộc hay không? Kiếm Kinh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không cần. Vì sao? Kiếm Kinh khó hiểu. Dương Diệp cười nói. Thực lực của cổ kiếm tông và hoang tộc không cân bằng, hơn nữa chúng ta ở vĩnh hằng quốc độ, bọn hắn ở ngoài vĩnh hằng quốc độ, liên hệ bọn họ không có ý nghĩa thực tế gì, trừ khi hiện tại bọn hắn liền tiến công vĩnh hằng quốc độ. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Vậy sau này ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Dương Diệp đi tới cửa đại điện, nói khẽ. Tăng thực lực lên. Sau khi trò chuyện với Kiếm Kinh, Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp, hắn tìm Kỳ Bỉ Thiên. Chúc mừng, thật giống như tạm thời ngươi không cần chết. Kỳ Bỉ Thiên không tim không phổi nói. Dương Diệp nói. Ta phải làm sao tăng thực lực của mình lên, ví dụ như, đạt tới chủ cảnh. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không thể. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Kỳ Bỉ Thiên nói. Nếu như bây giờ cưỡng ép đột phá đến chủ cảnh, là mổ gà lấy trứng, ngươi không phát hiện sao, ngũ giới của ngươi căn bản không phải ổn như vậy, bất kể là tâm tình, thân thể hay cảnh giới, đều có chút hư nhược. Hư nhược. Dương Diệp nhíu mày. Ta cảm thấy cảnh giới của ta rất ổn a. Cảnh giới của hắn là đọng lại hồi lâu sau đó nước chảy thành sông đột phá, trong mắt của hắn,
cảnh giới của hắn hẳn vô cùng vững chắc. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Da mặt của ngươi dày đến để người sợ hãi. À, Dương Diệp, Kỳ Bỉ Thiên nói. Có lẽ ngươi ở trong mắt người của thế giới này đã rất ổn, nhưng mà ở trong mắt ta, loại người như ngươi chỉ có thể coi là bình thường. Ở trong ngũ giới, ngươi còn có không gian tăng lên rất lớn. 07. Tăng lên như thế nào? Dương Diệp vội hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, giống như nghĩ đến cái gì, nàng nháy mắt, sau đó dựa vào gần Dương Diệp nói khẽ. Ta biết có một nơi chơi rất vui, ngươi có đi chơi không? Dương Diệp cổ quái nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, không cần phải nói, gia hỏa này tuyệt đối là đang đánh ý định quỷ quái gì. Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Chỗ kia sẽ giúp ngươi vững chắc cảnh giới, thậm chí còn có thể ở sau khi ngươi ổn định cảnh giới tăng lên, để cho ngươi đạt tới chủ cảnh. Chủ cảnh, ngươi không muốn đạt tới chủ cảnh sao? Dương Diệp nghiêm mặt nói. Tiểu Kỳ, ngươi phải hiểu rõ, ta không giống ngươi, ta xương cốt thân thể yếu, chịu không được dày vò quá lớn. Địa phương thú vị ngươi nói kia nguy hiểm không? Kỳ Bỉ Thiên trừng mắt nhìn. Nguy hiểm không? Không nguy hiểm à? Nghe âm cuối thật dài kia. Dương Diệp tê cả da đầu, cảm tình gia hỏa này cũng không xác định. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Ta cảm thấy không nguy hiểm. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Ngươi không nên dùng tiêu chuẩn của ngươi đi cân nhắc chỗ đó nguy hiểm hay không, ngươi phải dựa vào ta làm tiêu chuẩn, ngươi cảm thấy ta đi nơi đó nguy hiểm không? Vấn đề này nhất định phải hiểu rõ. Đừng giống như Tiểu Bạch hoàn toàn không rõ thực lực của hắn, ở trong thế giới của Tiểu Bạch. Bất kỳ nguy hiểm nào hắn cũng có thể giải quyết, nên nhiều lần hại hắn xém chết a. Kỳ Bỉ Thiên quan sát Dương Diệp một chút, nàng suy nghĩ thật lâu, sau đó nói. Ta cảm thấy đi, nguy hiểm nhất định là có một chút, nhưng ngươi cũng không phải quá yếu, đi nơi đó, hẳn không đến mức chết ngay. Hơn nữa, cầu phú quý trong nguy hiểm, địa phương không có nguy hiểm sao có thể có phú quý. Cho nên ngươi đi không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, sau đó nói. Ngươi nói là địa phương nào? Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng cười cười, nàng có chút hưng phấn. Trước đây không lâu ta mới phát hiện, ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỗ kia ấn suy đoán của ta, hẳn là khởi nguyên chi địa của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khởi nguyên chi địa? Dương Diệp có chút tò mò. Ngươi nói là, chỗ kia là địa phương hình thành Vĩnh Hằng Quốc Độ. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ gật đầu. Bất luận thế giới nào, đều có bộ dáng lúc ban đầu của nó. Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không ngoại lệ. Chỗ kia tương đối thần bí, ta tìm thật lâu mới tìm được. Đáng tiếc đám người Thương Mộ không cho ta tự tiện ra vực sâu, sợ ta phá hư thế giới này cân bằng. Bất quá bây giờ, ta đã áp chế thực lực của mình, hơn nữa giấu ở trong tiểu tháp, chúng ta có thể đi. Phá hư thế giới cân bằng. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, thực lực của Tiểu Kỳ đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp hỏi. Tiểu Kỳ, ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi thật giống như không phải người của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tiểu Kỳ nói. Vốn không phải mà. Dương Diệp tiếp tục hỏi. Vậy ngươi ở thế giới nào? Tiểu Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Đã không có. Dương Diệp nhíu mày. Đã không có. Tiểu Kỳ nhún vai. Lúc trước đại chiến, bỗng chốc nổ không còn. Dương Diệp. Có đi không? Lúc này Tiểu Kỳ đột nhiên hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đi. Nghe vậy, Kỳ Bỉ Thiên lập tức rực rỡ nở nụ cười, mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Lại nói Tiểu Kỳ, ta đi sẽ không chết chứ. Gặp nguy hiểm, ta là có thể lý giải, nhưng không thể vừa vào liền chết a. Hắn không phải người nhất gan, nhưng đối với Tiểu Kỳ này, trong lòng của hắn thật không nắm chắc, người này thật không đáng tin cậy giống như Tiểu Bạch và Nhĩ Nha a. Vô cùng không đáng tin cậy. Tiểu Kỳ liếc qua Dương Diệp. Ta bảo vệ ngươi không chết, được chưa? Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp lập tức nghiêm chỉnh. Có những lời này của Tiểu Kỳ ngươi, coi như núi đao biển lửa ta cũng đi. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp khẩn cấp muốn tăng lên thực lực của mình, bởi vậy hắn chọn cùng Kỳ Bỉ Thiên đi địa phương quỷ gì kia. Hắn biết, chuyến này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, nhưng hắn vẫn lựa chọn đi. Hắn không có quá nhiều lựa chọn. Sau khi dặn dò Cổ Kiếm Tông một ít sự tình, hắn bắt đầu lên đường. Ly khai Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp hỏi. Khởi nguyên chi địa của Vĩnh Hằng Quốc Độ ở đâu? Không có ai trả lời.
Dương Diệp ngây cả người, sau đó về tới Hồng Mông Tháp, hắn đi tới trước mặt của Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi không nên nói cho ta là ngươi không biết nha. Ta đương nhiên biết, Kỳ Bỉ Thiên vội vàng nói. Ở đâu? Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên trừng mắt nhìn. Chờ ta suy nghĩ một chút. Dương Diệp thiếu chút nữa té xỉu. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của gia hỏa này quá mạnh, hắn thậm chí muốn đánh người. Coi hắn là khỉ sao? Lúc này Kỳ Bỉ Thiên nói. Ta chỉ là tạm thời quên mất, ta chẳng mấy chốc sẽ nghĩ tới. Dương Diệp im lặng hỏi Thương Thiên. Kỳ Bỉ Thiên ngồi xuống, nàng ngẹo đầu suy nghĩ, mà Dương Diệp thì ở một bên chờ. Nhìn Kỳ Bỉ Thiên, Dương Diệp rất muốn đè nàng xuống đánh tơi bời. Đương nhiên, hắn vẫn rất lý trí, không có làm như vậy. Hắn không khi dễ tiểu nữ hài, là như vậy, chứ không phải hắn sợ. Cứ như vậy, ước chừng hơn một lúc lâu sau, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên đứng lên, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta biết rồi. Vừa nói, hai tay nàng kết thủ ấn kỳ dị, rất nhanh, ở trước mặt của Dương Diệp, xuất hiện một quang trận hình lục giác. Đây là... Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói. Một loại truyền tống trận, chỗ kia bị người bảo vệ, người bình thường căn bản không qua được, coi như một số người có thể cảm nhận được chỗ đó, cũng khó có thể qua. Đã có cái này, chúng ta có thể trực tiếp tới đó rồi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Đây là ở trong Hồng Mông Tháp. Kỳ Bỉ Thiên nói. Không sao, ở đâu đều giống nhau, vào thôi. Dương Diệp nhìn quang trận kia, lần nữa hỏi. Cái trận này không có vấn đề chứ? Kỳ Bỉ Thiên trừng Dương Diệp. Không tin tưởng ta đúng không? Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ là hỏi một chút. Lúc này tay phải Kỳ Bỉ Thiên vung lên, Dương Diệp không tự chủ được bay vào trong quang trận. Sau khi Dương Diệp tiến vào, toàn bộ quang trận đột nhiên dâng lên một đạo ánh sáng màu lam sáng chói. Sau một khắc, cả thế giới Hồng Mông Tháp trở nên hư ảo. Trung giới, hình ra. Ở trong vườn phía sau núi, một trung niên đang chăm sóc khu vườn. Không biết trải qua bao lâu, một lão giả đi đến. Trung niên ngừng lại. Như thế nào? Lão giả trầm giọng nói. Vị kia của hồn giáo nói, cổ kiếm tông là hồn giáo bọn hắn nên được. Trung niên gật đầu. Ta không có ngăn cản bọn hắn. Lão giả trầm giọng nói. Quá nhiều biến cố, hiện tại bọn hắn muốn biết chủ thượng nhìn thế nào. Trung niên ngừng lại, hắn về tới vườn rau xanh, sau đó uống một ly trà mà mình pha. Nếu hoàng tộc làm chủ vĩnh hằng quốc độ, bất kể là cổ kiếm tông, hay cái gì khác, đều là phù vân. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả. Cứ nói cho bọn hắn biết như vậy. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Nhưng vấn đề là, hiện tại bọn hắn chỉ muốn cổ kiếm tông. Trung niên lắc đầu. Mục tiêu của chúng ta là hoàng tộc. Còn có vị hoang tộc đại đế không ai bì nổi kia. Nói cho hồn giáo, mấy nhà chúng ta không tham dự cổ kiếm tông, ít nhất ở trước khi giải quyết sự tình hoang tộc, sẽ không lẫn vào sự tình cổ kiếm tông, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục ra tay với cổ kiếm tông, đó là chuyện của bọn hắn. Nhưng ngươi nói cho bọn hắn biết, cường giả hồn giáo bọn hắn hao tổn đã đủ nhiều, lại hao tổn như vậy nữa, đến lúc đó sợ là ngay cả tư cách chia bánh cũng không có. Lão giả thi lễ. Sau đó xoay người rời đi. Sau khi lão giả rời đi, đối diện trung niên, trống rỗng xuất hiện một nữ hài dễ thương. Trung niên mỉm cười. Xưng hô như thế nào? Nữ hài dễ thương lạnh nhạt nói. Thiên Tú. A Tú. Nữ hài dễ thương trước mắt này, đúng là Thiên Tú. Trung niên khẽ gật đầu. Ngươi đến từ Vĩnh Hằng chi giới, chuẩn xác mà nói, ngươi đã từng là hư linh tộc tộc trưởng, đúng không? Thiên Tú nói, tin tức của các ngươi rất cao minh. Trung niên cười nói, trong mấy năm qua, ngoại trừ Vĩnh Hằng quốc độ, thế giới bên ngoài xuất hiện một ít nhân vật khó lường, ví dụ như vị hoang tộc đại đế kia, còn ngươi nữa, đương nhiên, còn có một vài người. Thiên Tú nói, không có quan hệ gì tới ta. Nói xong nàng đi tới. Các hạ chính là Vĩnh Hằng chi chủ, là chủ sự của nơi này, có một số quy củ là ngươi tự mình lập thành, đúng không? Vĩnh Hằng chi chủ. Trung niên trước mắt này, chính là Vĩnh Hằng chi chủ, hình đế. Cái đế này, không phải phong đế, mà là tên hắn vốn chính là như thế. Hình đế cười khẽ.
ta biết ngươi muốn nói cái gì, cho tới nay, ta không làm hư quy củ, không phải sao? Thiên Tú khẽ gật đầu. Hy vọng sau này các hạ cũng như vậy. Nói xong nàng quay người rời đi. Mà lúc này, hình đế đột nhiên cười nói. Nếu như ta làm hư quy củ thì sao? Thiên Tú quay đầu nhìn thoáng qua hình đế. Hoàng tộc không diệt được vĩnh hằng quốc độ ngươi, Thiên Tú ta đến. Nói xong nàng trực tiếp biến mất, tại chỗ, hình đế khẽ thưởng thức một ly linh trà, cười nói. Thật tự tin. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng tầm mắt hắn đạt tới, chỉ có một màu đen kịt. Đen kịt tới cực điểm, cái gì cũng không nhìn thấy, nếu như không phải xác nhận mình hết thảy bình thường, hắn cũng cho rằng là mình mù. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp hỏi. Qua hồi lâu, thanh âm của Kỳ Bỉ Thiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Cái kia, xin lỗi, truyền sai rồi, truyền đến ám không gian, ân, đừng nóng vội, ta lập tức làm truyền tống trận khác. Nghe vậy, Dương Diệp thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Có thể đáng tin cậy một chút hay không? Đáng tin một chút à? Ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp nghe được thanh âm. Dương Diệp nhíu mày. Đây là cái gì? Hắn thi triển ra thần thức, nhưng mảnh không gian này vô biên vô hạn, tựa như là một đại hắc động, thần thức của hắn cảm xúc đến, chỉ có bóng tối vô tận. Đột nhiên Dương Diệp có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như không có Kỳ Bỉ Thiên ở đây, một người hắn khả năng vĩnh viễn chạy không thoát mảnh ám không gian này. Đây là ám sinh linh. Ngay lúc này, thanh âm của Kỳ Bỉ Thiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Một loại sinh vật chỉ sinh tồn ở ám không gian. Lợi hại không? Dương Diệp vội hỏi ra vấn đề mình quan tâm. Cũng bình thường à? Kỳ Bỉ Thiên tùy ý nói. Trong lòng Dương Diệp buông lỏng, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đại biến, thoáng qua, hắn cảm giác bộ ngực mình truyền đến đau đớn, ngay sau đó, cả người hắn tựa như diều đứt dây bay ra ngoài. A! À, một tiếng kêu thêm thiết vang vọng lên. Đó là thanh âm của Dương Diệp. Có chút thê lương. Rất nhanh, Dương Diệp rơi xuống, hắn cưỡng ép để cho mình ngừng lại, cúi đầu nhìn, lồng ngực của mình thiếu một khối thịt lớn chừng bàn tay. Đó là bị cứng rắn đào xuống. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, đương nhiên, càng nhiều nữa là phẫn nộ. Tiểu Kỳ, này chính là bình thường ngươi nói. Một lát sau, Kỳ Bỉ Thiên nói. Cái kia, quên mất, là bình thường với ta, đối với ngươi. Có thể có chút mạnh, ân, rất mạnh. Mặt Dương Diệp đen lại, thiếu chút nữa nổ lên. Lúc này sắc mặt Dương Diệp hoàn toàn biến đổi, hắn không chút nghĩ ngợi rút kiếm chém, một đạo kiếm quang chấn động ra. Nhưng đạo kiếm quang kia mới vừa xuất hiện đã trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Thoáng qua. Ầm. Dương Diệp té bay ra ngoài lần nữa. Thử. Lúc này một tiếng rít chói tai vang vọng lên. Nghe được thanh âm này, Dương Diệp tê cả da đầu, hắn biết. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đối kháng, vội vàng nói. Tiểu Kỳ đại gia, trận pháp của ngươi đến cùng làm xong chưa? Lại không xong, mạng nhỏ của ta sẽ giao ở chỗ này rồi. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cảm nhận được lực áp bách mãnh liệt, kiếm khí và kiếm ý của hắn căn bản không có cách phát ra liền không còn tồn tại. Hắn ngay cả kiếm vực cũng không dám thi triển. Bởi vì hắn sợ kiếm vực sẽ lập tức bị những ám sinh linh thần bí kia phá vỡ. Đơn giản mà nói, nơi này không phải là địa phương hắn nên tới. Kỳ thật trong lòng hắn cũng khổ, hắn cũng không muốn đến nơi đây à. May vào lúc này, thanh âm của Kỳ Bỉ Thiên vang lên. Tốt rồi. Rất nhanh, ở trước mặt Dương Diệp, xuất hiện một quang trận hình lục giác thật lớn, Dương Diệp vội vàng tiến vào, theo một vệt sáng xanh bao bọc. Rất nhanh, hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, ám không gian yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên vô số tiếng kêu quỷ dị vang vọng lên. Ước chừng một khắc sau, Dương Diệp không còn loại cảm giác nguy hiểm kia nữa, mà giờ khắc này, hắn còn đang tiến hành truyền tống. Dương Diệp bình phục lại tâm tình của mình, sau đó nói. Tiểu Kỳ, ngươi nên thêm chút tâm a, vừa rồi ta thiếu chút nữa bị những ám sinh linh kia giết chết. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên ngượng ngập cười cười. Rất lâu không có dùng, vừa rồi tính sai thời không tỏa tiêu, cho nên ra một chút vấn đề nhỏ, không có gì đáng ngại. Vấn đề nhỏ. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Lần này không thành vấn đề chứ. Kỳ Bỉ Thiên vội vàng nói. Không,
lần này tuyệt đối không có vấn đề. Dương Diệp vẫn còn có chút không tin, dù sao lúc này đây hắn đã có chuẩn bị tâm lý, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cứ như vậy, sau một hồi, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp dần dần xảy ra cải biến. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trên một cây cầu nhìn không tới cuối, hai bên trái phải là hắc thủy vô tận. Chung quanh tràn ngập sương mù, hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Bốn phía lộ ra quỷ dị, Dương Diệp không dám khinh thường, thời khắc đề phòng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Cái này là khởi nguyên chi địa. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nói. Hẳn, có lẽ, khả năng, có lẽ là vậy. Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp thật sự chịu thua. Kỳ Bỉ Thiên rồi. Gia hỏa không đáng tin cậy nhất lịch sử. Dương Diệp ngồi xuống, cười khổ nói. Tiểu Kỳ, người không xác định đây là nơi. Nào. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên có chút chột dạ, bởi vì nàng xác thực không biết đây là đâu. Bởi vì chỗ kia, nàng cũng chỉ cảm nhận qua, không có tự mình đến. Bởi vậy nàng không quá xác định nơi này chính là chỗ đó. Trên cầu, Dương Diệp không biết nói gì. Tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin Kỳ Bỉ Thiên. 307 lúc này Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói. Nếu không ngươi nhìn xung quanh, vạn nhất nơi này chính là nó thì sao? Dương Diệp trợn trắng mắt, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc thủy. Nước đen, mênh mông bát ngát, đây là cái gì? Dương Diệp hỏi, thanh âm của Kỳ Bỉ Thiên vang lên. Không biết, Dương Diệp. Ở trên cầu, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn đứng lên, đang muốn ngự kiếm phi hành ly khai cây cầu kia, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở cách đó không xa, một bà lão đang chậm rãi đi tới. Bà lão chống một cây quải trượng màu đen, trên quải trượng màu đen, quấn quanh một con rắn nhỏ. Lưng bà lão hơi còng, tóc trắng, quấn quanh lấy một khăn lụa màu đen, đi rất chậm, dường như tùy thời có thể ngã xuống. Dương Diệp tự nhiên sẽ không cảm thấy người trước mắt này là một lão nhân gần đất xa trời. Dương Diệp phòng bị nhìn bà lão, lúc này bà lão đi tới trước mặt hắn. Trong lòng Dương Diệp hỏi, Tiểu Kỳ, gia hỏa này nguy hiểm không? Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Kỳ trừng mắt nhìn. Theo tiêu chuẩn của ngươi hay tiêu chuẩn của ta? Dương Diệp tức giận. Đương nhiên là theo tiêu chuẩn của ta. Vô cùng nguy hiểm. Kỳ Bỉ Thiên nói. Dương Diệp. Lúc này lão phụ kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, nàng nhíu mày. Không nên a? Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Cái gì không nên? Bà lão nói. Ngươi không nên tới chỗ này, chuẩn xác mà nói, ngươi không có khả năng tới đây, quái tai quái tai. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Tiền bối, nơi này là? Bà lão hỏi lại. Ngươi không biết nơi này là chỗ nào? Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Không, không biết. Bà lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, khẽ lắc đầu, sau đó đi đến sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp do dự chốc lát, hắn đi theo lên hỏi. Tiền bối, cái kia, nơi này là đâu? Bà lão không có trả lời. Dương Diệp phát huy bản lĩnh ra mặt dày. Tiền bối, cái kia, ta là trời đưa đất đẩy mới tới nơi này, đối với nơi này, trong nội tâm vãn bối thật không có một ngọn nguồn, xin tiền bối tương trợ. Bà lão dừng bước, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cái chỗ này, không phải ngươi nên tới. Dương Diệp cười khổ. Vấn đề là hiện tại ta không biết làm sao trở về. Bà lão lắc đầu. Người trẻ tuổi, người có thể tới nơi này, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Cũng được, coi như cùng ngươi kết một thiện duyên, nơi đây chính là hư thiên giới, đây là một vũ trụ bản nguyên. Nói xong, bà lão quay người rời đi. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng bà lão đã biến mất ở xa xa. Vô thanh vô tức biến mất. Vũ trụ bản nguyên. Trên cầu, Dương Diệp trầm giọng nói. Tiểu Kỳ, lần này ngươi không có chuyển sai rồi. Trong Hồng Mông Tháp, khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên hơi cuộn lên. Đó là đương nhiên, ta là ai? Ta làm sao có thể sai? Dương Diệp nhếch miệng, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Tiểu Kỳ, ta cảm thấy chỗ này rất nguy hiểm, nếu không chúng ta rời đi đi. Làm sao có thể? Kỳ Bỉ Thiên nói. Chúng ta thật vất vả tới đây, không vui đùa một chút sao được? Không đúng,
phải là không xem thật kỹ sao được, chẳng lẽ ngươi không muốn biết bổn nguyên của vĩnh hằng vũ trụ là tình huống gì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta muốn sống. Kỳ Bỉ Thiên nói. Ta cam đoan để cho ngươi sống còn không được sao? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được rồi, chúng ta liền dạo chơi đi. Đã có Kỳ Bỉ Thiên cam đoan, vậy thì đồng nghĩa với không có nguy hiểm tính mạng, nếu như không có nguy hiểm tính mạng, vậy dạo chơi vẫn có thể. Dương Diệp cũng không có lựa chọn ngự kiếm phi hành, trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất không nên làm như vậy, hắn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Dương Diệp đi tới, trên đường đi, hắn cũng không thấy bất luận kẻ nào, mà dưới cầu, một mảnh nước đọng, không có bất cứ động tĩnh gì. Rất quỷ dị. Dương Diệp rất đề phòng, ở địa phương này, rất không có cảm giác an toàn. Ngược lại là Kỳ Bỉ Thiên trong Hồng Mông Tháp thì rất nồng nhiệt nhìn bốn phía, cực kỳ tò mò. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng một trung niên mặc áo choàng rộng, ở trước mặt hắn là một cái bàn màu đen, trên bàn bày rất nhiều nạp giới. Mà lúc này, trung niên kia cũng nhìn thấy Dương Diệp, khi nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, vẻ kinh ngạc biến mất, hắn nhìn Dương Diệp mỉm cười. Muốn mua ít đồ không? Mua đồ. Dương Diệp đi tới trước mặt trung niên, ở trên bàn, có 20 nạp giới. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử. Ta có thể nhìn một chút không? Trung niên cười nói. Đương nhiên. Dương Diệp nhìn lướt qua, rất nhanh, cả người hắn ngây dại. Thần khí. Ở trong những nạp giới kia, thấp nhất đều là thần khí. Này còn không phải trọng điểm là... Hắn ở trong nạp giới màu tím, thấy được một kiện siêu thần khí. Siêu thần khí. Món siêu thần khí kia là một cái kim trung lớn chừng bàn tay, quanh thân trải rộng phù lục màu vàng, trên đỉnh là một chữ, vạn. Dương Diệp yết hầu lăn lăn, sau đó ở trong lòng hỏi. Tiểu Kỳ, biết rõ đây là cái gì không? Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Không biết, ta cũng không phải không gì không biết, bất quá, cái đồ chơi này không tệ. Cho ngươi dùng vừa vặn phù hợp. Cho mình dùng. Dương Diệp vội vàng bình phục lại tâm tình xê xê của mình, hắn nhìn về phía trung niên. Cái nạp giới này bán thế nào? Trung niên cười nói. Ánh mắt các hạ thật tốt, đây là thượng cổ trung, là một kiện cơ siêu thần khí, tác dụng của nó là phòng ngự, rất không tệ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Rất không tồi, chẳng qua bán thế nào a? Trung niên cười nói. Một viên cổ tệ hoặc một viên hồn tinh. Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc. Cổ tệ, hồn tinh, hắn chưa từng nghe qua a. Cũng may có Kỳ Bỉ Thiên. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên giải thích nói. Tiểu tử ngươi là không có hy vọng. Cổ tệ này, là một loại chìa khóa mở nơi kia, ở trong thiên địa này, người có thể có được loại chìa khóa này, là đếm được trên đầu ngón tay. Còn hồn tinh, đây là một loại linh hồn kết tinh, đương nhiên. Không phải linh hồn kết tinh bình thường, có thể dùng linh hồn ngưng tụ thành tinh, đều là. Ân, cường giả như hồn giáo giáo chủ vẫn lạc, linh hồn của hắn có khả năng ngưng tụ thành hồn tinh, là có khả năng, mà không phải nhất định, hiểu chưa? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi nói thẳng ta mua không nổi là được. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ngươi xác thực mua không nổi, trong cơ thể ngươi, thanh kiếm kia đáng giá một chút. Bất quá ta mua được. Vừa nói, tay nàng nhẹ nhàng bắn ra, một cổ tệ tựa như đồng tiền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Cổ tệ. Kỳ Bỉ Thiên cười hắc hắc. Cái đồ chơi này, là năm đó ta từ trên người một gia hỏa lấy được, vốn ta muốn đi chỗ đó, nhưng đáng tiếc, về sau ta chơi quá mức, dẫn lửa thiêu thân, không còn cơ hội đi. Bất quá cái đồ chơi này ta còn chưa ném. Cổ tệ. Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười rực rỡ. Tiểu Kỳ, cái kia, cái này ngươi xem. Ngươi muốn. Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Dương Diệp vội vàng gật đầu, nhưng mà rất nhanh, hắn lại vội vàng lắc đầu. Không không, ta là mượn, mượn, sau này ta trả lại ngươi, như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên trừng mắt nhìn. Một thành ba, như thế nào? Ngươi ăn cướp à? Dương Diệp nhảy dựng lên. Tiểu Kỳ, ngươi, hành vi này của ngươi chính là thổ phỉ. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi đã không muốn, quên đi. Dương Diệp cười khổ. Tiểu Kỳ, ngươi xem, chúng ta quen biết cũng coi như có một đoạn thời gian a. Ngươi không thể làm sinh ý như vậy,
cũng phải giảng tình cảm và thể diện một chút chứ. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ta đã rất nhìn tình cảm rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này ngay cả ta cũng không nỡ dùng, ngươi cảm thấy nó là vật bình thường sao? Ngươi đi hỏi chư thiên vạn giới một chút, nhìn xem ai nguyện ý cho ngươi mượn vật này. Dương Diệp nói. Ngươi không sợ ta không trả. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi đánh không lại ta. Mặt Dương Diệp đen lại, có cần ngay thẳng như vậy sao? Ngươi không sợ ta không trả nổi. Dương Diệp lại hỏi. Ngươi không phải có linh tổ sao? Kỳ Bỉ Thiên nói. Ngươi trả không nổi, sau này nàng khẳng định trả nổi, bởi vì nàng là người giàu nhất trong thiên địa, ngay cả lão đầu đeo giỏ trúc cũng không bằng nàng. Vì cái gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói. Nàng có thể thăng linh, cho dù là ta, cũng nguyện ý kết giao với nàng, không có chỗ xấu nha. Dương Diệp nghĩ chốc lát, sau đó nói. Được, sau này để cho Tiểu Bạch trả lại ngươi. Nghĩ đến Tiểu Bạch, Dương Diệp đột nhiên cảm giác mình rất giàu có. Kỳ Bỉ Thiên bấm tay điểm ra, cổ tệ phóng lên trời, rất nhanh, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện cổ tệ kia. Nhìn thấy cổ tệ này, con mắt trung niên lập tức sáng lên, dáng tươi cười cũng càng thêm rực rỡ. Dương Diệp để cổ tệ lên bàn, sau đó chỉ nạp giới kia. Trung niên nhẹ gật đầu, vội vàng cầm nạp giới giao cho Dương Diệp. Siêu thần khí. Đây chính là siêu thần khí. Hắn cứ như vậy được một kiện siêu thần khí. Dương Diệp cảm thấy có chút không chân thực. Ngay lúc này, trung niên kia đột nhiên nói. Các hạ, chỗ này của ta còn có một nạp giới màu tím, cấp bậc không thua thượng cổ trung, ngài có muốn không? Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc. Một lát sau, trong lòng Dương Diệp hỏi. Tiểu Kỳ, ngươi còn gì nữa không? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Không còn. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiểu Kỳ, ngươi ăn cướp lần nào chưa? Kỳ Bỉ Thiên nói. Người trước mặt ngươi, thực lực không thua hồn giáo giáo chủ, theo ta phán đoán, nếu như ngươi động thủ, khả năng ngươi bị giết là 100%. Dương Diệp. Trung niên cười nói. Đương nhiên. Dương Diệp nhìn lướt qua, rất nhanh, cả người hắn ngây dại. Thần khí. Ở trong những nạp giới kia, thấp nhất đều là thần khí. Này còn không phải trọng điểm là, hắn ở trong nạp giới màu tím, thấy được một kiện siêu thần khí. Siêu thần khí. Món siêu thần khí kia là một cái kim trung lớn chừng bàn tay, quanh thân trải rộng phù lục màu vàng, trên đỉnh là một chữ, vạn. Dương Diệp yết hầu lăn lăn, sau đó ở trong lòng hỏi. Tiểu Kỳ, biết rõ đây là cái gì không? Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Không biết, ta cũng không phải không gì không biết, bất quá, cái đồ chơi này không tệ, cho ngươi dùng vừa vặn phù hợp. Cho mình dùng. Dương Diệp vội vàng bình phục lại tâm tình xê xê của mình, hắn nhìn về phía Trung Niên. Cái nạp giới này bán thế nào? Trung Niên cười nói. Ánh mắt các hạ thật tốt, đây là thượng cổ trung, là một kiện cơ siêu thần khí. Tác dụng của nó là phòng ngự, rất không tệ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Rất không tồi, chẳng qua bán thế nào a? Trung niên cười nói. Một viên cổ tệ hoặc một viên hồn tinh. Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc. Cổ tệ, hồn tinh, hắn chưa từng nghe qua a. Cũng may có Kỳ Bỉ Thiên. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên giải thích nói. Tiểu tử ngươi là không có hy vọng. Cổ tệ này, là một loại chìa khóa mở nơi kia. Ở trong thiên địa này, người có thể có được loại chìa khóa này, là đếm được trên đầu ngón tay. Còn hồn tinh, đây là một loại linh hồn kết tinh, đương nhiên, không phải linh hồn kết tinh bình thường, có thể dùng linh hồn ngưng tụ thành tinh, đều là. Ân, cường giả như hồn giáo giáo chủ vẫn lạc, linh hồn của hắn có khả năng ngưng tụ thành hồn tinh, là có khả năng, mà không phải nhất định, hiểu chưa? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi nói thẳng ta mua không nổi là được. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ngươi xác thực mua không nổi, trong cơ thể ngươi, thanh kiếm kia đáng giá một chút. Bất quá ta mua được. Vừa nói, tay nàng nhẹ nhàng bắn ra, một cổ tệ tựa như đồng tiền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Cổ tệ. Kỳ Bỉ Thiên cười hắc hắc. Cái đồ chơi này, là năm đó ta từ trên người một gia hỏa lấy được, vốn ta muốn đi chỗ đó, nhưng đáng tiếc, về sau ta chơi quá mức, dẫn lửa thiêu thân. Không còn cơ hội đi. Bất quá cái đồ chơi này ta còn chưa ném. Cổ tệ. Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười rực rỡ.
Tiểu Kỳ, cái kia, cái này ngươi xem. Ngươi muốn? Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Dương Diệp vội vàng gật đầu, nhưng mà rất nhanh, hắn lại vội vàng lắc đầu. Không không, ta là mượn, mượn, sau này ta trả lại ngươi, như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên trừng mắt nhìn. Một thành ba, như thế nào? Ngươi ăn cướp à? Dương Diệp nhảy dựng lên. Tiểu Kỳ, ngươi, hành vi này của ngươi chính là thổ phỉ. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi đã không muốn, quên đi. Dương Diệp cười khổ. Tiểu Kỳ, ngươi xem, chúng ta quen biết cũng coi như có một đoạn thời gian à. Ngươi không thể làm sinh ý như vậy, cũng phải giảng tình cảm và thể diện một chút chứ. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ta đã rất nhìn tình cảm rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này ngay cả ta cũng không nỡ dùng, ngươi cảm thấy nó là vật bình thường sao? Ngươi đi hỏi chư thiên vạn giới một chút, nhìn xem ai nguyện ý cho ngươi mượn vật này. Dương Diệp nói. Ngươi không sợ ta không trả. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi đánh không lại ta. Mặt Dương Diệp đen lại, có cần ngay thẳng như vậy sao? Ngươi không sợ ta không trả nổi. Dương Diệp lại hỏi. Ngươi không phải có linh tổ sao? Kỳ Bỉ Thiên nói. Ngươi trả không nổi, sau này nàng khẳng định trả nổi, bởi vì nàng là người giàu nhất trong thiên địa, ngay cả lão đầu đeo giỏ trúc cũng không bằng nàng. Vì cái gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói. Nàng có thể thăng linh, cho dù là ta, cũng nguyện ý kết giao với nàng, không có chỗ xấu nha. Dương Diệp nghĩ chốc lát, sau đó nói. Được, sau này để cho Tiểu Bạch trả lại ngươi. Nghĩ đến Tiểu Bạch, Dương Diệp đột nhiên cảm giác mình rất giàu có. Kỳ Bỉ Thiên bấm tay điểm ra, cổ tệ phóng lên trời, rất nhanh, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện cổ tệ kia. Nhìn thấy cổ tệ này, con mắt trung niên lập tức sáng lên, dáng tươi cười cũng càng thêm rực rỡ. Dương Diệp để cổ tệ lên bàn, sau đó chỉ nạp giới kia. Trung niên nhẹ gật đầu, vội vàng cầm nạp giới giao cho Dương Diệp. Siêu thần khí. Đây chính là siêu thần khí. Hắn cứ như vậy được một kiện siêu thần khí. Dương Diệp cảm thấy có chút không chân thực. Ngay lúc này, trung niên kia đột nhiên nói. Các hạ, chỗ này của ta còn có một nạp giới màu tím, cấp bậc không thua thượng cổ trung, ngài có muốn không? Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc. Một lát sau, trong lòng Dương Diệp hỏi. Tiểu Kỳ, ngươi còn gì nữa không? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Không còn. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiểu Kỳ, ngươi ăn cướp lần nào chưa? Kỳ Bỉ Thiên nói. Người trước mặt ngươi, thực lực không thua hồn giáo giáo chủ, theo ta phán đoán, nếu như ngươi động thủ, khả năng ngươi bị giết là 100%. Dương Diệp. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp vẫn không có mở kiếm vực, thời điểm này nếu hắn mở kiếm vực, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nhìn thấy không? Trong lòng Dương Diệp hỏi. Thấy. Kỳ Bỉ Thiên nói. Hai gia hỏa đang đánh nhau. Ở trước mặt ngươi không xa. Vô số ta nhìn không thấy. Dương Diệp khó hiểu. Kỳ Bỉ Thiên nói. Bởi vì ngươi yếu. Dương Diệp. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Bọn hắn ở chỗ này bày một kết giới. Trong kết giới này không gian vô cùng lớn. Có thể để cho bọn hắn thoải mái chiến đấu. Cho nên ngươi nhìn không thấy. Mặc kệ bọn hắn. Tiếp tục đi tới đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiểu Kỳ, những người này là ai? Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Ta làm sao biết, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi nói là, vì cái gì người nơi này đều mạnh như vậy, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Tiểu Dương, ngươi biết thế giới này bao nhiêu? Ngươi đối với vũ trụ khởi nguyên mờ mịt này lại biết được bao nhiêu? Ta ở trong mắt ngươi. Là thuộc về loại nhân vật cao không thể chạm, bởi vì ngươi cảm thấy ta biết hơn ngươi nhiều lắm, mạnh hơn ngươi nhiều lắm, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, cho dù là ta, đối với vũ trụ này vẫn cực kỳ mờ mịt. Ta lấy một thí dụ, trong thân thể chúng ta, có phải có rất nhiều hạt thật nhỏ đúng không? Những hạt này nhỏ đến mắt thường không thể thấy. Ta lại hỏi ngươi, nếu như bọn nó có ý thức, muốn biết mình là nhân vật như thế nào, ngươi cảm thấy có khó không? Dương Diệp trầm mặc. Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Cái vũ trụ này, rất lớn, cũng rất phức tạp. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Còn tốt, mục tiêu của ta không phải là điều tra vũ trụ. Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Kỳ Bỉ Thiên hiếu kỳ hỏi. Dương Diệp cười nói. Không người dám lừa gạt,
Này chính là mục tiêu của hắn, mục đích cuối cùng của hắn là cùng người mình yêu an an ổn ổn sống là được. Đương nhiên, hắn không có ngây thơ như vậy, bởi vậy hắn cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng nhiều khi, hắn cũng rất mờ mịt, rốt cuộc phải mạnh đến mức nào mới đủ. Đương nhiên, còn có một điểm, càng mạnh, tiếp xúc càng nhiều. Vũ trụ bao la kia, nếu như có thể biết một chút, nhìn nhiều một chút, kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, sau đó nói. Không nói nhãm với ngươi. Vừa rồi ngươi hỏi vì sao nơi này nhiều cường giả như vậy, ta nói cho ngươi biết, chỗ này, là một khởi nguyên chi địa của vũ trụ, ở chỗ này, vô cùng có khả năng tồn tại một ít gì đó, một ít dấu vết vũ trụ sinh ra, mà loại đồ vật hư vô mờ mịt kia, đối với những siêu cấp cường giả này, không đúng, là đối với siêu cấp cường giả trong lòng ngươi có hấp dẫn rất lớn. Hiểu chưa? Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng Kỳ Bỉ Thiên lại hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi đừng có hỏi nhiều như vậy được không? Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ là tò mò một chút. Kỳ Bỉ Thiên nói. Ngươi hiếu kỳ cũng quá thấp đi, đừng hỏi mấy chuyện tình ngây thơ như vậy nữa. Dương Diệp. Sau một lúc lâu, Dương Diệp tiếp tục đi tới, sau lưng tiếng đánh nhau còn đang kéo dài. Dương Diệp rời đi một hồi, thời gian dần trôi qua, hắn nhíu mày. Tiểu Kỳ, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Không đúng ở chỗ nào? Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Tại sao ta cảm giác giống như có người đi theo ta? Vốn có người đi theo ngươi mà. Kỳ Bỉ Thiên nói. Dương Diệp ngẩn người. Lặng một hồi lâu, thần sắc hắn đề phòng lên. Tiểu Kỳ, ngươi biết có người đi theo ta, vì cái gì không nói với ta? Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi có hỏi ta đâu? Dương Diệp im lặng hỏi Thương Thiên. Tiểu Kỳ, ngươi thêm chút tâm được không? Hắn thật sự bó tay rồi, gia hỏa này biết có người đang đi theo hắn, nhưng lại không nói cho hắn biết. Có cần không đáng tin cậy như vậy hay không? Bị phát hiện rồi sao? Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp quay người, người sau lưng kia, chính là bà lão lúc trước hắn vừa mới đến gặp phải. Bà lão đi tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu gia hỏa xác thực không đơn giản, lại có thể phát hiện sự hiện hữu của ta, xem ra trên người ngươi bí mật không ít a. Dương Diệp nhìn thoáng qua bà lão, sau đó nói. Không biết tiền bối đi theo ta, ý muốn như thế nào? Trên mặt bà lão lộ ra dáng tươi cười âm hàn. Ngươi đoán đi. Dương Diệp trừng mắt nhìn. Ăn cướp. Bà lão nhẹ gật đầu. Đã đoán đúng, không ngờ trên người tiểu gia hỏa ngươi có được cổ tệ, hơn nữa còn đổi một kiện siêu thần khí, rất giàu có a. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Không không, ta rất nghèo. Bà lão đi tới trước mặt Dương Diệp, giờ khắc này, nàng cách Dương Diệp chỉ có một bước. Bà lão chỉ trước ngực Dương Diệp. Bảo vật trong cơ thể tự thành thế giới, mặc dù không phải siêu thần khí, nhưng cách không xa, trên người tiểu gia hỏa ngươi bảo vật rất nhiều. Yên tâm, lão thân sẽ hảo hảo đối xử tử tế những bảo vật này. Vừa nói liền muốn động thủ. Mà lúc này, Dương Diệp vội vàng nói. Tiền bối, loại cổ tệ này ta còn có nhiều. Hai mắt bà lão híp lại. Muốn ra vẻ. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Chỉ muốn mạng sống, chẳng lẽ tiền bối không muốn sao? Bà lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ở đâu? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chỉ trước ngực mình. Chúng ta đi vào nói. Nơi này không quá thuận tiện. Lúc này tay phải của bà lão đặt ở trước ngực Dương Diệp, nàng cảm nhận được rất nhiều tồn tại, nhưng không có cảm nhận được người nào. Bà lão nhếch miệng cười cười. Biết rõ ngươi khẳng định dở trò, bất quá không sao, lão thân khó được ăn cướp một lần, liền cùng ngươi đùa giỡn một chút. Sự tình nói trước, đùa bỡn mánh khóe xong rồi, nếu không có cổ tệ, bà lão ta sẽ cầm linh hồn của ngươi đốt đèn. Nói xong nàng cùng Dương Diệp trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp mang theo bà lão đi tới trước phòng trúc, Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài cách đó không xa vẫn còn đá bóng. Tiểu Kỳ, ngươi là thật nghiêu bức hay thổi nghiêu bức, nhìn lần này a. Kỳ Bỉ Thiên vẫn đá bóng, tùy ý nói. Ra tay lần thứ hai, coi như ta thua. Thực lực của Kỳ Bỉ Thiên rốt cuộc mạnh mẽ. Bao nhiêu? Dương Diệp không biết, dù sao người này rất ít xuất thủ. Đương nhiên, có một điểm có thể xác định, là nàng cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá mạnh đến mức nào,
trong lòng hắn không có ngọn nguồn. Nhưng bà lão bên cạnh kia, hắn quả thật có ngọn nguồn. Thực lực của đối phương tuyệt đối là trên chủ cảnh, bà lão này cho hắn cảm giác là yếu hơn hồn giáo giáo chủ một ít, nhưng mạnh hơn các cường giả chủ cảnh hắn đã gặp. Nghe được lời của Kỳ Bỉ Thiên, Dương Diệp vội vàng lui qua một bên. Đây là đại lão đối quyết a. Cách đó không xa, sau khi lão phụ kia đi vào Hồng Mông Tháp, ánh mắt vẫn ở trên người Kỳ Bỉ Thiên, mà ánh mắt của Kỳ Bỉ Thiên thì ở trên quả bóng, trong mắt bà lão nhiều một chút đề phòng, thời gian dần trôi qua, đề phòng càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, sắc mặt bà lão đã cực kỳ ngưng trọng. Không biết sâu cạn, dùng nhãn lực của nàng, rõ ràng nhìn không thấu sâu cạn đối phương. Này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nàng nhìn thấy tiểu nữ hài, nhưng hoàn toàn không cảm giác được nữ hài tồn tại, thần trí của nàng quét qua vị trí của nữ hài, chỗ đó rỗng tuếch. Quỷ gì? Lúc này Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bà lão. Ngươi còn không ra tay. Bà lão gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Các hạ là ai? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi không có tư cách biết rõ, còn nữa, nếu như ngươi không ra tay, ta sẽ ra tay. Tình bạn nhắc nhở thoáng một phát, ta ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Bà lão giận quá mà cười. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nói xong, tay phải khẽ nâng lên, sau đó nhẹ nhàng chúi xuống. Ầm, cả thế giới Hồng Mông Tháp lập tức rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, gia hỏa này là muốn phá thế giới trung đẳng a. Hắn nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, nhưng vị trí kia rỗng tuếch. Dương Diệp vội vàng quay đầu, ngay sau đó cả người hắn ngây ra. Bởi vì giờ khắc này, Kỳ Bỉ Thiên đã ở trước mặt lão phụ kia, mà tay của nàng đang bóp yết hầu của lão phụ. Khí thế cường đại của lão phụ ở thời khắc này căn bản thả không ra, cứ như vậy bị bóp cổ. Trong mắt bà lão tràn đầy sợ hãi. Một chiêu. Nàng khó có thể tin, nàng một chiêu đã bị tiểu cô nương trước mắt chế trụ. Kỳ Bỉ Thiên nhìn bà lão lắc đầu. Giết ngươi, ta rất áy náy, bởi vì ngươi chống lại ta, là ta quá khi dễ người. Vừa nói, nàng buông lỏng tay ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ bả vai bà lão. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại phong tỏa bà lão, giờ khắc này, bà lão tựa như bị định thân. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tới giết. Nói xong, nàng tiếp tục trở về đá bóng. Giết. Dương Diệp ngây cả người, sau đó lắc đầu. Giết cái gì chứ? Dương Diệp đi tới trước mặt lão phụ kia, hắn quan sát lão phụ một chút. Muốn sống không? Bà lão gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ta cũng không nhiều lời. Ta là Cổ Kiếm Tông tông chủ, trong tông môn ta thiếu nhân thủ, muốn các hạ tới giúp ta, ân, ngươi thấy thế nào? Khóe miệng bà lão nổi lên vẻ chế nhạo. Tiểu gia hỏa nghĩ thật hay, vậy mà muốn nô dịch ta, thật buồn cười. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói. Tiểu Dương, không cần nhiều lời. Loại người này, tuy thực lực yếu, nhưng có thể đi tới bước này, cũng không phải người bình thường, người không cần hao tổn tâm cơ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu, sau một khắc, kiếm sát xuất hiện ở trong tay hắn. Mà đúng lúc này, bà lão đột nhiên nói. Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Dương Diệp nhìn về phía bà lão. Hợp tác thế nào? Bà lão trầm giọng nói. Ta có thể đi Cổ Kiếm Tông của ngươi, nhưng có một kỳ hạn. Kỳ hạn? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có thể, ngươi cảm thấy ở bao lâu phù hợp? Bà lão nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên cách đó không xa, sau đó nói. 10 năm. 10 năm. Dương Diệp trừng mắt nhìn, không nói gì. Bà lão trầm giọng nói. 20 năm, tối đa 20 năm. Thành giao. Dương Diệp nói. Bà lão do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể rời đi không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngươi bây giờ lên đường đi Cổ Kiếm Tông của Vĩnh Hằng Quốc Độ, được không? Bà lão nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi tin tưởng ta. Dương Diệp nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng, nàng bấm tay điểm một cái, một tia lục quang bắn vào mi tâm bà lão. Kỳ Bỉ Thiên nói. 20 năm sau, kia lục quang này sẽ tự động biến mất, trong lúc đó, một ý niệm của ta, cho dù ngươi ở bất kỳ địa phương nào, cũng có thể tru sát. Dương Diệp quay đầu nhìn bà lão. Ta đương nhiên tin tưởng, cường giả như tiền bối,
tại sao có thể là tiểu nhân vô sỉ chứ? Ta đối với tiền bối cực kỳ yên tâm, vạn lần yên tâm. Bà lão nhìn thoáng qua Dương Diệp. Da mặt dày như ngươi, ta là lần thứ nhất gặp. Dương Diệp. Thời điểm bà lão ly khai Hồng Mông Tháp, không khỏi liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên, Dương Diệp nhìn ra được, nàng là muốn hỏi thân phận của Kỳ Bỉ Thiên, nhưng Kỳ Bỉ Thiên căn bản không để ý nàng, bà lão không muốn bị đuổi mà mắc cỡ, cho nên không hỏi rời đi. Sau khi bà lão rời khỏi, Dương Diệp trầm mặc. Như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên ồ hỏi. Dương Diệp tự giễu cười cười. Ta phát hiện, nguyên lai mình thật sự yếu như vậy. Đúng vậy. Kỳ Bỉ Thiên không chút lưu tình đả kích. Dương Diệp ngồi trên mặt đất, nhìn kiếm trong tay mình, giờ khắc này, hắn nhớ tới ước định với Tiêu Giao Tử. Mình tới lúc đó thật có thể đánh với HK án một trận sao? Có thể sao? Cái đồ chơi tin tưởng này, không phải nói có là có, nói làm là làm được. Đến bây giờ, hắn vẫn chỉ là ngũ giới, các phương diện đều còn yếu. Đến lúc đó, lấy cái gì đi đánh với đối phương? Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, chân nàng nhẹ nhàng đá Dương Diệp một phát, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Ta có một loại bí pháp, để cho ngươi lập tức đột phá chủ cảnh, thậm chí trên chủ cảnh, như thế nào, muốn không? Dương Diệp lắc đầu, không nói trước có loại bí pháp này hay không, dù cho có loại bí pháp này, đó cũng là dục tốc bất đạt. Kỳ Bỉ Thiên nói. Đây không phải tốt hả? Ngươi biết tu đạo. Cái gì trọng yếu nhất không? Trụ cột bất ổn, càng về sau, mạo hiểm lại càng lớn. Người bây giờ phải làm là vững chắc cảnh giới của mình đến cực hạn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tay của mình. Biết rõ chiêu mới vừa rồi kia của ta là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Chiêu này gọi cầm thiên, là một chiêu thức vô cùng thông thường, nó ngay cả phẩm giai cũng không có. Thế nhưng ngươi biết năm đó ta vì luyện chiêu này bỏ ra bao nhiêu thời gian không? Một ngày một vạn lần, ta giữ vững 10 năm. Lúc kia, ta chỉ biết một chiêu này, dù cho tới bây giờ, ta sống nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ biết 3 chiêu. Dương Diệp nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. 10 năm, một ngày một vạn lần. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Lúc ta ở vực sâu, gặp được một kiếm tu không nên xuất hiện ở thời đại bây giờ. Kiếm của hắn có chút bất đồng kiếm của ngươi, kiếm của hắn rất thuần túy, giống như chiêu thức của ta, cực kỳ thuần túy không pha bất kỳ tạp chất gì. Mà kiếm của ngươi, rất tạp, cái tạp này, cũng không phải chuyện xấu, bởi vì cái tạp này, là tín niệm kiếm đạo của ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Không quá minh bạch. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi có bạt kiếm thuật gì đó, còn có phi kiếm, đúng hay không? Dương Diệp gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên nói, vừa rồi ta kiểm tra một hồi, nước màu đen bên ngoài kia, hẳn là vô biên thủy trong truyền thuyết, đây là một loại nước sinh ra cùng lúc với vũ trụ, chúng trải qua vô số năm lột xác, đã trở thành như bây giờ, chúng có năng lực ăn mòn cường đại, ngay cả siêu thần khí thả ở bên trong lâu cũng sẽ bị ăn mòn, còn thần khí, ném xuống sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục nói. Loại nước này. Ngoại trừ có năng lực ăn mòn cường đại, còn có một loại năng lực, chính là trọng lực, chúng cực kỳ nặng, bởi vì chúng nó nặng, là vô biên vô hạn, là không có phần cuối. Ý của ta nói là, nếu như ngươi đi vào trong này luyện kiếm, bạt kiếm thuật, còn có phi kiếm gì kia của ngươi, nhất định sẽ có tăng lên về chất. Dương Diệp nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn ta xuống dưới. Mới đầu hắn còn tưởng Kỳ Bỉ Thiên này sinh thiện tâm. An ủi hắn nhiều như vậy, hiện tại xem ra, gia hỏa này là muốn hắn xuống cầu A. Cái gì vô biên thủy? Siêu thần khí cũng có thể ăn mòn, thân thể Dương Diệp hắn cứng rắn hơn siêu thần khí sao? Xuống dưới còn không hóa thành một vũng máu loãng. Kỳ Bỉ Thiên bấm tay điểm một cái, quanh người Dương Diệp xuất hiện điểm điểm lục quang. Dương Diệp nói, đây là gì? Kỳ Bỉ Thiên nói, hộ thân phù, có thể phòng ngự những vô biên thủy kia. Nói xong nàng ngồi đến một bên. Có đi không, xem chính ngươi. Dương Diệp đi tới trước mặt của Kỳ Bỉ Thiên, hắn rất nghiêm túc hỏi. Tiểu Kỳ, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi muốn ta xuống dưới như vậy? Tiểu Kỳ nhìn hắn. Ta là muốn tốt cho ngươi à, đi xuống tu luyện, hiệu quả rất tốt. Dương Diệp tự nhiên không tin, hắn còn muốn hỏi,
nhưng Kỳ Bỉ Thiên khoát tay áo. Dù sao đó là chuyện của ngươi, ngươi thích xuống thì xuống, không xuống thì thôi. Nói xong quay người đi vào phòng trúc. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Bên cầu, Dương Diệp nhìn vô biên thủy phía dưới, xuống dưới. Nói thật, hắn thật không có nắm chắc, bởi vì Kỳ Bỉ Thiên thật có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn cảm thấy, đối phương hẳn sẽ không để cho hắn đi chịu chết. Xuống hay không xuống? Dương Diệp nhìn lục quang quanh người mình, hắn hít sâu một hơi, mình cũng không thể cả đời dựa vào người khác a. Xuống. Dương Diệp thả người, trực tiếp nhảy xuống, vừa chạm vào nước, Dương Diệp cảm giác giống như mấy vạn ngọn núi lớn áp trên người hắn. Áp lực cường đại kia càng lúc càng lớn, Dương Diệp cảm giác thân thể của mình muốn nổ tung. Mà giờ khắc này, hắn căn bản không thể động đậy, dù ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đứng ở trước cửa trúc, nàng lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Yếu như vậy, ngươi sẽ hại đám người nhị nha. Vừa nói, nàng ngồi ở trên bậc thang. Hắn như vậy coi như là tự sát chứ nhỉ? Ừ, là tự sát, không có quan hệ gì tới ta. Tử vong. Trong vô biên thủy, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Khí tức tử vong chân chính. Loại khí tức tử vong này hắn cực kỳ lâu không có cảm nhận được. Tất cả đều là vô ích. Hết thảy đều là hư vô. Mà giờ khắc này, hắn nghĩ tới Tô Thanh Thi, nghĩ tới Nhị Nha, nghĩ tới Tiểu Bạch, nghĩ tới Tuyết Nhi, nghĩ tới Trang Vị Nhiên, nghĩ tới Bạch Chi Tiên. Từng màn, hắn nghĩ tới rất nhiều, thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện mình không muốn chết. Phải nói, Dương Diệp hắn cũng sợ chết. Hắn sợ sau khi mình chết, đám người Tô Thanh Thi làm sao bây giờ? Cổ Kiếm Tông làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Nhị Nha nên làm cái gì bây giờ? Đặc biệt là Tiểu Bạch, nàng sẽ rất đau lòng a. Mà nếu mình chết rồi, ai chiếu cố Tiểu Bạch, ai tới chiếu cố đám người Tô Thanh Thi? Ai chiếu cố hắn cũng lo lắng. Không, không. Trong đầu Dương Diệp, một ý niệm cầu skin cường đại lặng yên xuất hiện. Ta không thể chết được. Dương Diệp điên cuồng giãy giụa, kiếm ý của hắn, kiếm vực của hắn, giờ khắc này hắn có thể nghĩ tới hết thảy đều dùng. Nhưng bất kể là kiếm vực hay kiếm ý, hay cái gì khác, ở thời khắc này đều không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Dương Diệp tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng. Để cho hắn tuyệt vọng không phải vô biên thủy, mà là Kỳ Bỉ Thiên trong Hồng Mông Tháp, bởi vì hắn cảm nhận được sát ý của Kỳ Bỉ Thiên. Là Kỳ Bỉ Thiên muốn giết hắn. Hắn không có đường sống rồi. Đáng chết. Triệt để tuyệt vọng. Dương Diệp bắt đầu buông tha cho vùng vẫy, bởi vì tất cả đều là vô ích. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Mà ở trong vô biên thủy, Dương Diệp đã sắp không chống đỡ nổi. Bây giờ Dương Diệp đã bị chèn ép đến lúc nào cũng có thể nổ tung. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên thấp giọng thở dài, tay phải nàng nhẹ nhàng vung lên. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, vô biên thủy ở bốn phía Dương Diệp lui ra, rất nhanh, chung quanh Dương Diệp tạo thành một không gian riêng biệt. Giờ khắc này, Dương Diệp như nhặt được tân sinh. Dương Diệp quay về trên cầu, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Hắn đứng ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nhún vai, không có giải thích, cũng không nói gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi muốn giết ta. Vừa rồi sau khi nhảy xuống, hắn mới phát hiện, căn bản không có cách tu luyện, bởi vì những nước kia để cho hắn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, dưới tình huống đó, tu luyện thế nào. Hơn nữa mới vừa rồi, hắn quả thật cảm nhận được tử vong. Không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được sát ý của Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nói, ta muốn giết ngươi, không cần phải phiền toái như vậy. Vậy thì vì cái gì? Dương Diệp rất không minh bạch. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Nói thật, ở ngay từ đầu, ta xác thực muốn giết ngươi, lần thứ nhất ngươi đến vực sâu, bởi vì khi đó ta cảm nhận được khí tức của Nhị Nha. Bất quá lần kia cho một người mặt mũi, ta không ra tay. Lần thứ hai nhìn thấy ngươi, ta lại thay đổi chủ ý. Vừa nói, nàng chỉ lồng ngực của Dương Diệp. Ta rất muốn biết, tại sao Nhị Nha lại đi theo ngươi, ta phát hiện, ngươi làm người xác thực không tệ lắm. Còn vừa rồi, ta muốn giết ngươi, là muốn để cho ngươi cảm thụ khí tức tử vong, biết cái gì gọi là khí tức tử vong không? Không, ngươi không hiểu.
Kể cả lúc trước đại chiến ở Cổ Kiếm Tông, ngươi cũng không có cảm nhận được, bởi vì ngươi không có sợ hãi. Không có sợ hãi? Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ Bỉ Thiên khẽ cười nói. Có ý tứ gì, Tiểu Dương, bây giờ ngươi bắt đầu lừa mình dối người sao? Dương Diệp trầm mặc. Kỳ Bỉ Thiên nói. Sau lưng ngươi, có một cường giả thần bí, chính là tiểu nữ hài cùng ta không lớn hơn bao nhiêu kia. Kỳ thật ngươi đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Bởi vì sự hiện hữu của nàng, cho nên ngươi cảm thấy Cổ Kiếm Tông là có thể chịu nổi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ không chết, bởi vì nàng đang giúp ngươi, giúp đỡ ngươi đối kháng cường giả mạnh nhất. Cho nên ngươi không sợ hãi. Còn nữa, ngươi cảm thấy ta ở trong tháp của ngươi, ngươi cảm thấy ta ở thời điểm mấu chốt sẽ ra tay, cho nên ngươi càng không sợ hãi. Nói đến đây, nàng cười cười, tiếp tục nói. Lúc trước, ngươi đối mặt lão phụ kia, như trước có thể trấn định như vậy, nguyên nhân chân chính là bởi vì ngươi không sợ hãi, ngươi đứng ở chỗ này, ở địa phương thần bí này, ngươi nhìn như thấp thỏm lo lắng, kỳ thật ngươi không có sợ hãi, bởi vì có ta ở đây. Dương Diệp trầm mặc như trước. Kỳ Bỉ Thiên ngồi ở một bên. Tiểu Dương, loại tâm lý này sẽ hại ngươi. Mới vừa rồi ngươi cảm nhận được khí tức tử vong, đó là bởi vì ngươi cảm nhận được sát ý của ta. Một khắc này, ngươi cảm giác mình thật sẽ chết, bởi vì ta muốn giết ngươi, nói một chút, cái kia là cảm giác gì? Dương Diệp im lặng không nói. Đó là cảm giác gì? Hắn muốn sống. Hắn có rất nhiều thứ không bỏ xuống được. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục nói. Không sợ chết, không phải thật sự không sợ chết. Vấn đề lớn nhất của ngươi, không phải người không đủ mạnh, mà là kiếm tâm của ngươi đã xảy ra vấn đề. Ỷ lại, có người cho ngươi ỷ lại, ngươi trong lúc bất chi bất giác đã có tâm ỷ lại. Vừa nói, tay phải nàng khẽ vẫy, kiếm sát xuất hiện ở trong tay nàng. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Ta không phải kiếm tu, nhưng ta đã thấy kiếm tu, ngay cả kiếm trong tay mình cũng không thể ỷ lại. Huống chi đi ỉ lại người khác. Vừa nói, nàng cầm kiếm khe khẽ gõ đầu Dương Diệp một cái. Ta nói ngươi yếu, không phải thực lực của ngươi yếu, mà là nội tâm của ngươi yếu. Biết rõ vì sao người phía sau ngươi không đi ra gặp ngươi không? Bởi vì ngươi để cho nàng có chút thất vọng, nhưng nàng coi ngươi như thân nhân, nên dù thất vọng cũng phải giúp ngươi. Ngươi không thể nghĩ đến người khác tới giúp ngươi, ở lúc làm việc, trước suy nghĩ mình có thực lực kia hay không. Không có thực lực, liền không nên làm, giống như Cổ Kiếm Tông, nếu không có vị kia ở phía sau ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ngươi đã chết một vạn lần. Mà đám người nhị nha đi theo ngươi, cũng sẽ bị ngươi hại chết. Vừa nói, nàng tiện tay cắm kiếm trên mặt đất. Kiếm này, ta đã triệt để phong ấn nó, hiện tại tất cả siêu thần khí cùng thần khí trên người ngươi, toàn bộ bị ta phong ấn. Hiện tại ta cho ngươi một nhiệm vụ, còn sống đi ra nơi này. Dựa vào thực lực của ngươi, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ở chỗ này, ta sẽ không xuất thủ, sẽ không giúp ngươi, cũng không ai có thể giúp ngươi. Kể cả người phía sau ngươi, trong trời đất này có lẽ có rất ít người có thể ngăn cản nàng, nhưng không khéo, ta vừa vặn tính một người, hắc hắc. Như Kỳ Bỉ Thiên nói, giờ phút này, quanh người Dương Diệp, tất cả thần khí cùng siêu thần khí đều bị phong ấn. Triệt để phong ấn. Kể cả kiếm hồ lô, còn có hai thanh phi kiếm kia. Hắn bây giờ là lõa trang rồi. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta không phải nói giỡn với ngươi, nếu ngươi chết ở nơi này, ta sẽ dẫn nhị nha và linh tổ đi, nhưng người cùng yêu thú trong Hồng Mông Tháp này, bọn hắn sẽ theo ngươi táng thân ở chỗ này. Những thứ này, ngươi khả năng không có nghĩ qua, bất quá không sao, ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi biết rồi. Cuối cùng, ta cam đoan với ngươi, ở chỗ này, không có người sẽ giúp ngươi, nếu như ngươi chết. Như vậy chính là thật chết rồi. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, tay phải nàng vung lên, Dương Diệp rời đi Hồng Mông Tháp. Phong bế. Giờ phút này, Dương Diệp đã không cảm giác được Hồng Mông Tháp tồn tại, bởi vì nó đã bị Kỳ Bỉ Thiên triệt để phong ấn. Nói cách khác, hiện tại hắn đã không trở về được trong tháp. Mà siêu thần khí của hắn, cũng bị tịch thu toàn bộ. Hiện tại hắn chỉ còn lại có chính mình. Cô độc. Dương Diệp chưa bao giờ cô độc, giờ khắc này, hắn cảm giác trong trời đất này chỉ còn mình. Trong Hồng Mông Tháp, trước phòng trúc, Lôi Lâm nhìn Kỳ Bỉ Thiên, Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Trách nhiệm, hắn không có chân chính nhận thức đến cái gì gọi là trách nhiệm, hắn có, chỉ là một bầu nhiệt huyết, nói dễ nghe là nhiệt huyết, nói không dễ nghe chính là ngốc nghếch.
Mà hắn hiện tại, đã qua cái tuổi nhiệt huyết, muốn sống, phải tự mình phát triển, ân, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu, đi, tỷ tỷ mang ngươi đi đá bóng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đứng ở cạnh cầu trầm mặc. Phía dưới, những vô biên thủy kia đã khôi phục bình thường. Qua hồi lâu, Dương Diệp tự giễu cười cười, nguyên lai mình quả thật giống như Kỳ Bỉ Thiên nói, ỷ lại. Bất kể mình có thừa nhận hay không, mình cũng đã có tâm ỷ lại. Ỷ lại với A Tú, ỷ lại với Kỳ Bỉ Thiên. Nếu như không có các nàng thì sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hiện tại hắn chỉ còn lại có chính mình. Không có siêu thần khí, không có thần khí, không có Hồng Mông Tháp. Vũ trụ đệ nhất kiếm cũng không có. Chỉ còn một mình. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tự giễu cười cười. Dương Diệp a Dương Diệp, chẳng lẽ không có siêu thần khí, không có thần khí, không có chỗ dựa, ngươi liền sợ rồi sao? Nói xong, hắn thu hồi suy nghĩ, đi về phía trước. Một người, ngay cả kiếm cũng không có một thanh. Mục tiêu của Dương Diệp hắn rất đơn giản, còn sống rời đi nơi đây. Hắn muốn để cho Kỳ Bỉ Thiên biết, không có siêu thần khí, không có thần khí, không có ngoại vật, không có chỗ dựa, Dương Diệp hắn vẫn là Dương Diệp. Lời của Kỳ Bỉ Thiên cũng không có đả kích đến Dương Diệp, ngược lại để cho hắn nhận thức được vấn đề của mình. Hắn giờ phút này cũng rất muốn biết, mình có thể sống đi ra chỗ này hay không. Đi không bao lâu, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn không xa, ngồi một thanh niên. Trong miệng thanh niên cắn một cọng cỏ dại, trên gương mặt có hai vết sẹo giao thoa hiện lên hình chữ X. Ở trên vai của thanh niên, khiêng một thanh đoạn đao. Thanh niên quan sát Dương Diệp một chút. Một đời tuổi trẻ có tư cách đến địa phương này, không nhiều lắm. Xưng hô như thế nào? Dương Diệp đang muốn nói, lúc này thanh niên đột nhiên nói. Không không, trước tiếp ta một đao, tiếp được, mới có tư cách nói chuyện với ta. Nói xong, đao trong tay của hắn bay ra. Chém thẳng Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn đưa tay nắm một cái, một thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ xuất hiện, sau một khắc, hắn cầm kiếm vung lên. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, thanh kiếm trong tay Dương Diệp ầm ầm nổ bể ra. Bản thân Dương Diệp thì bị chấn liên tục lùi lai. Ngoài trăm trượng, sau khi Dương Diệp dừng lại, hắn nhìn tay phải của mình, lòng bàn tay đã rạn nứt, máu tươi tràn ra. Dương Diệp lắc đầu tự giễu cười cười, không có kiếm sát, chiến lực của mình giảm xuống nhiều cấp bậc A. Nếu có kiếm sát ở đây, vừa rồi giao phong, hắn tuyệt đối sẽ không ở hạ phong, phải nói hạ phong có thể là nam tử đối diện kia. Cách đó không xa, nam tử kia quan sát Dương Diệp một chút. Kiếm tu. Dương Diệp khẽ gật đầu, nam tử nhếch miệng cười cười. Lấy ra kiếm của ngươi, chúng ta hảo hảo so một chút. Kiếm. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Không có kiếm. Nói xong, mũi chân lắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Xa xa, khóe miệng nam tử kia hơi cuộn lên, tay phải cầm đao mãnh liệt bổ xuống. Xuy. Một đao kia ác rơi xuống. Trực tiếp chém nát kiếm quang của Dương Diệp, mà lúc này, một đôi tay hợp ở trước thanh đoạn đao. Đúng là tay của Dương Diệp. Trong chớp mắt kẹp được đao, hai tay Dương Diệp mãnh liệt trượt xuống, thân thể đụng về phía trước, cái đụng này, trực tiếp đụng lên người nam tử kia. Ầm. Nam tử bị đập bay ra ngoài hơn 10 trượng. Nam tử vừa dừng lại, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lúc này, song đao trong tay nam tử mãnh liệt quét ngang. Xuy. Một đạo đao quang giống như ánh trăng chấn động ra. Đã không có kiếm sát, Dương Diệp căn bản không dám đón đỡ đạo đao khí này, thân hình lóe lên, lui về phía sau 10 trượng, trốn qua đạo đao khí kia. Giờ khắc này Dương Diệp phát hiện, đã không có kiếm sát, hắn không thể giống như trước liều mạng đón đánh rồi. Lúc có kiếm sát, kiếm của hắn có thể chống lại bất luận thần khí gì, cho dù là cùng siêu thần khí đối binh hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ, hắn phải học tạm thời tránh mũi nhọn. Không thể đi ngạnh kháng, bằng không thì chết nhất định là hắn. Bó tay bó chân. Lần thứ nhất Dương Diệp có loại cảm giác này. Cách đó không xa, nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không dùng kiếm sao? Dương Diệp suy nghĩ một chút, hắn đưa tay nắm một cái, một thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử kia có chút băng lạnh xuống, đây là xem thường hắn sao? Chân phải nam tử đạp nhẹ. Cả người bắn ra.
Trên cầu, một ánh đao lóe lên. Cách đó không xa, Dương Diệp đứng bất động, thời điểm ánh đao đi vào trước mặt hắn nửa trượng, cả người hắn trong chốc lát hư ảo, thoáng qua, kiếm ra. Kiếm vực. Nhưng hắn quên một sự kiện, chính là kiếm trong tay của hắn đã không phải kiếm sát. Bởi vậy thời điểm đâm ra kiếm thứ 6, kiếm của hắn nổ bể ra, tăng thêm đao khí cường đại kia, cả người hắn bị chấn bay ra ngoài. Ầm. Sau khi Dương Diệp hạ xuống, lần nữa lùi về phía sau 10 trượng mới dừng lại. Mà ở trước ngực hắn, có một vết đao sâu đậm. Vô cùng sâu. Phải nói một đao kia đã xuyên thủng thân thể của hắn. Chủ cảnh. Nam tử trước mắt chẳng qua là chủ cảnh, nhưng sau khi không có kiếm, hắn phát hiện nguyên lai mình ngay cả chủ cảnh cũng khó đối kháng. Mặc dù đối phương không phải chủ cảnh bình thường, nhưng vậy thì như thế nào? Đúng, nếu như giờ phút này hắn có kiếm sát, có kiếm hổ lô, có phi kiếm, hắn hoàn toàn có thể đè đánh đối phương. Nhưng sau khi không có những thứ kia, người ta đè hắn đánh. Tại chỗ, đột nhiên Dương Diệp nở nụ cười, dáng tươi cười có chút đáng buồn, có chút tự giễu. Bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, thực lực trước kia của hắn, nguyên lai đều là giả. Giả. Những cái kia không thể xem như thực lực chân chính của hắn. Còn có một điểm, đó chính là bây giờ hắn không có hồng mông tử khí vô cùng vô tận rồi. Bởi vì hồng mông tháp đã bị phong ấn, hắn bị thương, nếu như sử dụng hết hồng mông tử khí trong cơ thể, hắn sẽ không còn, chỉ có thể lần nữa hấp thu kinh khí, đơn giản mà nói, hắn không có năng lực đánh không chết sẽ khôi phục rồi. Hắn hiện tại, nếu như huyết chiến, là sẽ bị đánh chết. Hết thảy có khả năng dựa vào đã không còn. Hiện tại hắn chỉ có nhục thể, kiếm ý, kiếm vực là của mình. Dương Diệp không có đi quản vết thương kia, hắn nhìn tay của mình, nguyên lai mình mới là chân thật nhất, còn lại thần khí, bí pháp gì, ngoại vật gì, đều là giả. Giả. Trước kia kiếm đạo của mình, có rất nhiều giả dối. Kiếm của Tiêu Giao Tử, là thuần túy, cầm thiên của Kỳ Bỉ Thiên cũng thuần túy. Sự cường đại của chúng ở chỗ không có bất kỳ tồn tại nào giả tạo. Giống như một nữ tử, có nữ tử rất đẹp, nhưng có thể là vì trang điểm ra, nhưng nếu như xóa trang điểm, nàng ngay cả người bình thường cũng không bằng. Mà có nữ tử đẹp, là đẹp tự nhiên, không trang điểm. Loại đẹp này, là thuần túy, là chân thực. Hư, thực. Dương Diệp cúi đầu nhìn ý kiếm trong tay mình ngưng tụ ra, lắc đầu cười cười, kiếm bây giờ, mới là kiếm chân thật nhất của mình. Ý nghĩ này mới hiện lên, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rung động, thời gian dần trôi qua, vô số kiếm ý hội tụ, kiếm ý càng ngày càng nhiều, theo kiếm ý càng ngày càng nhiều, ý kiếm trong tay hắn càng ngày càng ngưng thực. Đến cuối cùng, kiếm trong tay của hắn đã nhìn không ra là một thanh giả. Nó chính là một thanh kiếm chân chính. Hình dạng của kiếm là kiếm tổ. Cách đó không xa, nam tử kia thấy một màn như vậy, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Ngươi làm cái quỷ gì thế? Lúc này thân hình Dương Diệp đột nhiên run lên, sau một khắc, một tia kiếm. Chảm qua. Quang. Hai mắt nam tử híp lại, không tiến. Ngược lại. Thụt lùi, hai tay nắm đoạn đạo mãnh liệt. Chém ra. Suy. Một chảm này, dường như chém nát thiên địa, khí thế làm cho người ta sợ hãi, đao, chú ý chính là khí thế càng mạnh, uy lực càng mạnh, mà đao của nam tử trước mắt này. Khí thế có chút nằm ngoài dự đoán của Dương Diệp, bởi vì đây không phải khí thế ồ mà cường giả chủ cảnh nên có. Bất quá Dương Diệp không thèm để ý, kiếm thế không giảm. Cứ như vậy, đao và kiếm dùng phương thức trực tiếp nhất, bạo lực nhất đục vào nhau. Vô số ánh đao và kiếm khí mãnh liệt bộc phát ra, Dương Diệp và nam tử bị đánh bay, mà đúng lúc này, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên bay ra, ca. Phi kiếm. Phi kiếm này bất kể là uy lực hay tốc độ, đều kém hơn kiếm hổ lô tăng thêm hai thanh thần khí. Cách đó không xa, nam tử kia tiện tay chạm một cái, liền chém bay ý kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp rơi xuống đất, thò tay nắm chắc, ý kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Phát giác được kiếm vực, sắc mặt nam tử kia biến hóa. Nhưng mà rất nhanh, đao trong tay hắn bắt đầu rung động, sau một khắc, hắn mãnh liệt bổ về bốn phía. Cả kiếm vực bỗng nhiên run lên, sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt trắng bệch. Nhưng không hơn, kiếm vực trải qua Kỳ Bỉ Thiên tăng cường,
cường giả chủ cảnh căn bản khó có thể đơn giản phá vỡ kiếm vực của hắn. Nam tử đang còn muốn ra tay, nhưng Dương Diệp đã xuất thủ. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nam tử. Xuất hiện rất đột nhiên, không có một chút dấu hiệu. Bất quá nam tử bằng vào bản năng chiến đấu cường đại, nghiêng người một cái, trở tay chém ra một đao. Keng! Theo một tiếng vang lên, thanh kiếm kia biến mất không thấy gì nữa, nhưng rất nhanh, ở bốn phía nam tử kia xuất hiện kiếm quang rậm rạp chằng chịt. Kỳ thật chỉ có một đạo kiếm quang, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên xem như vô số. Suy suy suy! Trong kiếm vực, tùy âm thanh nứt vỡ không ngừng vang lên. Phá! Lúc này thanh niên hét lên phẫn nộ, một ánh đao kinh khủng bộc phát ra, mà những kiếm quang kia cũng ở thời khắc này tan thành mây khói. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên, sau một khắc, ý kiếm trong tay hắn điên cuồng đánh xuống. Một kiếm lại một kiếm. Phong ma kiếm pháp. Giờ khắc này, Dương Diệp lần nữa mở ra phương thức liều mạng. Ở trong kiếm vực, nếu như nam tử kia không thể phá kiếm vực của Dương Diệp, Dương Diệp tương đương với đứng ở thế bất bại. Bởi vì ở trong kiếm vực, ý thức của hắn có thể nói được cưỡng ép đề cao rất nhiều, phải biết ở trong kiếm vực, nhất cử nhất động của nam tử, Dương Diệp đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Kiếm vực là của Dương Diệp, không tính ngoại vật, bởi vậy Kỳ Bỉ Thiên không có cướp đoạt năng lực này của hắn. Nhưng chỉ cần không phải của hắn, toàn bộ đều bị Kỳ Bỉ Thiên thu sạch. Trên cầu, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, mỗi vang lên một tiếng nổ, thanh niên kia sẽ lùi lại tầm hơn 10 trượng. Cứ như vậy rằng có không biết bao lâu, thanh niên kia lần lượt tháo chạy, đã lui trọn vẹn mấy vạn trượng. Rốt cuộc, ở một đoạn thời khắc, Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn, xuất hiện một lão giả râu dài. Sau khi lão giả xuất hiện, kiếm vực của hắn trực tiếp biến mất. Không phải bị lực phá, mà là hắn thu đi. Lão giả trước mắt này, cũng không phải chủ cảnh. Sau lưng lão giả là thanh niên kia, mà giờ khắc này, thanh niên kia đã nằm trên đất, trên dưới toàn thân trải rộng vết kiếm, có thể nói, thiên đao vạn quả trong truyền thuyết cũng bất quá như vậy. Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt, phần bụng còn có một vết thương, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Này còn không phải trọng điểm là hiện tại trong người hắn không có một chút huyền khí. Không giống lúc trước, có hồng mông tháp, hồng mông tử khí liên tục không ngừng, hắn hiện tại, hồng mông tử khí dùng một chút sẽ ít đi một chút. Trước mặt Dương Diệp, lão giả kia nhìn thoáng qua hắn. Một người tới. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, lắc đầu. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Lúc này đây, người thắng. Nói xong, hắn quay người cầm theo thanh niên kia đi xa. Ta còn muốn đánh. Xa xa. Truyền đến thanh âm đứt quãng của thanh niên cầm đao. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Còn muốn đánh, lão tử đánh không chết ngươi. Nói xong, hắn nằm ở một bên, thở hổn hển. Ở bên cạnh hắn không xa, lơ lửng một thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ. Dương Diệp nằm trên mặt đất, không hề muốn nhúc nhích. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, có một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Thoải mái đầm đìa. Hắn ở thời khắc này cảm giác thoải mái đầm đìa, loại thoải mái đầm đìa này không giống trước kia, hắn từng có loại cảm giác này, nhưng đó là cực kỳ lâu trước kia rồi. GT269307. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được lần nữa. Chiến đấu. Hồi tưởng lúc trước, cho dù là ở cổ kiếm tông đối kháng hai siêu cấp cường giả của hồn giáo, hắn cũng không có loại cảm giác này, cảm giác khi ấy, thiếu thiếu đi một chút gì đó. Nhưng lần này... Hắn cảm giác mình chân chính thoải mái đầm đìa. Bởi vì lúc này đây, hắn không có dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, hơn nữa không có hồng mông tử khí bổ sung, hắn lần nữa thể nghiệm được cảm giác mệt mỏi, còn có cảm giác nguy cơ, tử vong. Lúc trước, khi giao thủ với người lúc, hắn có thể có sai lầm, bởi vì coi như bị thương cũng có hồng mông tử khí, hắn sẽ không sao cả. Chỉ cần không phải bị miểu sát, hồng mông tử khí có thể cứu hắn lại, nhưng lần này không giống. Hắn không thể có quá nhiều sai lầm, bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể để cho hắn toi mạng. Ví dụ như vết thương trước ngực hắn kia, nếu như vết thương này nhiều thêm một cái, hắn sẽ không đứng lên nổi. Hắn hiện tại, thời điểm giao thủ với địch nhân, cần càng cẩn thận hơn, cũng cần càng thêm chăm chú. Sai lầm làm đến nhỏ nhất. Còn có một điểm, một người ở lúc chính thức đối mặt cái chết,
tiềm lực và dũng khí của hắn sẽ ở trong khoảnh khắc đó đạt tới đỉnh phong. Giống với một số người, khi đói đến mức tận cùng, coi như ngươi cho hắn một miếng thịt người, hắn cũng không chút do dự nuốt vào. Dục vọng cầu sinh. Hắn ở lúc trước không có dục vọng cầu sinh, bởi vì hắn không có sợ hãi, trong mắt của hắn, phía sau có người, trong cơ thể có người, hắn cảm thấy vào thời điểm mấu chốt, những người này sẽ giúp hắn. Bởi vậy cho dù ở trong nguy hiểm, hắn cũng không có dục vọng cầu sinh, cũng không có cảm nhận được khí tức tử vong. Còn lần này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, mà ở lúc đối mặt cái chết, hắn có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Cho nên vào lúc cuối cùng, hắn thi triển ra phong ma kiếm pháp, kỳ thật lúc kia, hắn là đang liều mạng. Lúc kia, không phải đối phương chết, thì sẽ là hắn chết, chỉ xem ai không kiên trì nổi trước. Hắn kiên trì chịu đựng. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên vẫn còn đá bóng vào trong vách núi, mỗi lần bắn đến trên vách núi, quả banh kia lại sẽ bay trở về. Trước phòng trúc, Lôi Lâm đang ôm một đoàn lôi chi tinh hoa gặm ăn. Kỳ thật trong Hồng Mông Tháp, tăng lên kinh khủng nhất là Lôi Lâm. Nàng và Tiểu Bạch quan hệ tốt, cùng Nhị Nha quan hệ tốt, cùng Lôi Chỉ quan hệ tốt, còn quan hệ tốt với Kỳ Bỉ Thiên, ở trong Hồng Mông Tháp, nàng là tồn tại được sủng ái nhất rồi. Bởi vì ai cũng coi nàng là tiểu muội muội, loại nhỏ nhất kia. Ăn một hồi, Lôi Lâm nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu Kỳ tỷ, ta nhớ ca ca. Nàng mỗi ngày đều đọc một lần, muốn để cho Kỳ Bỉ Thiên thả Dương Diệp vào. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Lôi Lâm. Chờ hắn chân chính nhận thức mình, ta sẽ cho hắn vào. Vậy vạn nhất ca ca không làm được thì sao? Lôi Lâm Thúy Thanh nói. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Ngươi đoán đi. Lôi Lâm đong đưa cái đầu nhỏ. Không biết. Kỳ Bỉ Thiên cười nhẹ, không có nói cái gì. Làm không được, thì hắn sẽ chết ở chỗ này. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, trên cầu. Dương Diệp đã ngồi dậy, miệng vết thương trước ngực hắn cũng đang dần dần khôi phục. Tay phải hắn khẽ vẫy, ý kiếm về tới trước mặt, hắn nắm kiếm đứng lên, thân thể còn có chút mỏi mệt, hắn đã không có năng lực khôi phục biến thái như trước nữa rồi. Bởi vì hắn cần tiết kiệm dùng Hồng Mông tử khí. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiếp tục đi tới. Ở hai bên hông hắn, theo thứ tự là hai thanh ý kiếm. Không có kiếm hồ lô, nhưng không có nghĩa là hắn không thể ngự kiếm. Phi kiếm vẫn có thể dùng. Cây cầu này, không có phần cuối, ít nhất hắn không nhìn thấy phần cuối. Ước chừng sau nửa canh giờ, thần sắc của Dương Diệp đột nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cảm thấy một trận âm phong. Gió nổi lên. Dương Diệp nhìn lướt qua hai bên, vô biên thủy lại nổi lên từng cơn sóng gợn. Lạnh siêu siêu. Dương Diệp càng đề phòng, bước chân hắn cũng thả chậm lại. Ở chỗ này, hạng người gì cũng có, hắn không thể không cẩn thận, mà người có thể đến nơi đây, không có một cái nào đơn giản. Thanh niên đao tu trước kia, tuy thực lực bình thường, nhưng bên người đối phương đi theo một siêu cấp cường giả A. Mà hắn hiện tại, lẻ loi một mình. Hắn biết, nếu như hắn gặp nguy hiểm, Kỳ Bỉ Thiên tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp, hắn có thể cảm giác được, Kỳ Bỉ Thiên không nói giỡn với hắn. Nàng làm thật. Ở chỗ này, hắn thật chỉ có thể dựa vào mình. Dương Diệp tiếp tục đi tới, gió lạnh càng ngày càng mạnh, đến bây giờ, đã có chút rét thấu xương. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, nổi lơ lửng một thân nữ tử mặc váy đen. Nữ tử trôi lơ lửng ở một bên cầu, ngừng mắt nhìn vô biên thủy ở nơi xa. Dương Diệp nhìn không chớp mắt, tiếp tục đi tới. Bất quá thời điểm hắn đi qua bên cạnh nữ tử đột nhiên mở miệng. Ta nghe nói, ngươi từng nhảy xuống, nhưng ngươi lại nổi lên. Dương Diệp có chút đau đầu. Mục tiêu của đối phương quả nhiên là hắn. Chẳng lẽ mình không thể gặp được chút chuyện tốt sao? Dương Diệp dừng bước, hắn quay người nhìn về phía nữ nhân kia. Dung mạo của nữ tử cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng tuyệt đối không khó coi, xem như trung đẳng đi. Đương nhiên, hiện tại hắn không quan tâm những thứ này, hắn chỉ quan tâm thực lực của nữ nhân này. Nhưng hắn thất vọng rồi. Hắn căn bản thấy không rõ thực lực của đối phương. Như vậy chỉ có một kết quả, đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật. Đầu. Xuống qua. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Còn có thể xuống dưới một lần nữa không? Dương Diệp lắc đầu. Sợ là không thể rồi. Nữ tử nhìn Dương Diệp,
không nói gì, Dương Diệp cười khổ nói. Xác thực không thể xuống, hiện tại xuống, vãn bối sẽ tan xương nát thịt. Vậy sau này ngươi có thể xuống không? Nữ tử lại hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó nói. Ngươi muốn ta xuống dưới. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng chỉ vào vô biên thủy cách đó không xa. Ở phía dưới kia, có hai cỗ thi thể, ngươi có thể giúp ta mò lên không? Dương Diệp nói. Hiện tại sợ là không thể. Nữ tử nhìn Dương Diệp, không nói gì. Bất quá Dương Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được, gió lạnh bốn phía đột nhiên biến thành cuồng bạo. Nàng muốn động thủ. Dương Diệp vội vàng nói. Nhưng lúc sau có thể, ta cũng cần một chút thời gian. Gió lạnh chung quanh đột nhiên bình tĩnh lại. Nữ tử nhìn Dương Diệp không nói lời nào, chờ hắn nói tiếp. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đó là một loại bí pháp, một tháng mới có thể thi triển một lần, vừa rồi ta đã thi triển qua, phải sau một tháng mới có thể thi triển lần nữa, cho nên sau một tháng ta có thể đi xuống. Nữ tử im lặng không nói. Dương Diệp giang tay ra. Nếu tiền bối không tin, ta cũng không có biện pháp. Lúc này nữ tử đột nhiên bấm tay điểm một cái, một tia gió lạnh trực tiếp xông vào mi tâm Dương Diệp. Sợi gió lạnh kia tồn tại ở trong thức hải của Dương Diệp, Dương Diệp không có bất kỳ không khỏe, nhưng lại có thể cảm nhận được sợi gió lạnh kia. Nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Sau một tháng, đến đây tìm ta. Dương Diệp nhìn nữ tử thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Rời đi cực kỳ lâu, gió lạnh mới biến mất không thấy gì nữa. Trên cầu, Dương Diệp dựa vào lan can, hắn nhìn vô biên thủy phía dưới, rơi vào trầm tư. Kẻ yếu. Cái này là kẻ yếu, mới vừa rồi, nữ tử muốn hắn làm việc, hắn nhất định phải làm, bằng không thì phải chết. Cường giả tùy thời có thể áp đặt ý chí của mình cho kẻ yếu, mà kẻ yếu, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, một là phản kháng chính là chết, hai là lựa chọn tiếp nhận, mà tiếp nhận, cũng có thể chết. Nếu như là trước kia, hắn không để trong lòng chút nào, bởi vì trong tháp có một nữ hài kinh khủng. Chỉ cần tiểu cô nương kia vung tay, sợi gió lạnh trong thức hải của hắn sẽ tan biến. Nhưng bây giờ, không có nữ hài hỗ trợ. Hắn căn bản không làm gì được sợi gió lạnh kia, trái lại hắn tin tưởng, đối phương tùy thời có thể thúc giục sợi gió lạnh kia lấy mạng của hắn. Dương Diệp tự giễu cười cười, nguyên lai không có chỗ dựa, không có hậu trường, mình thật là kẻ yếu. Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn hư không hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay mình, chuôi kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp quay người đi trở về. Rời đi một hồi, hắn về tới trước mặt của nữ nhân lúc trước. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nhẹ. Vừa rồi ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy thái độ của ngươi không tốt, cho nên ta quyết định, ta không muốn giúp ngươi. Lời vừa nói ra, Dương Diệp cảm giác tảng đá ngăn chặn trong lòng mình kia trong chốc lát biến mất. Nhẹ nhõm từ trên xuống dưới. Trong tay hắn. Ý kiếm rung động kịch liệt. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, khi nhìn thấy hắn không nói đùa, nữ tử xuất thủ. Dương Diệp còn chưa thấy rõ nữ tử xuất thủ thế nào, cả người hắn đã bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngàn trượng. Dương Diệp rơi xuống đất, thân thể của hắn rung động kịch liệt, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhưng Dương Diệp nở nụ cười. Dáng tươi cười có chút tái nhợt. Ha ha! Dương Diệp cười lên. Trong miệng phun ra mấy ngụm máu, hắn lần nữa đi trở về trước mặt cô gái kia, nữ tử nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nhưng gió lạnh chung quanh càng ngày càng cuồng bạo, nước sông đã bắt đầu chấn động lên. Dương Diệp lại đi về phía trước, hắn nhìn thẳng nữ tử. Nếu như ngươi hảo hảo nói với ta, có lẽ ta sẽ giúp ngươi, nếu như ta nguyện ý giúp ngươi, đó là tình cảm, mà ta không giúp ngươi, đó là vốn nên vậy, bởi vì ta không có nghĩa vụ giúp ngươi. Còn nữa, Dương Diệp ta đời này, tuyệt không bị người uy hiếp, ta, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nói xong, kiếm ý vô cùng vô tận giống như thủy triều cuồn cuộn quét ra. Kiếm ý cường đại chấn động về bốn phía, vô biên thủy ở chung quanh bắt đầu rung động, thời gian dần trôi qua, những vô biên thủy kia nổi lên từng trận gợn sóng. Chiến ý ngập trời. Chiến ý. Giờ khắc này, chiến ý của Dương Diệp không che giấu chút nào triển lộ ra.
dù cho cô gái trước mắt thực lực cao hơn hẳn gấp mấy lần, nhưng hắn vẫn muốn chiến. Nhiệt huyết ngốc nghếch sao? Cũng có thể nói như vậy. Giờ phút này hắn đã nghĩ kỹ tất cả hậu quả, mà bất kể là hậu quả gì, hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhiều khi, khuất nhục sống sót, còn không bằng chết thoải mái. Bởi vì khuất nhục sống sót, tâm cả đời bị trận. Quá oan uổng rồi, giống như lúc này, nữ tử muốn hắn hỗ trợ, nhưng thái độ của đối phương là, người yếu, người nên giúp ta, người không giúp ta, người phải chết. Lờ đều là người, dựa vào cái gì người cao cao tại thượng. Thực lực mạnh, coi như thực lực của ngươi mạnh, vậy thì như thế nào? Lã cô tử có quyền không chấp nhận. Giờ khắc này, hắn thật không nhớ Thiên Tú, cũng không có nghĩ đến Kỳ Bỉ Thiên, hắn chỉ nghĩ đến mình. Dương Diệp hắn, quyết không khuất nhục sống sót. Đã có tâm quyết tử, hắn tự nhiên không còn sợ hãi, bởi vì kết quả lại xấu, cũng chính là chết mà thôi. Kiếm ý vô cùng vô tận, nhưng cái này không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là huyết dịch của cả người hắn ở thời khắc này đột nhiên sôi trào lên. Huyết mạch của hắn là phong ma huyết mạch, mà tinh túy của phong ma huyết mạch là cái gì? Phong ma. Bổn ý là hung hãn không sợ chết, hoặc có lẽ là muốn chết. Muốn chết, rất điên cuồng. Trong lúc bất chi bất giác, kiếm ý của Dương Diệp đã lặng yên cải biến, những kiếm ý tản mát ra kia lặng yên tụ lại ở bên người hắn. Mặc dù những kiếm ý này không có đột phá, nhưng đã hoàn toàn khác biệt lúc trước. Lúc trước kiếm ý của hắn hơi có chút không khí trầm lặng, nhưng bây giờ, những kiếm ý này phong mang tất lộ, muốn đâm phá Lăng Tiêu. Phong cách đã hoàn toàn khác biệt. Mà khí tức quanh người Dương Diệp cũng ở thời khắc này lớn mạnh, bởi vì dòng máu dưới da hắn đã lột xác. Cũng không có chính thức nghịch chuyển huyết mạch, nhưng không hề nghi ngờ, huyết mạch này đã khôi phục được tướng mạo sẵn có. Phong ma huyết mạch chân chính. Phong ma huyết mạch cường đại kích thích Dương Diệp, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, dưới sự trợ giúp của phong ma huyết mạch, hắn trực tiếp đột phá ngũ giới, đi tới chủ cảnh. Khi đạt tới chủ cảnh, máu của hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mà trước mặt Dương Diệp, nữ tử kia cứ như vậy nhìn xem, không nói gì, cũng không có động thủ. Thời điểm Dương Diệp đạt tới chủ cảnh, nữ tử mở miệng. Đây là chỗ dựa của ngươi. Chỗ dựa? Dương Diệp lắc đầu cười cười. Ta không có chỗ dựa gì. Nói xong, hắn đưa tay nắm một cái, một thanh ý kiếm lặng yên ngưng hiện, giờ phút này, ý kiếm hoàn toàn khác biệt lúc trước, thuộc tính bất đồng. Hiện tại thuộc tính kiếm ý của hắn, là chủ công. Dương Diệp nhìn nữ tử. Hỗ trợ, có thể, phải nói đàng hoàng, nhưng nếu như ngươi uy hiếp, xin lỗi. Nữ tử nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ta chính là uy hiếp. Nói xong, nàng đột nhiên xuất thủ. Tay nàng cứ như vậy chộp tới Dương Diệp, một chảo này, không gian bốn phía Dương Diệp trong nháy mắt ngưng kết lại, mà Dương Diệp ở trong đó thì không cách nào nhúc nhích, tay của cô gái không có dấu hiệu nào nắm cổ họng của Dương Diệp. Nữ tử cứ như vậy nhấc Dương Diệp lên. Chủ cảnh. Dù Dương Diệp đạt đến chủ cảnh, nhưng hắn cùng với nữ tử vẫn chênh lệch rất lớn. Bất quá Dương Diệp không có bó tay chờ bị bắt. Xuy 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 xuy. Vô số ý kiếm đột nhiên từ bắn ra, bởi vì hai người cách rất gần, nên ý kiếm đều chém vào trên người nữ tử. Nhưng nữ tử kia lông tóc không hư hại. Những kiếm kia chạm ở trên người nữ tử, chẳng biết tại sao, vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Còn có chiêu gì nữa không? Lúc này một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Theo kiếm vực xuất hiện, Dương Diệp có thể động, thoáng qua, vô số kiếm ý hóa thành đạo đạo kiếm quang bao phủ nàng kia. Xuy xuy xuy, từng âm thanh thiết cắt không ngừng vang lên. Những ý kiếm kia chém ở quanh người nàng kia, lúc này đây, nàng kia không có coi thường những ý kiếm này nữa. Bởi vì ở trong kiếm vực, những ý kiếm này đã hoàn toàn khác biệt lúc trước, trừ lần đó ra, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong cơ thể Dương Diệp chấn động ra. Cỗ kiếm ý này trực tiếp làm cho nữ tử và Dương Diệp tách ra, còn cô gái kia thì bị kiếm ý và ý kiếm song trọng công kích, cũng chỉ lui không đến 10 trượng. Không chỉ như thế, nàng còn lông tóc không hư hại. Thực lực của hai người, căn bản không phải một cấp bậc. Nữ tử nhìn lướt qua bốn phía. Vực. Vừa nói, nàng nhìn về phía Dương Diệp, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Xuy. Trong tràng, âm phong đột nhiên ngưng hiện. Những gió lạnh này xuất hiện ở trong kiếm vực, Dương Diệp lập tức cảm giác lạnh như băng,
cái kia không phải gió, mà là đao. Thiết cắt. Những gió lạnh này không ngừng cắt kiếm vực của Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, vội vàng thúc giục kiếm ý của mình, trong chốc lát, từng chuôi ý kiếm hóa thành đạo đạo kiếm quang tung bay. Từ bên ngoài xem, thời khắc này trên cầu, trải rộng gió lạnh và kiếm quang. Từ tình cảnh đến xem, những gió lạnh kia, ổn áp, kiếm, quang của Dương Diệp. Có thể nói, nếu như không phải dựa vào kiếm vực, những kiếm quang kia của hắn ở trước mặt gió lạnh, sợ là căn bản không đủ nhìn. Mà cho dù có kiếm vực gia trì, những kiếm quang kia cũng khó mà đối kháng gió lạnh. Trong kiếm vực, kiếm quang càng ngày càng ít, không chỉ kiếm quang, ngay cả kiếm ý của hắn ở thời khắc này cũng trở nên ít. Toàn bộ bị những gió lạnh kia ăn mòn. Trong kiếm vực, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn cầm ý kiếm biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt cô gái kia. Có kiếm vực gia trì, tốc độ của hắn đã không thể dùng nhanh để hình dung. Nhưng dù nhanh đến như vậy, vẫn bị nàng kia lấy tay dễ dàng cản lại. Kiếm của Dương Diệp nằm trong lòng bàn tay của nữ nhân, không quản hắn dùng lực như thế nào, dùng sức như thế nào, như trước không cách nào tiến nửa tấc, tay phải nữ tử nhẹ nhàng chấn động. Ầm. Dương Diệp lập tức bị chấn đến ngoài trăm trượng. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Kẻ yếu, nên có giác ngộ của người yếu. Dương Diệp khẽ cười nói. Ngươi nói không sai, bất quá kẻ yếu còn có thể lựa chọn phản kháng. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Một đạo kiếm quang lóe lên. Hai ngón của cô gái kia nhẹ nhàng kẹp lấy, trực tiếp kẹp kiếm quang của Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là kẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Không động mảy may, mà kiếm ý quanh người Dương Diệp căn bản không có cách tới gần nàng kia. Hai ngón tay của nữ tử có chút dùng sức. Xuy. Ý kiếm của Dương Diệp trực tiếp nổ bể ra, thoáng qua, trước ngực Dương Diệp như gặp phải trọng kích, cả người bay ra ngoài. Tay phải nữ tử vung lên, một trận âm phong cuồn cuộn quét ra. Xuy 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 xuy. Trên cầu, từng âm thanh thiết cắt vang lên, ngay sau đó, quanh người Dương Diệp tựa như bị thiên đao vạn quả, máu tươi văng khắp nơi. Ầm. Dương Diệp rơi xuống đất, chỗ hắn rơi lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Vừa rơi xuống đất, nàng kia bấm tay điểm một cái, một đám gió lạnh trực tiếp chém vào bụng Dương Diệp. Ầm. Cả người Dương Diệp trà sát đất mặt bay ra ngoài trăm trượng. Mà trên mặt đất, toàn bộ đều là máu. Sau một khắc, nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng mắt nhìn xuống hắn. Cốt khí. Nàng khẽ lắc đầu. Có thực lực, mới có thể có cốt khí, không có thực lực, phải kinh sợ, phải khuất nhục, hiểu chưa? Ta cho ngươi một cơ hội sống, đứng lên quỳ ở trước mặt ta, quỳ đến ta hài lòng mới thôi. Ngay lúc này, Dương Diệp nguyên bản nằm trên mặt đất đột nhiên bắn lên, sau một khắc, vô số đạo kiếm quang lập tức bao phủ nàng kia. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, những kiếm quang kia của Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa, thoáng qua, cả người Dương Diệp cong lại lần nữa té bay ra ngoài. Tại chỗ, sắc mặt nữ tử lạnh như băng, không chứa một chút tình cảm, trên gò má nàng có một vết kiếm. Kiếm của Dương Diệp cũng không có yếu như vậy. Xa xa, Dương Diệp từ trên đất bò lên. Giờ phút này toàn thân hắn đang chảy máu, kiếm ý nhưng quanh người hắn cực kỳ ngưng thực. Mặc kệ nàng kia ra tay bao nhiêu lần, kiếm ý bị đánh tan bao nhiêu lần, những kiếm ý cuối cùng vẫn ngưng tụ. Chỉ cần Dương Diệp bất tử, những kiếm ý kia sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Sau khi Dương Diệp bò dậy, hắn lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, mà lúc này, nàng kia đã biến mất tại chỗ, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm mãnh liệt bổ một phát. 13 đạo kiếm vực điệp ra. Khi một kiếm cuối cùng rơi xuống. Ầm. Vô biên thủy trực tiếp vén lên. Thần sắc của nữ tử không thay đổi, một cỗ gió lạnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, kiếm của Dương Diệp rơi vào trên đó. Rầm rầm rầm. Khi một kiếm cuối cùng rơi xuống, gió lạnh vẫn không có tản đi. Mà lúc này, tay phải nữ tử đột nhiên thò ra. Một chưởng rơi vào bụng của Dương Diệp. Ầm. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài nghìn trượng, mới vừa rơi xuống, toàn thân hắn rạn nứt giống như mạng nhện. Quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Kỳ thật, khi đạt tới chủ cảnh, nếu như cho hắn kiếm sát, cho hắn những thần khí kia, hắn vẫn có sức liều mạng, nhưng bây giờ hắn trần truồng,
loại tình huống này, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Giữa bọn họ chênh lệch cảnh giới, cũng không phải lớn bình thường. Nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp đã hấp hối trên mặt đất nói. Tuổi còn nhỏ, có kiếm vực, kiếm ý ngưng thực, huyết mạch càng thuần túy đến cực điểm, chiến lực còn mạnh mẽ hơn chủ cảnh đỉnh phong một ít. Lại chết như vậy, há không đáng tiếc. Vừa nói, nàng cúi người nhìn Dương Diệp đã ý thức mơ hồ. Chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, ta liền tha ngươi một mạng, như thế nào? Một câu cầu xin tha thứ mà thôi. Không có để ngươi dập đầu cầu xin tha thứ là tốt lắm rồi. Vừa rồi Dương Diệp đối mặt nàng, có bao nhiêu cốt khí, hiện tại nàng muốn hết thảy trà đạp đi. Trên mặt đất, tay phải Dương Diệp run rẩy, đột nhiên hắn mở miệng. Tiểu kỳ, chiếu cố tốt đám người tiểu bạch. Trong nháy mắt, kiếm ý quanh người Dương Diệp ở thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt kiếm ý. Thiêu đốt kiếm ý. Đây là một chiêu ở cực kỳ lâu trước kia Dương Diệp học được, chiêu này, hắn cơ bản không dùng, bởi vì đây là một chiêu thương địch 800, tự tổn 1000. Mà sở dĩ hắn thật lâu không dùng qua, còn có một nguyên nhân khác, là vì hắn cực kỳ lâu chưa từng liều mạng như vậy. Trước kia hắn không có sợ hãi. Mà bây giờ, hắn không có chỗ dựa gì rồi. Hắn không liều mạng, vậy thì phải mất mạng. Đương nhiên, dù cho dốc sức liều mạng, cũng không có hy vọng sống. Nhưng hẳn vẫn lựa chọn dốc sức liều mạng. Liều mạng, thiêu đốt kiếm ý, giờ khắc này, hắn lợi dụng thiêu đốt kiếm ý, thúc giục tiềm năng lớn nhất của mình, ở thời khắc này, các phương diện của hắn đều đạt đến đỉnh phong. Nhưng để cho Dương Ngô Diệp có chút không hiểu là, lần này thiêu đốt kiếm ý, có chút bất đồng lần trước. Về phần bất đồng ở nơi nào, hắn thật sự là không có thời gian suy nghĩ. Đang thiêu đốt kiếm ý, quanh người Dương Diệp tự thành kiếm vực. Vô số kiếm ý và kiếm khí ngưng hiện, vô cùng vô tận. Phương thốn kiếm vực. Chiêu này là đại chiêu của hắn, vừa rồi cơ không dùng, là vì thời cơ không đúng. Mà bây giờ, nữ tử ở trước mặt hắn, đối phương đã nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể nói, đây là thời khắc nữ tử thoải mái nhất, không có phòng bị nhất. Quả thật không sai, thời điểm phương thốn kiếm vực hình thành, sắc mặt nữ tử thay đổi. Đây là lần thứ nhất nàng biến sắc, bởi vì đây là lần thứ nhất nàng ở trên người đối phương cảm nhận được nguy hiểm. Suy 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 suy. Trong phương thốn kiếm vực, xé rách hết thảy. Trong nháy mắt, nữ tử thả ra những gió lạnh kia lập tức bị xé tan thành phấn, cùng lúc đó, cả người nữ tử bị vô số kiếm khí cùng kiếm ý thiết cắt. Thiếu chút nữa thịt nát xương tan. Nhưng thời điểm thân thể nữ tử muốn triệt để nát bấy, nàng đã lui ra ngoài trăm trượng, không chỉ như thế. Một cỗ âm phong bao phủ, gió lạnh nhanh chói chặt thân thể nữ nhân, không để cho nó rách nát. Giờ khắc này, thần sắc của nữ tử vô cùng khó coi. Khó coi tới cực điểm. Lật thuyền trong mương. Nếu như lúc trước nàng đề phòng, hơi chút chú ý, nàng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Đáng tiếc là, như Dương Diệp suy nghĩ, mới vừa rồi nàng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, phải nói, cho tới bây giờ nàng không để Dương Diệp ở trong lòng. Nhưng nàng thật không ngờ, Dương Diệp còn có một đại chiêu chưa dùng. Nữ tử không có ra tay, bởi vì nàng bây giờ, cần phải bảo đảm thân thể mình khôi phục. Ở địa phương này, người và sự tình nàng cần phải chú ý, rất nhiều. Về phần Dương Diệp, sau khi thi triển ra phương thốn kiếm vực, Dương Diệp nằm ở cách đó không xa, khẽ động cũng không cách nào di động, vừa rồi một kích kia, thật là một kích cuối cùng của hắn. Một kích cuối cùng hết toàn lực. Bây giờ Dương Diệp, chân chính cực kỳ mệt mỏi. Ngay lúc này, một lão giả xuất hiện, lão giả này Dương Diệp nhận thức, lúc trước hắn và thanh niên đao tu giao thủ, thời khắc mấu chốt, chính là lão giả này ra tay ngăn trở hắn, sau đó mang thanh niên đao tu kia đi. Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử cách đó không xa. Âm phu nhân, người chính là phu nhân đứng đầu âm giới, cũng coi như một phương cự phách, đối đãi một thiếu niên bất quá chủ cảnh như vậy, không thấy có chút mất mặt sao? Xa xa, âm phu nhân cười lạnh. Thế nào, lúc nào mà đào tông ngươi cũng thích xen vào việc của người khác. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Trước kia kẻ này và tiểu đồ giao thủ, hai bọn họ công bình đối chiến, nhưng lão phu ra tay ngăn trở, việc này là lão phu làm không đúng, cho nên bây giờ, lão phu muốn cứu hắn một mạng, xem như bồi thường hắn. Âm phu nhân chỉ Dương Diệp. Người này, ta ắt phải chết. Lão giả nói, tùy ngươi,
lão phu chỉ cứu hắn lần này. Nói xong, hắn nhấc Dương Diệp lên, quay người rời đi. Âm phu nhân cũng không ra tay, bởi vì giờ khắc này thân thể nàng còn chưa chữa trị hoàn toàn, thời điểm này ra tay, là cực kỳ không sáng suốt. Đương nhiên, nếu như nàng hoàn hảo, lão giả kia cũng không nhất định sẽ xuất thủ. Cứ như vậy, lão giả mang theo Dương Diệp biến mất ở trong tầm mắt của âm phu nhân. Tại chỗ, âm phu nhân lạnh lùng nhìn phía xa. Con sâu cái kiến chết tiệt. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên quay đầu, ở bên phải nàng không xa, đứng một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đứng ở trên cầu, ở trên chân nàng, một quả cầu bằng mây không ngừng tung bay. Chứng kiến nữ hài này, thần sắc của âm phu nhân lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì từ đầu đến cuối, nàng không có phát hiện tiểu cô nương này là lúc nào xuất hiện, hơn nữa cho dù hiện tại, nàng cũng không cảm giác được nữ hài tồn tại. Thật quỷ dị. Tiểu nữ hài này tự nhiên chính là Kỳ Bỉ Thiên. Âm phu nhân gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Các hạ là ai? Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua âm phu nhân. Nhanh khôi phục thân thể, như vậy giết ngươi, ta sẽ cảm thấy không có ý gì. Nói xong nàng tiếp tục đá bóng. Nghe được lời của Kỳ Bỉ Thiên, âm phu nhân cười lạnh. Giết ta, khẩu khí của các hạ thật lớn. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục đá bóng. Ta có một nghi vấn, lại nói, khi dễ kẻ yếu, có thể để cho ngươi được khoái cảm sao? Âm phu nhân nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, cười nói. Đã minh bạch, ngươi là trưởng bối của con kiến hôi vừa rồi kia. Trưởng bối? Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ. Ta là trưởng bối của hắn. Âm phu nhân khẽ cười nói. Thế nào, thay hắn ra mặt. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ta không nghĩ tới xuất thủ, cho dù vừa rồi lúc ngươi muốn giết chết hắn, ta cũng không nghĩ tới phải ra tay. Hắn là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào của mình. Nếu như vừa rồi ngươi thật giết hắn, ta sẽ rời đi nơi này, cũng sẽ không báo thù cho hắn. Báo thù cho hắn, đó là sự tình của người khác làm. Âm phu nhân châm chọc nói. Vậy bây giờ ngươi ra làm gì? Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng cười cười. Bởi vì ước định của ta và hắn, coi như hắn lại nguy hiểm, ta cũng sẽ không xuất thủ cứu hắn. Hắn hiện tại, tạm thời an toàn, ta ra tay, cũng không trái với ước định, vì không phải ta cứu hắn. Đương nhiên, sở dĩ ta đi ra, chủ yếu là nhìn ngươi khó chịu, lý do này được chưa? Nhìn ta khó chịu. Âm phu nhân cười phá lên. Cười chỉ chốc lát, nàng nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Nói thật, vạn giới thêm vĩnh hằng vũ trụ, nhìn âm phu nhân ta khó chịu xác thực không ít, mà ngươi, tính toán cái gì? Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua âm phu nhân, sau một khắc, nàng vung ra một trường. Ba, theo một tiếng tát tai vang lên, âm phu nhân đột nhiên bay ra ngoài nghìn trượng. Giờ khắc này, âm phu nhân mộng bức. Ngoài nghìn trượng, khuôn mặt âm phu nhân khó có thể tin. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nữ hải kia vẫn ở bên phải nàng. Giờ phút này, trong mắt âm phu nhân đã tràn đầy kiêng kỵ. Mà lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại vung ra một trường, mà giờ khắc này, âm phu nhân sớm có phòng bị, vô số gió lạnh đột nhiên tụ lại, quay chung quanh nàng, nhưng theo Kỳ Bỉ Thiên vung ra một trường, những gió lạnh kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thoáng qua, trên mặt âm phu nhân lại nhiều hơn một dấu tay. Ba, tiếng tát tai thanh thúy lại vang dội. Mà âm phu nhân thì trực tiếp nằm trên mặt đất, không chỉ như thế, toàn bộ thân thể còn run lên. Giờ khắc này âm phu nhân chân chính mộng bức. Không hề có lực hoàn thủ. Nàng phát hiện mình không hề có lực hoàn thủ. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Thần sắc của âm phu nhân lập tức dữ tợn, sau một khắc, vô số gió lạnh như đao phong kích bắn về phía nữ hải kia. Nếu như vừa rồi nàng đối đãi Dương Diệp như vậy, Dương Diệp đã sớm chết một vạn lần. Nhưng bây giờ, nàng đối mặt là Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu nữ hài so với trời còn cao hơn một chút. Tay phải của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng vung lên. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng, những gió lạnh kia ở thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong mắt âm phu nhân đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vô cùng hoảng sợ. Thực lực của tiểu cô nương trước mắt này, đã cường đại đến vượt ra khỏi nàng nhận thức. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua bốn phía. Chỗ này không tệ, có thể chịu được thân thể của ta, bất quá chịu không được bao lâu, cho nên ta phải lập tức trở lại. Nói xong nàng nhìn về phía âm phu nhân. Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta, khi dễ kẻ yếu có thể làm cho ngươi thoải mái sao? Âm phu nhân gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi,
ngươi đến tột cùng là người nào? Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Ngươi đoán thử coi. Âm phu nhân làm sao đoán ra? Nàng đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Kỳ Bỉ Thiên. Muốn chém giết muốn dóc thịt, cứ tự nhiên. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên lại vung tay lên. Ba. Theo một tiếng cái tát vang lên, âm phu nhân té xuống đất. Âm phu nhân ngẩng đầu căm tức nhìn Kỳ Bỉ Thiên, gầm thét. Vì sao phải nhục ta như vậy? Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Nếu như vừa rồi ngươi giết chết hắn, ta sẽ không đi ra, nhưng ngươi không làm như vậy, mà là đang nhục nhã hắn. Hiện tại tư vị bị người nhục nhã, ngươi cảm thấy có dễ chịu hay không? Sắc mặt của âm phu nhân ở thời khắc này vô cùng khó coi. Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt âm phu nhân, nàng cúi đầu nhìn âm phu nhân, cười nói. Hành vi của ngươi, để cho ta nhìn ngươi rất khó chịu, cho nên ta muốn nhục nhã ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Âm phu nhân nhìn Kỳ Bỉ Thiên, sát ý trong mắt vẫn còn như thực chất. Nàng sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bị người đối đãi như vậy qua. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua cuối cầu. Ta có thể nhìn hắn chết, có thể ngăn cản bất luận kẻ nào cứu hắn, thậm chí có thể tự mình ra tay giết hắn, bởi vì ta không muốn Nhị Nha và Tiểu Bạch đi theo một người uất ức. Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn về phía âm phu nhân. Nhưng trước khi hắn không có để cho ta thất vọng, ta sẽ không để cho người nhục nhã hắn, đặc biệt là loại người ỷ lớn hiếp nhỏ như ngươi nhục nhã. Vừa vặn, mới vừa rồi hắn không có để cho ta thất vọng. Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là khuất nhục sống sót, loại sống sót này, ta tình nguyện hắn đi chết. Nói xong, chân nhỏ của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng đá một cái, tựa như đá bóng. Xuy. Đầu của âm phu nhân bị đá bay ra ngoài. Cái đầu kia bay ra thật xa thật xa. Ai? Lúc này một tiếng thở dài vang lên. Các hạ, ngài làm hư quy củ rồi. Kỳ Bỉ Thiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Chớ trang bức, cút xa một chút cho ta. Nói xong, Kỳ Bỉ Thiên đá bóng đi về phía. Ha ha! Chỉ chốc lát, nàng biến mất ở cuối chân trời. Không trung, không có bất cứ động tĩnh gì. Mà ở một chỗ rất xa, chỗ này tên là âm giới. Ra! Trong tháp cao, một trung niên mặc trường bào màu tử kim đột nhiên mở hai mắt. Thời gian dần trôi qua, hai mắt nam tử băng lạnh xuống, trong mắt không che giấu sát ý. Chút nào! Không quản ngươi là người phương nào, bổn tôn tất sát ngươi. Nói xong, nam tử biến mất không thấy gì. Nữa! Trên cầu, sau khi Kỳ Bỉ Thiên rời đi, giống như nghĩ đến cái gì? Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vô Biên Thủy, lúc trước âm phu nhân bảo Dương Diệp đi xuống một chuyến, nàng còn nhớ rõ, nơi đó có cái gì. Hai tay Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng tách ra, Vô Biên Thủy ở nơi đó bay thẳng đến hai bên. Vô Biên Thủy vốn tĩnh mịch tựa như tường thành vén lên, trở lại một con đường. Rất nhanh, Kỳ Bỉ Thiên thấy được một cái dương màu vàng. Tay phải nàng khẽ vẫy, dương vàng trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Kỳ Bỉ Thiên quan sát một chút, nàng cũng không có mở ra, mà trực tiếp mang đi. Bởi vì cái cầu này đã rung động kịch liệt rồi. Nếu như nàng chờ lâu một lát, thế giới này sẽ sụp đổ. Sau khi Kỳ Bỉ Thiên biến mất, một lão giả xuất hiện ở trên cầu, lão giả này mặc ma bào, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Sợ mất mật. Từ khi nàng kia xuất hiện hắn đã biết, phải nói hắn một mực đang bảo vệ cây cầu kia. Bởi vậy mới vừa rồi nơi đây phát sinh chiến tranh, hắn trước tiên cảm nhận được. Mà khi nhìn thấy âm phu nhân bị tru sát, tim của hắn lạnh run. Hắn cùng với âm phu nhân, cũng không quá đáng chia 5 năm mà thôi. Mà mới vừa rồi, âm phu nhân ngay cả sức đánh trả cũng không có. Nhìn thi thể của âm phu nhân cách đó không xa, lão giả ma bảo thật lâu không lên tiếng. Bên kia, lão giả ma đao tông ngừng lại, hắn thả Dương Diệp ở trước mặt. Ở một bên khác, là thanh niên đao tu kia. Sư tôn. Thanh niên đao tu nhìn về phía lão giả. Lão giả nhìn về phía thanh niên đao tu. Một màn trước kia ngươi thấy được không? Thanh niên đao tu gật đầu. Rất nhanh, Kỳ Bỉ Thiên thấy được một cái dương màu vàng. Tay phải nàng khẽ vẫy, dương vàng trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Kỳ Bỉ Thiên quan sát một chút, nàng cũng không có mở ra, mà trực tiếp mang đi. Bởi vì cái cầu này đã rung động kịch liệt rồi. Nếu như nàng chờ lâu một lát, thế giới này sẽ sụp đổ. Sau khi Kỳ Bỉ Thiên biến mất, một lão giả xuất hiện ở trên cầu, lão giả này mặc ma bào,
giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Sợ mất mật. Từ khi nàng kia xuất hiện hắn đã biết, phải nói hắn một mực đang bảo vệ cây cầu kia, bởi vậy mới vừa rồi nơi đây phát sinh chiến tranh, hắn trước tiên cảm nhận được. Mà khi nhìn thấy âm phu nhân bị tru sát, tim của hắn lạnh run. Hắn cùng với âm phu nhân, cũng không quá đáng chia 5 năm mà thôi. Mà mới vừa rồi, âm phu nhân ngay cả sức đánh trả cũng không có. Nhìn thi thể của âm phu nhân cách đó không xa, lão giả ma bảo thật lâu không lên tiếng. Bên kia, lão giả ma đao tông ngừng lại, hắn thả Dương Diệp ở trước mặt. Ở một bên khác, là thanh niên đao tu kia. Sư tôn, thanh niên đao tu trầm giọng nói. Đệ tử cảm thấy tuy hắn rất có tâm huyết, rất có cốt khí, nhưng hắn là đang tìm chết, hắn và vị kia thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Lão giả hỏi. Thanh niên đao tu trầm mặc. Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài. Thiên Diệp, ngươi nói không sai, loại thời điểm đó, hắn liều mạng như thế, kỳ thật là tự tìm cái chết. Nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được, hắn đúng là hơi quá tâm huyết. Nghe vậy, Thiên Diệp thở dài một hơi, tâm cảnh cũng ở thời khắc này bình tĩnh lại. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp nằm dưới đất, kỳ thật hắn còn có một lời chưa nói hết. Tâm huyết? Không, hắn nhìn thấy không phải tâm huyết, mà là đồ vật càng sâu. Bất khuất. Thiếu niên này, bất khuất khi đối mặt cường giả, bất khuất khi đối mặt bất công, bất khuất khi đối mặt cái chết. Xương cốt của thiếu niên này cứng rắn, kiếm của hắn càng cứng rắn. Người thà chết chứ không chịu khuất phục, nói thật, hắn rất nhiều năm chưa gặp được rồi. Thà chết chứ không chịu khuất phục cũng không phải không sợ chết, người không sợ chết, hắn nhìn thấy qua rất nhiều, ví dụ như đệ tử của mình, hắn đồng dạng cũng không sợ chết. Nhưng vào rất nhiều thời điểm, bọn hắn sẽ cân nhắc, ví dụ như vừa rồi, đổi lại là đệ tử của mình, hắn sẽ thỏa hiệp, bởi vì trong mắt của hắn, đối mặt loại cường giả kia, phản kháng là không sáng suốt. Kỳ thật đổi lại hắn, cũng cảm thấy loại phản kháng này thật sự không sáng suốt. Nhưng thiếu niên trước mắt bất khuất đến cùng, cho dù là trước khi chết, cũng chưa từng chịu thua. Đây là điểm để cho hắn bội phục, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể xuất thủ cứu giúp. Một là thưởng thức, hai là kết một thiện duyên. Còn nữa, hắn nhìn âm phu nhân cũng khó chịu đến cực điểm. Một vị siêu cấp cường giả, ức hiếp một thiếu niên chủ cảnh như vậy, thật sự là có chút mất mặt. Ngay lúc này, Dương Diệp nằm trên mặt đất hai tay run rẩy, rất nhanh. Hắn chậm rãi mở mắt. Nhìn hư không rất lâu, đột nhiên Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Còn chưa có chết à? Lão giả cười nói. Có phải rất vui vẻ hay không? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lão giả lắc đầu. Tiện tay mà thôi. Dương Diệp không có nói gì, nhân tình này, hắn nhớ kỹ là tốt rồi. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Hồng mông tử khí điên cuồng chữa trị thân thể, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị một chút, thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục. Mà giờ khắc này, hắn kinh hãi phát hiện, kiếm ý của mình vậy mà vẫn tồn tại. Lúc trước hắn nhớ rõ, hắn thiêu đốt kiếm ý, nếu như dựa theo trước kia, thiêu đốt kiếm ý, kỳ thật là tương đương với tự hủy kiếm ý kích phát tiềm năng của mình, kiếm ý sẽ biến mất, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm ý vẫn tồn tại, không chỉ còn tồn tại. Hơn nữa còn giống như không quá giống lúc trước. Không chỉ kiếm ý, hắn phát hiện toàn thân mình đều có chút không giống. Về phần ở đâu không giống, hắn không nói lên được. Bất quá giờ phút này, hắn không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn bị thương thật sự quá nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, thương thế của hắn đã khôi phục 4-5 thành. Hắn hiện tại, đã không có hồng mông tử khí liên tục không ngừng, bởi vậy thời điểm chữa thương. Hắn cũng chỉ có thể tiết kiệm một chút. Dương Diệp đứng lên, lão giả nhìn Dương Diệp nói. Cảm giác như thế nào? Dương Diệp cười khổ nói. Tốt khoảng 4-5 thành. Lão giả nhẹ gật đầu. Đã rất không được rồi, tổn thương kia của ngươi, nói thật, lão phu cũng cảm thấy ngươi phải chơi xong. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Nếu không phải hồng mông tử khí, hắn thật sự chơi xong. May mắn hồng mông tử khí trong cơ thể hắn là tự mình tu luyện ra được, không phải là trong hồng mông tháp, bằng không sợ là sẽ bị tiểu kỳ tịch thu. Hiện tại dùng ít chút a. Lão giả quan sát Dương Diệp một chút. Tiểu tử, ngươi không phải một người đến đây chứ?
Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không phải. Lão giả nói. Mới vừa rồi trưởng bối của ngươi không có xuất thủ cứu ngươi. Dương Diệp cười khổ nói. Tiền bối nói đùa, chúng ta đi ra rèn luyện chính là bản thân, nếu như trưởng bối trong nhà ra tay giúp đỡ, như vậy rèn luyện còn có hiệu quả gì chứ? Bởi vì có trưởng bối ra tay, chúng ta sẽ không sợ hãi, loại tình huống này, chúng ta có thể phát triển cái gì? Nghe được lời của Dương Diệp, lão giả nhìn hắn thật sâu, sau đó nói. Trưởng bối của ngươi thật khủng khiếp. Nuôi thả. Cái gì gọi là nuôi thả? Loại này mới thật sự là nuôi thả. Mà hắn mang theo đồ đệ của mình đi vào chỗ này, nói cho ai là rèn luyện, mang theo đồ đệ xem xét các mặt của xã hội, để cho hắn phát triển. Nhưng mà hiện tại xem ra, so sánh với thiếu niên trước mắt, quả thật là cực kỳ yếu ớt. Phải biết lúc trước, đệ tử của hắn cùng thiếu niên trước mắt giao thủ, nếu như không phải hắn xuất thủ cứu giúp, đệ tử của hắn đã chết. Mà bây giờ nghĩ lại, mình xuất thủ sẽ tạo thành cho đệ tử mình ảnh hưởng gì? Ỷ lại. Đệ tử của hắn ở bất cứ lúc nào, cũng không có sợ hãi, bởi vì có hắn ở đây. Nghĩ vậy, lão giả thấp giọng thở dài, lại nói. Trường bối của ngươi thật lợi hại. Lợi hại. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Là rất lợi hại. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng, không nói gì. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trước chữa thương, đợi tí nữa có chuyện nhờ ngươi giúp một tay. Dương Diệp không hỏi chuyện gì, hắn nhẹ gật đầu, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, hắn nhìn lão giả đưa tay phải ra. Tiền bối, cái kia, cho mượn một chút giới tinh được không? Giới tinh? Cái đồ chơi này, hắn vốn có rất nhiều, bất quá bây giờ, toàn bộ bị Kỳ Bỉ Thiên thu sạch. Lão giả lắc đầu cười cười, bấm tay điểm một cái, 20 viên giới tinh rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đa tạ. Dương Diệp thu giới tinh. Sau đó bắt đầu hấp thu chữa thương. Một bên, Thiên Diệp đột nhiên nói. Sư tôn, nếu không ngài trở về đi. Vừa rồi lời của Dương Diệp, mặc dù không có nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn rất có cảm xúc. Lão giả lắc đầu. Tiểu tử ngốc, phương pháp nuôi thả của hắn không thích hợp ngươi. Vì cái gì? Thiên Diệp khó hiểu. Lão giả không nói gì. Dương Diệp có thể được nuôi thả như vậy. Là bởi vì hắn đã từng bị cha của hắn nuôi thả tới lớn, một mình hắn từ tầng dưới chót nhất bò lên, hắn không phải hổ nuôi trong chuồng, bản thân hắn là hổ trong núi. Chỉ bất quá bây giờ, trưởng bối của hắn kéo hắn từ trong núi, tới một địa phương tàn khốc hơn rèn luyện mà thôi. Nhưng Thiên Diệp không gian, hắn là ở trong tông môn lớn lên, hắn một mực ở dưới mí mắt của cường giả tông môn lớn lên, hắn ngay cả hổ trong núi cũng không tính, hiện tại để hắn một mình ở nơi này. Không phải để cho hắn đi chết sao? Hoàn cảnh hai người sinh ra bất đồng, bởi vậy không thể dùng một loại phương thức đối đãi. Thiên Diệp nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Nếu quả ngươi thật muốn ly khai ta, cũng không phải không được, đợi tí nữa ngươi và hắn giao thủ, sống quá 100 hiệp, ta để ngươi một mình ở lại đây. Sắc mặt của Thiên Diệp có chút khó coi. Sư tôn, tuy lúc trước đồ đệ hơi thua hắn một bậc, nhưng, lão giả lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy đây là đang vũ nhục ngươi. Thiên Diệp nghiêm mặt, không nói gì. Lão giả cười nói, đừng nói với ta những cái kia, dùng sự thực nói cho ta biết đi. Thiên Diệp hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Một lúc lâu sau, thương thế của Dương Diệp đã triệt để khôi phục. Dương Diệp đứng lên, lúc này lão giả nói, tiểu hữu, cùng đồ đệ ta luận bàn một chút. Được không? Tiểu hữu, bất kể là Dương Diệp hay Thiên Diệp, đều không có phát hiện lão giả xưng hô đã phát sinh cải biến. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Diệp, khẽ gật đầu. Được, ta cũng muốn chiến một trận. Thiên Diệp không nói gì, hắn rút ra đoạn đao, mà lúc này, Dương Diệp cũng xuất kiếm. Hai mắt lão giả chậm rãi đóng lại. Quả nhiên, trong Hồng Mông Tháp, khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên hơi cuộn lên. Kiếm của Dương Diệp là một kiếm rất bình thường, so với lúc trước càng bình thường, không có kiếm quang, không có kiếm ý, càng không có kiếm khí. Giống như người vừa học kiếm lần thứ nhất cầm kiếm đâm ngang. Nhưng chính là đâm ngang bình thường như vậy, lại làm cho sắc mặt Thiên Diệp đại biến. Một kiếm đến. Đạo trong tay Thiên Diệp cũng ở thời khắc này rơi xuống, nhưng kiếm đạo vừa mới tiếp xúc, đao mang của Thiên Diệp biến mất vô tung vô ảnh.
Ầm. Đoạn đao run lên kịch liệt, lập tức rạn nứt, mà Thiên Diệp càng bị chấn đến hơn trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Thiên Diệp khó tin nhìn Dương Diệp. Làm sao có thể? Dương Diệp cũng khó tin nhìn ý kiếm của mình, ý kiếm của mình lúc nào biến thành cường hãn như vậy rồi hả? Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng không xuất toàn lực. Lại tới. Ngay lúc này, Thiên Diệp đột nhiên gầm thét, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một ánh đao dài đến 10 trượng bổ về phía Dương Diệp. Hai bên, vô biên thủy ở dưới uy lực của ánh đao ảnh hưởng, trực tiếp chấn động lên. Nhưng Dương Diệp rất bình tĩnh. Bình tĩnh lạ thường. Bởi vì thời điểm đối mặt ánh đao, hắn nghĩ tới âm phu nhân trước kia, so sánh với gió lạnh của âm phu nhân, ánh đao trước mắt này là không có ý nghĩa như vậy. Một loại biến hóa trên tâm cảnh. Trước đây hắn quen biết rất nhiều cường giả, Thiên Tú, Tiêu Giao Tử, Kỳ Bỉ Thiên. Nhưng không có khắc sâu như lần này. Bởi vì những gió lạnh kia của âm phu nhân là muốn giết hắn, mà đám người Thiên Tú cường đại, lại chưa bao giờ nhằm vào hắn, bởi vậy đám người Thiên Tú cường đại, hắn chỉ có một nhận thức, mà không có cách nào rõ ràng. Này giống như rất nhiều chuyện, đạo lý mỗi người đều hiểu, nhưng chính thức làm lại cực kỳ khó. Đương nhiên, biến hóa của hắn không chỉ biến hóa ở trên tâm cảnh. Đao khí đến, Dương Diệp lần nữa xuất kiếm. Lúc này đây, Dương Diệp xuất kiếm rất tự nhiên, rất tùy ý. Không có tụ lực, không có trảm thiên bạt kiếm thuật, càng không có thi triển kiếm vực. Một kiếm rơi xuống, đao khí từng khúc văng tung tóe, sau đó hóa thành hư vô. Sau một khắc, Dương Diệp bước ra một bước này, hắn đi tới trước mặt Thiên Diệp, sau đó kiếm của hắn đâm ra. Đâm ngang, gọn gàng, trong mắt Thiên Diệp hiện lên lệ khí, đao trong tay mãnh liệt bổ một phát. Nếu như ở bên ngoài, một đao kia tuyệt đối có thể dễ dàng phá toái không gian, nhưng ở chỗ này, mặc dù đao kia không có nghiền nát không gian, nhưng uy lực cường đại để cho vô biên thủy nổi lên từng trận bọt nước. Những nước đen kia nặng như thế nào, Dương Diệp tự mình thử nghiệm qua, có thể để cho nó chấn động lên, uy lực kia tuyệt đối không nhỏ. Một lần giao phong cứng trọi cứng. Keng! Theo một tiếng va chạm vang lên, Dương Diệp và Thiên Diệp liên tiếp lui về phía sau, bất quá Dương Diệp lui không đến một trượng liền ngừng lại. Mà Thiên Diệp thì lui tầm hơn 10 trượng. Không chỉ như thế, thanh đoạn đao trong tay hắn đã hoàn toàn nát bấy, chỉ còn chuôi đao. Thiên Diệp tựa như mất hồn nhìn chuôi đao trong tay mình. Làm sao có thể? Lúc trước Dương Diệp và hắn giao thủ, tuy cuối cùng hắn thua nửa bậc, nhưng đó là kết quả sau khi kịch chiến rất lâu. Hơn nữa lần đó hắn thiếu chút nữa thì thắng. Nhưng bây giờ, hắn đã có loại cảm giác không có sức hoàn thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, loại biến hóa này, hắn thật rất khó có thể tiếp nhận. Xa xa, Dương Diệp trầm mặc, hắn như cảm nhận được mấy thứ gì đó, nhưng không quá rõ ràng. Hắn nhìn về phía lão giả thấp giọng thở dài. Tiểu tử, ngươi là nhân họa đắc phúc. Dương Diệp có chút thi lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Lão giả ý bảo Dương Diệp ngồi xuống, Dương Diệp ngồi ở bên cạnh hắn, lão giả cũng gọi đệ tử của mình qua. Lão giả nói khẽ, tiểu tử, kiếm ý và kiếm tâm của ngươi phát sinh biến hóa, sự biến hóa này, là biến hóa tính thực chất. Biến hóa gì? Dương Diệp hỏi. Lão giả cười nói, thuần túy, thuần túy. Dương Diệp nhíu mày. Cái từ này, hắn nghe Kỳ Bỉ Thiên nói qua. Lão giả cười nói. Kiếm ý của ngươi, vẫn là kiếm ý chủ cảnh, nhưng nó so với lúc trước thì thuần túy hơn nhiều, cái thuần túy này, đơn giản mà nói giống như là đúc kiếm, mỗi một búa hạ xuống, tạp chất trong sắt sẽ giảm rất nhiều, mà bây giờ, kiếm ý của ngươi đã không còn bất kỳ tạp chất, đây là chính nó lột xác, đương nhiên cũng là bởi vì ngươi, kiếm tâm của ngươi. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút phức tạp. Kiếm tâm của ngươi bất khuất chân chính. Làm cho kiếm ý và kiếm đạo của ngươi từ tạp biến thành thuần túy. Mặc dù bây giờ ngươi chỉ là chủ cảnh, nhưng tạo nghệ kiếm đạo của ngươi đã vượt xa cảnh giới của ngươi bây giờ. Hơn nữa hẳn ngươi có phát hiện, bây giờ ngươi xuất kiếm, không giống với thường ngày a. Dương Diệp gật đầu, hiện tại hắn xuất kiếm, rất tùy ý, rất tự nhiên, tâm đến kiếm đến. Kiếm tùy tâm, hết thảy là tự nhiên như vậy. Lúc trước ngươi ra kiếm, tạp niệm nhiều, tâm nghĩ nhiều. Chính vì vậy ngươi xuất kiếm rất tạp, cũng không phải thuần túy, nói đơn giản một chút là, thời điểm làm chuyện này, ngươi không hề chăm chú, đây là khuyết điểm chí mạng. Mà bây giờ, ngươi xuất kiếm, tự nhiên,
gọn gàng mà linh hoạt, không chứa một tia dây dưa dài dòng, tâm đến, kiếm đến, loại kiếm này, là cực kỳ đáng sợ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Là bởi vì nữ nhân lúc trước. Lão giả cười nói. Thời điểm ngươi đối mặt nữ nhân kia, nếu như lựa chọn loại thứ nhất, cũng chính là thỏa hiệp, kiếm ý cùng kiếm tâm của ngươi khả năng sẽ không có loại biến hóa này. Kiếm tu các ngươi, tu chính là tâm, ở tình huống đó, ngươi lựa chọn tuân theo nội tâm của mình, không thỏa hiệp, không khuất nhục, kiếm, kiếm ý, kiếm tâm của ngươi tự nhiên cũng sẽ cùng theo ngươi không thỏa hiệp, không khuất nhục, đây là nguyên nhân chủ yếu để chúng lột xác. Nói hư vô mờ mịt một chút, chính là đạt đến một loại tự mình nhận thức, sau đó đạt đến thăng hoa. Dương Diệp cười nhẹ. Thuyết pháp này của tiền bối, lão giả nói. Bất kể như thế nào, người nhân họa đắc phúc, không phải sao? Nói xong hắn khẽ lắc đầu. Tiểu tử ngươi là không biết, năm đó lão phù đạt tới cảnh giới như ngươi bỏ ra bao nhiêu thời gian a? Hôm nay thấy ngươi tuổi còn nhỏ liền có lĩnh ngộ như thế, tạo nghệ kiếm đạo sâu như thế, thật sự là có chút xấu hổ. Lĩnh ngộ. Dương Diệp cười si cười, không nói gì. Nói thật, xác thực đáng giá cao hứng, nhưng loại lĩnh ngộ này không có để cho hắn cảm thấy cao hứng bao nhiêu. Không biết vì cái gì, sau khi trải qua cảm giác kề cận cái chết lúc trước, hắn nhìn rất nhiều chuyện đều có chút nhạt. Giống như sự tình kiếm tâm và kiếm ý này, hắn không có loại cảm giác cực kỳ cao hứng, chẳng qua là cảm thấy bình thường mà thôi. Rất có loại cảm giác tâm như chỉ thủy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi hắn đánh bại Thiên Diệp bình tĩnh như vậy, tự nhiên như vậy. Chúng ta nên rời đi rồi. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía lão giả cười nói. Nguyên bản còn muốn mang theo hắn tới nơi này mở mang kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, bây giờ thấy ngươi, ta cảm thấy loại rèn luyện này tác dụng không lớn, hơn nữa hiện tại tâm cảnh của hắn xuất hiện một vài vấn đề, ta phải dẫn hắn trở về điều chỉnh. Ta không có vấn đề. Lúc này Thiên Diệp đột nhiên nói. Lão giả nhìn Thiên Diệp, không để ý tới hắn, mà nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu hữu, nếu có duyên, chúng ta còn gặp lại. Cáo từ. Nói xong lão giả đứng dậy mang theo Thiên Diệp bay đi. Dương Diệp do dự một chút, chuẩn bị hỏi có thể dẫn hắn rời đi hay không, nhưng nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Hắn nhất định phải dựa vào mình đi ra ngoài, đây là Kỳ Bỉ Thiên và hắn ước định, nếu để cho lão giả mang mình ra ngoài, vạn nhất chọc giận Kỳ Bỉ Thiên, mình thảm thì thôi, nếu như liên lụy lão giả kia sẽ không tốt. Lúc rời đi, Thiên Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó làm một động tác khoa tay múa chân. Dương Diệp cười nói, có cơ hội chúng ta lại tỉ thí. Thiên Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi theo lão giả biến mất ở xa xa. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu cười cười, tay phải hắn có chút mở ra, rất nhanh, một thanh ý kiếm xuất hiện. Rất nhanh, ở xung quanh hắn xuất hiện một thanh lại một thanh ý kiếm. Không chỉ như thế, thời gian dần trôi qua, chung quanh hắn còn xuất hiện rất nhiều khí kiếm. Dùng khí hóa kiếm. Chiêu này ở cực kỳ lâu trước kia hắn đã học xong, nhưng lần này khí kiếm hoàn toàn khác biệt. Bất kể là kiếm khí hay kiếm ý, đều đã không phải kiếm khí cùng kiếm ý lúc trước. Ngưng thực, thuần túy. Ý không tan, kiếm không hủy, khí vĩnh tồn. Kỳ thật, bất kể là Dương Diệp, hay lão giả trước kia, đối với loại thuần túy này hiểu cũng không nhiều. Duy nhất hiểu rõ tương đối nhiều, đương nhiên là Kỳ Bỉ Thiên rồi. Đây là một loại cảnh giới. Một loại cảnh giới trên tâm cảnh, không có quan hệ tới cảnh giới quá lớn. Dương Diệp rõ ràng nhận biết nội tâm của mình, cái này gọi là tự vấn lương tâm, hơn nữa tuân theo bản tâm, cái này gọi là tùy tâm, dù cho đến chết cũng không buông tha, cái này gọi là thủ vững bản tâm. Có thể nói, Dương Diệp trước kia đã bị mất phương hướng mình, mà chính hắn lại không biết. Ỷ lại thần khí, ỷ lại cường giả, đây là tâm ỷ lại. Đối mặt với sinh tử tuyệt cảnh, hắn không sợ hãi chút nào, cái không sợ hãi này không phải bởi vì thực lực của hắn cường đại, cũng không phải bởi vì hắn không sợ chết, mà bởi vì hắn cảm thấy có người sẽ giúp hắn. Đây là nguyên nhân Kỳ Bỉ Thiên thất vọng với hắn, thậm chí thiếu chút nữa buông tha hắn. Nhưng nàng vẫn quyết định cho hắn cơ hội. Vô số năm qua, nàng đã gặp rất nhiều thiên tài. Thậm chí, bản thân nàng chính là siêu cấp thiên tài, cho nên nếu như không phải bởi vì nhị nha, nàng nhìn cũng sẽ không nhìn Dương Diệp. Đừng nói Dương Diệp, ở thế giới này, có thể để cho nàng xem trọng, một tay có thể đếm ra.
nhưng nàng vẫn quyết định cho Dương Diệp một cơ hội. Về phần đây là bởi vì nhị nha hay vì cái gì khác, chỉ có bản thân nàng biết. Cũng may Dương Diệp không có để cho nàng quá thất vọng. Đương nhiên, cũng không có để cho nàng đặc biệt thỏa mãn, hiện tại chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Trên cầu, Dương Diệp vung tay phải lên, những khí kiếm và ý kiếm chung quanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối cầu, khóe miệng hơi cuộn lên, đoạn đường này, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi. Chỉ chốc lát, Dương Diệp biến mất ở cách không xa. Trong Hồng Mông Tháp, Lôi Lâm nhìn Kim Dương trước mắt, tò mò hỏi. Tiểu Kỳ tỷ, đây là cái gì? Kỳ Bỉ Thiên vỗ Dương nhẹ nhẹ. Hình như là một quả trứng. Trứng gì? Lôi Lâm hỏi. Kỳ Bỉ Thiên quan sát một chút, sau đó nghiêm mặt nói. Bại hoại. Lôi Lâm. Dương Diệp tiếp tục đi tới. Lúc này đây, hắn lạnh nhạt hơn trước đó rất nhiều. Ở lúc đầu một người đi, kỳ thật hắn có chút mê mang, thậm chí có chút oán trách nho nhỏ. Bởi vì Kỳ Bỉ Thiên đặt hắn ở địa phương này, là có chút không công bình. Chỗ này, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tới. Nhưng Kỳ Bỉ Thiên không cân nhắc những thứ này, ném hắn ở nơi này, phong ấn tất cả ngoại vật của hắn, kể cả Hồng Mông Tháp. Này cực kỳ không công bằng. Nhưng thế gian có chuyện gì là tuyệt đối công bằng? Bất quá bây giờ hắn rất bình tĩnh, nội tâm rất bình tĩnh. Đoạn đường này không dài, nhưng chính hắn đi, lại đi có chút xa xăm. Bây giờ hắn là chủ lãnh, cảnh giới kia ở chỗ này xác thực không cao, phải nói rất thấp, nhưng kiếm tâm và kiếm ý của hắn không thấp. Kiếm tâm thuần túy, kiếm ý thuần túy. Loại thuần túy này, không giống Tiêu Dao Tử thuần túy. Tiêu Dao Tử là thuần túy vô tình, mà kiếm của Dương Diệp, như trước ẩn tình, chỉ có điều ngoại trừ tình, hết thảy đều bị xóa bỏ. Hắn càng chuyên chú vào kiếm. Ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, bởi vì cách đó không xa, một con thuyền nhỏ đang lái tới. Trên thuyền có hai người, một người ăn mặc giống như tiểu phu, đang chèo thuyền, tên còn lại là một trung niên, bên hông treo một thanh kiếm, chỗ chuôi kiếm là một hồ lô rượu. Trung niên hơi say, ánh mắt hơi có chút mê ly. Nhìn người chèo thuyền kia, thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng. Vô biên thủy này sao mà nặng, người chèo thuyền trước mắt lại có thể ở trong vô biên thủy nhộn nhạo sóng nước, phần lực lượng này lớn bao nhiêu. Rất nhanh, thuyền đi tới dưới cầu, thuyền phu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng lúc này, trung niên kiếm tu ý bảo dừng lại. Hai tay người chèo thuyền dừng lại. Thuyền lập tức ngừng ngay tại chỗ. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Tiểu huynh đệ đến uống một chén không? Dương Diệp do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, hắn nhảy xuống, lúc này ở trước mặt hắn xuất hiện một hồ lô rượu, nhưng không phải hồ lô rượu của trung niên. Dương Diệp cũng không khách khí, uống một hớp, vào miệng rất cay, cảm giác nóng hừng hực. Lúc này trung niên đột nhiên nói. Tiểu huynh đệ là kiếm tu. Dương Diệp gật đầu. Trung niên cười nói, tuổi còn nhỏ, kiếm ý cô đọng như thế, kiếm tâm càng bình tĩnh như nước, nói thật, lão phu hành tẩu nhiều năm, ở trong một đời tuổi trẻ, rất hiếm thấy. Cho dù là sơn trang của chúng ta, ở độ tuổi như ngươi đạt tới loại trình độ này, cũng cực kỳ ít có. Dương Diệp cười nói, tiền bối quá khen. Trung niên lắc đầu, tiểu tử, khiêm nhường như vậy cũng không hay, còn trẻ, nên lông bông phải lông bông một chút. Bằng không sẽ cô phụ tuổi trẻ của mình. Lúc này Dương Diệp mới cười nói. Ít xuất hiện, ta là người rất ít xuất hiện. Trung niên uống một ngụm rượu, cười nói. Sao ta không cảm giác được nhỉ? Dương Diệp lại uống một hớp rượu, sau đó trả hồ lô tới trước mặt trung niên. Đa tạ rượu của tiền bối, vãn bối còn có việc, không dám quấy rầy lâu. Nói xong hắn muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, trung niên đột nhiên nói. Tiểu tử, có hứng thú đi đảo thiên đường dạo chơi không? Đảo thiên đường. Dương Diệp khó hiểu. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lần thứ nhất đến. Dương Diệp gật đầu. Trung niên cười chỉ phía bắc. Bên kia có một đảo nhỏ, gọi đảo thiên đường, có hứng thú đi dạo một chút hay không? Vui không? Dương Diệp hỏi. Trung niên ngây cả người, sau đó cười ha ha. Vui, chơi rất vui, như thế nào, đi chơi không? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Đi, đi vào chỗ này, có thể mở mang kiến thức một chút cũng là chuyện tốt. Nhiều một vé thuyền.
Lúc này người chèo thuyền đột nhiên nói. Dương Diệp đang định nói, nhưng trung niên bấm tay điểm một cái, một tinh thạch màu tím đen rơi vào trước mặt người chèo thuyền. Đây là cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Trung niên lắc đầu. Ngươi là làm sao tới nơi này a? Sao cảm giác ngươi hoàn toàn không biết gì cả vậy? Dương Diệp cười khổ. Bị trưởng bối ném tới nơi này. Trung niên khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Nói xong hắn lấy ra một tinh thạch. Cái này gọi là tử tinh tinh, một loại tinh thạch chân quý hơn giới tinh nhiều lắm, là tiền ở nơi này. Dương Diệp nhìn trung niên kiếm tu ôm quyền. Đa tạ. Trung niên cười nói. Tiểu tử, nói thật, bây giờ ngươi ở địa phương này vẫn còn có chút nguy hiểm. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào, đường đi ra ngoài là cây cầu kia sao? Một mực đi xuống dưới, sẽ có một truyền tống trận, thông qua truyền tống trận, ngươi có thể đi ra. Bất quá cần phí tổn truyền tống, rất đắt đấy, 30 viên tử tinh tinh truyền tống một lần. 30 viên tử tinh tinh. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Bao nhiêu giới tinh có thể đổi một viên tử tinh tinh? Trung niên cười nói. 100 viên, hơn nữa rất khó đổi được. Dương Diệp lắc đầu, xong đời, mình bây giờ một nghèo hai trắng, coi như đến đó cũng không ra được. Thời điểm trò chuyện với Trung niên, Dương Diệp biết được, Trung niên tên Bắc Kiếm, đến từ một nơi tên là Rổ Kiếm Sơn Trang. Dù sao hắn là chưa từng nghe qua. Ngươi đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bắc Kiếm hỏi. Dương Diệp gật đầu. Tiền bối biết Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bắc Kiếm gật đầu. Biết một ít, lại nói Vĩnh Hằng Quốc Độ các ngươi có một cổ kiếm tông, trong cổ kiếm tông có một tông chủ trẻ tuổi, nghe nói. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tên kia không phải là ngươi chứ? Dương Diệp ngượng ngập cười cười, sau đó nhẹ gật đầu. Phốc! Bắc Kiếm trực tiếp phun rượu trong miệng ra, có chút kinh ngạc nói. Thật là ngươi! Dương Diệp gật đầu. Một lát sau, Bắc Kiếm lắc đầu cười cười. Ngươi cái tên này! Dương Diệp cười nói. Tiền bối hiểu rõ cổ kiếm tông. Bắc Kiếm nghiêng người dựa vào mép thuyền. Không nhiều, bất quá nghe nói qua, dù sao cổ kiếm tông cũng xuất hiện một ít đại kiếm tu. Bất quá bây giờ, cổ kiếm tông có chút không được. Ta nói như vậy, ngươi không ngại chứ? Dương Diệp lắc đầu. Thực lực bây giờ của cổ kiếm tông chúng ta xác thực không bằng lúc trước. Tiền bối nói là thật. Bắc Kiếm cười nói. Bất quá chứng kiến tiểu huynh đệ ngươi, ta cảm thấy, lại qua hơn 10 năm, cổ kiếm tông các ngươi sẽ quật khởi lần nữa, danh chấn toàn bộ chư thiên vạn giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu huynh đệ phải còn sống đi ra ngoài. Sống đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía hoàn toàn mờ mịt, từ nơi này nhìn, còn có thể chứng kiến cây cầu kia, mà hai bên cầu thì không có phần cuối. Mình có thể từ chỗ này còn sống ra đi sao? Lúc này Bắc Kiếm chỉ xa xa nói. Nơi kia chính là đảo Thiên Đường rồi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ, không lớn, cả hòn đảo tản ra ánh sáng màu xanh đậm, mới nhìn còn rất đẹp mắt. Rất nhanh, thuyền cập bến, Dương Diệp và trung niên kiếm tu xuống thuyền. Nhưng lúc này, cách đó không xa đi tới một nam tử mặc áo bào đen, nam tử áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp và Bắc Kiếm, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trên thuyền. Chỉ chốc lát, thuyền cùng nam tử áo đen biến mất. Bắc Kiếm cười nói. Chúng ta đi thôi. Trên đường, Bắc Kiếm cười nói. Nhìn ngươi rất nghi hoặc, ta giải thích với ngươi một chút. Đảo Thiên Đường này, kỳ thật là một địa phương trao đổi lẫn nhau, nói đơn giản, chính là người tới đây, lưu lại cảm ngộ võ đạo, hoặc võ kỹ cường đại của mình. Ở chỗ này, người lưu lại cảm ngộ võ đạo và võ kỹ càng tốt, người có thể đạt được chỗ tốt tương ứng, cũng chính là cảm ngộ võ đạo và võ kỹ cường đại của người khác. Đương nhiên, người có thể đạt được dạng gì, toàn bộ xem chính ngươi. Trừ lần đó ra, nơi đây còn có một vài chỗ phục vụ đặc thù khác, ví dụ như bồi luyện, hoặc là cái khác, ha ha. Rất nhanh, hai người tới trước một cung điện, được Bắc Kiếm dẫn dắt, hai người tiến vào cung điện. Trong cung điện, người không phải quá nhiều, ngẫu nhiên mới có thể thấy được một hai người, nhưng trong cung điện này, gian phòng lại không phải ít. Dương Diệp quan sát bốn phía, có chút tò mò. Rất nhanh, Bắc Kiếm mang theo Dương Diệp tiến vào một gian đại điện. Tiến vào đại điện, Bắc Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, tình cảnh trước mặt Dương Diệp trực tiếp biến ảo,
thời gian dần trôi qua, bốn phía Dương Diệp đen nhánh, bất quá không có kéo dài bao lâu, ở trước mặt hắn xuất hiện một cột sáng. Lúc này một giọng nói vang lên. Các hạ chính là kiếm tu, có thể lưu cảm ngộ kiếm đạo, hoặc kiếm kỹ. Nếu như các hạ không muốn, quay người rời đi là được. Dương Diệp nói. Có bao nhiêu kiếm tu đã tới nơi đây? Thanh âm kia vang lên. 29 vị, trong đó 19 vị người lưu lại cảm ngộ kiếm đạo, 10 vị lưu lại kiếm kỹ. 29 vị. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn đi tới trước cột sáng, hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm do ý kiếm ngưng tụ thành, sau một khắc, hắn bổ ra một phát. 13 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật. Thời điểm Dương Diệp thi triển ra 13 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật, cột sáng kia đột nhiên bạo phát ra quang mang lộng lẫy, nhưng rất nhanh, tia sáng kia ảm đạm xuống. Dương Diệp khó hiểu. Lúc này một giọng nói vang lên. Thật có lỗi, kiếm kỹ này không có tư cách lưu ở nơi đây. Không có tư cách. Nghe vậy, Dương Diệp có chút lúng túng. Tuy mới vừa rồi hắn ra 13 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật không có ra chỉ kiếm vực, bất quá uy lực không nhỏ a. Nhưng không có tư cách ở lại chỗ này. Trong chàng rơi vào trầm mặc. 10 hơi sau, các hạ sẽ rời đi nơi này. Lúc này thanh âm kia lại vang lên. Hiển nhiên, đây là muốn đuổi người. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó bước ra một bước, một cỗ lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở bốn phía. Cả thế giới hắc ám, Dương Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy, kể cả người nói chuyện kia. Kiếm vực. Lúc này cột sáng trước mặt Dương Diệp phát sáng lên. Hào quang càng lúc càng thịnh. Rốt cuộc, cột sáng kia tản mát ra hào quang. Ngừng lại. Kiếm vực. Lúc này thanh âm kia vang lên. Phẩy. Nếu các hạ nguyện ý thi triển kiếm vực, để ký ức thạch ghi chép lại kiếm vực của các hạ. Hơn nữa lưu lại một ít cảm ngộ kiếm đạo của các hạ. Dương Diệp hỏi. Chỗ tốt gì? Thanh âm kia trầm mặc một chút, sau đó nói. Các hạ sẽ đạt được chỗ tốt tương ứng, Dương Diệp cười nói. Có thể nói chuẩn xác một chút không? Thanh âm kia nói. Trong 29 vị kiếm tu, có hai người có được kiếm vực hoàn toàn khác biệt các hạ. Các hạ có thể chọn một vị trong đó, quan sát hắn lưu lại kiếm vực và cảm ngộ kiếm đạo. Kiếm vực. Dương Diệp trầm mặc. Hắn cũng không phải độc nhất. Sau một lúc lâu, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có thể. Lúc này trước mặt Dương Diệp, cột sáng kia bắt đầu rung động, ngay sau đó một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó thi triển ra kiếm vực của mình, hơn nữa để lại một ít cảm ngộ. Rất nhanh. Kiếm vực và những cảm ngộ đều được ghi lại. Sau khi bị ghi chép, lực lượng thần bí ở chung quanh biến mất không thấy gì nữa, lúc này thanh âm kia vang lên. Kiếm vực của hai vị kiếm tu hoàn toàn khác biệt, một vị chủ công, chính là sát phạt kiếm vực, sát ý rất mạnh, rất dễ dàng làm cho người ta mất phương hướng tâm trí. Một vị kiếm tu khác kiếm vực tương đối chuyên nhất, kiếm vực chủ kiếm của hắn, cái gọi là chủ kiếm, kỳ thật chính là kiếm vực ở trên kiếm của hắn, mà không phải tự thành một vực. Nói đến đây, thanh âm kia có chút dừng lại, sau đó lại nói. Các hạ lựa chọn vị nào? Sát phạt kiếm vực chủ kiếm. Dương Diệp nhíu mày, kỳ thật hắn rất tò mò đối với hai loại kiếm vực hoàn toàn khác biệt, vì vậy hắn hỏi. Có thể quan sát hai loại không? Thật có lỗi, không thể. Thanh âm kia nói. Dương Diệp nhếch miệng, hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói. Chủ kiếm kiếm vực. Kỳ thật ngay từ đầu hắn có khuynh hướng sát phạt kiếm vực, bởi vì bản thân hắn có sát ý cực kỳ mạnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn chủ kiếm. Vì cái gì chọn chủ kiếm kiếm vực, hắn cũng không quá rõ ràng, dù sao chỉ là một loại trực giác. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, cột sáng trước mặt bắt đầu rung động, thời gian dần trôi qua, cột sáng biến mất, chỉ chốc lát, một kiếm tu tay cầm trường kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Rất bình thường. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Dương Diệp chăm chú nhìn, qua mấy tức, kiếm trong tay kiếm tu đột nhiên ra khỏi vỏ. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt kinh hãi và kinh ngạc. Một lát sau, kiếm tu kia đã biến mất. Mà Dương Diệp vẫn còn ngây tại chỗ. Trong Hồng Mông Tháp, trước phòng trúc, Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng. Không phải là lấy kiếm thành vực sao? Cần khiếp sợ như vậy sao? Thật là một gia hỏa không có va chạm xã hội. Bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên, Lôi Lâm hung hăng gặm một đoàn lôi chi tinh hoa,
sau đó hỏi. Tiểu Kỳ tỷ, người vừa rồi kia lợi hại, hay Dương ca ca lợi hại hơn? Kỳ Bỉ Thiên sờ lên đầu nhỏ của Lôi Lâm. Người cảm thấy thế nào? Lôi Lâm chân thành nói. Ta cảm thấy Dương ca ca lợi hại nhất. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Vậy hắn lợi hại nhất à? Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Dương Diệp còn ngây tại chỗ, vừa rồi một màn kia thật để cho hắn quá khiếp sợ rồi. Kiếm. Lấy kiếm thành vực. Nói đơn giản chính là, kiếm chính là một vực, cùng hắn tự thành một vực hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai như vậy cũng có thể. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp giờ phút này. Kỳ thật thời điểm này, hắn rất muốn thỉnh giáo Kỳ Bỉ Thiên một chút, nhưng đáng tiếc, Hồng Mông Tháp Thủy Chung đóng chặt, hắn vào không được, cũng không cách nào trao đổi. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lúc này thanh âm kia lần nữa vang lên. Kính xin các hạ rời đi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Xin hỏi vị kiếm tu vừa rồi kia có còn tồn tại thế gian không? Thanh âm kia trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngày sau nếu có người hỏi ngươi, ngươi nguyện ý để chúng ta bại lộ tin tức của ngươi không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có thể. Thanh âm kia nói. Vị kiếm tu kia, đến từ 9 vạn năm trước. 9 vạn năm trước. Dương Diệp trầm mặc, niên đại đó, hẳn là thời đại của đám người võ tổ, thậm chí là một thời đại với Kỳ Bỉ Thiên. Lão quái vật a. Dương Diệp không hỏi cái gì, xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Dương Diệp quay về trước đại điện, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, trong đầu còn là hình ảnh vị kiếm tu kia xuất kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 177.